Thân là đạo chủ biết đến sự đừng mặt khác thần linh nhiều, nhưng chỉ biết Dương Nghị Vân, lại là không biết Dương Nghị Vân chân chính lai lịch, nhưng bọn hắn đều biết Thánh Thiên Đế cùng Tu La Vương chiến đấu, trong lòng có suy đoán, lại là không thể xác định. Chỉ có thể trước phái người đi xem xét. Cái này xem xét tự nhiên là đi tìm phiền toái. Từ khai thiên thời đại Thánh Thiên Đình ngã xuống, bọn họ nhưng đều nghĩ xưng là đạo thống đứng đầu, nhưng lẫn nhau chi gian thế lực tương đương, ai cũng không phục ai, thà rằng hy vọng vĩnh viễn không có trung tâm đạo thống xuất hiện. Nếu có khả năng, bọn họ tất nhiên sẽ đem Dương Nghị Vân lập hạ đạo thống cấp hủy diệt ở trưởng thành chung. Tứ đại đạo thống môn hạ, có rất nhiều thần giới thế lực, như 10 đại thần giới gia tộc cùng thần giới tứ đại ngoại đạo, sau lưng bối cảnh chính là Thái Thanh, Huyền Hoàng, Thiên Lôi, Âm Dương tứ đại đạo thống. Phân biệt phái ra này đó thế lực trung cường giả đi trước Vân Môn Thiên Đình. Lúc này Dương Nghị Vân tự nhiên không biết, đã có chân chính thánh nhân tiến đến tìm hắn phiền toái. Ở trấn áp khí vận trụ trời lúc sau, Dương Nghị Vân liền hạ lệnh, Vân Môn đệ tử chính thức vào ở Vân Môn Thiên Đình. 3-40 vạn Vân Môn đệ tử mênh mông cuồn cuộn bước lên Kim Quang Đại Đạo, tiến Nam Thiên Môn mà trong Mây Môn Thiên Đình. Lúc sau đó là thỏ ra lập hạ quy củ. Đối Dương Nghị Vân xưng hô về sau lấy Thiên Đế vi tôn xưng, hơn nữa có tuyển nhận đệ tử môn nhân quy củ. Nếu đạo thống đã xác lập, vậy muốn nghiêm túc đi làm. Giáo dục không phân nòi giống không phải nói. Nhưng cũng không phải nói là bất luận cái gì sinh linh là có thể tiến vào Vân Môn Thiên Đình, được đến Vân Môn Thiên Đình tu luyện đạo thống phương pháp. Toàn bộ Vân Môn Thiên Đình cũng xuất hiện 7 đại hệ thống tu luyện công pháp, có thể trực tiếp tu luyện đến thánh cảnh cấp bậc. Đây là Thánh Thiên Đế thời đại để lại cho Dương Nghị Vân lớn nhất bảo tàng, tất cả đều lưu tại 7 đại thần cảnh, hiện giờ tập trung ở Vân Môn Thiên Đình 7 cái công pháp đại điện. Này đó thần giới hệ thống đằng trước thánh đạo công pháp, tự nhiên không thể tùy tiện liền truyền ra tới, ít nhất phải có một cái phẩm tính sàng chọn mới được. Đương nhiên dựa theo Dương Nghị Vân phân phó, không thiết chí thiên phú, chỉ xem phẩm tính, cấp bất luận cái gì tương lai gia nhập Vân Môn đạo thống sinh linh đều cấp cơ hội. Đây là một kiện thật lớn công trình, hôm nay lập đạo thống thu môn đồ sự tình truyền đến, tất nhiên sẽ ở thần giới khiến cho thật lớn oanh động. Cho nên giai đoạn trước muốn công tác rất lớn. Chẳng qua những việc này Dương Nghị Vân tất cả đều ném cho thỏ ra bọn họ, chính mình đương phủi tay trưởng quầy. Toàn bộ Vân Môn đều tràn ngập vui mừng. Chỉ là loại này vui mừng còn không có liên tục bao lâu. Đã bị một thanh âm đánh gãy. Cuồn cuộn như sấm sét thanh âm từ Nam Thiên Môn truyền tiến vào. Cửu Lê lão tổ tiến đến chúc mừng. Dương Nghị Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nheo lại đôi mắt, hắn lẩm bẩm, ha ha, rốt cuộc ngồi không yên, nên tới vẫn là tới. Nói chuyện Dương Nghị Vân liền phải đi xem. Nhưng là linh một lại là chắn phía trước trầm giọng nói, thánh đạo một tầng thánh nhân, vẫn là ta đi thôi. Không cần ta đi trước gặp hắn, nếu ta là Vân Môn đạo thống đạo chủ, nếu là không đi, chẳng phải là bị người chê cười, thật sự không được, ngươi ở ra tay. Dương Nghị Vân nói xong, chợt lóe rồi biến mất. Cửu Lê tộc vốn dĩ liền có thù oán, ở chúng thần vực giết sạch rồi Cửu Lê tộc người, hắn sớm đã có trong lòng chuẩn bị, Cửu Lê tộc cường giả sẽ tìm đến phiền toái. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở hắn lập đạo thống khởi động lại thiên đình ngày này tiến đến, hơn nữa đối phương tự xưng chín dặm lão tổ, linh vừa nói là thánh đạo một tầng thánh nhân. Tuy rằng là thánh nhân tiến đến, còn dọa không ngã hắn, thánh đạo một tầng thánh nhân. Cũng chính là thánh đạo 9 tầng trung thấp nhất giai thánh nhân. Hắn tuy rằng là hợp đạo 5 tầng, nhưng thân là Vân Môn đạo thống chi chủ, Vân Môn Thiên Đình Thiên Đế, lúc này tự nhiên không thể túng, nếu không làm môn hạ đệ tử thấy thế nào hắn. Đánh thắng được đánh không lại, đi trước gặp lại nói, kỳ thật không được linh lần nữa ra tay đó là. Hắn Vân Môn cũng không phải không có thánh nhân. Linh một tu vi đó là, chỉ là Dương Nghị Vân không biết linh tính toán là cái gì trình tự thánh đạo. Một bước bước ra tới rồi Nam Thiên Môn ngoại. Giờ phút này gác Nam Thiên Môn chính là Vân Môn Thiên Đạo cấp bậc thần linh, nhìn đến có Dương Nghị Vân xuất hiện đều tặng một hơi, bọn họ mấy cái đối mặt Cửu Lê lão tổ cường đại uy áp liền kém không sụi lơ trên mặt đất, chỉ là cường trống. Hừ thật lớn uy phong. Dương Nghị Vân một tiếng hừ lạnh, phất tay chi gian cường đại uy áp cũng tản mát ra đi, tức khắc mấy cái thần linh há mồm thở dốc, rốt cuộc từ khủng bố uy áp hạ hoãn lại đây. Một đám đứng ở Dương Nghị Vân phía sau, lòng có tự tin. Thánh Thiên trong điện, thỏ ra trầm giọng nói, sở hữu hợp đạo cấp bậc đi Nam Thiên Môn. Bất quá lại là bị Linh cản lại hạ nói, đối mặt thánh đạo chúng nó còn cố hết sức, ta đi thôi. Linh chợt lóe thân biến mất.
ta cũng đi xem, mầu thần nương nương cũng theo qua đi. Toàn bộ vân môn tu vi cường đại nhất, cũng chính là linh một cùng mầu thần nương nương cái này nửa thánh cấp đừng, các nàng hai đi đảo cũng có thể. Đương nhiên còn có một cái có thể so với linh một cùng mầu thần nương nương tồn tại, kia đó là Dương Nghị Vân quan môn đệ tử Huyết Anh, chẳng qua Huyết Anh từ lần trước một trận chiến, cho tới bây giờ còn ở ngủ say khôi phục chung. Có thể chiến đấu cũng chỉ có linh một cùng mầu thần nương nương hai đại cường giả có thể chiến đấu. Dương Nghị Vân đứng ở Nam Thiên môn ngoại, thấy được Huyền Phù ở 09 dặm lão tổ, đích xác đối phương sở phát ra uy áp hơi thở rất cường đại. Hắn trong lòng thật đúng là không nhiều ít tự tin. Nhưng là lùi bước, hắn cũng không có khả năng. Chín dặm lão tổ tu vi linh vừa nói qua, là thánh đạo một tầng thánh nhân, xem như sơ cấp thánh nhân, cũng chính là cùng hắn kém một cái đại cảnh giới. Đối này Dương Nghị Vân thật đúng là muốn thử xem, cùng thánh nhân đánh nhau là cái gì tư vị. Đương nhiên nếu là tiến đến chính là cao giai thánh nhân, hắn thật đúng là không cái này tự tin. Hắn ở đánh giá Cửu Lê lão tổ, Cửu Lê lão tổ cũng ở đánh giá hắn. Giết ta Cửu Lê tộc con cháu chính là ngươi đi. Nửa ngày lúc sau Cửu Lê lão tổ mang theo sát ý hỏi Dương Nghị Vân, hắn kỳ thật là không nghĩ tới, tu luyện đến thánh đạo lúc sau, có rất nhiều sự trong lòng vẫn là rõ ràng, nhưng sau lưng Thái Thanh đạo thống trực tiếp phái hắn tiến đến, cũng chỉ có thể tiến đến. Đến nỗi nói Dương Nghị Vân giết hắn Cửu Lê tộc con cháu chỉ là, thân là thánh đạo cường giả bấm tay tính toán đều rõ ràng, điểm này kỳ thật ở Cửu Lê lão tổ nơi này là không sao cả, bởi vì hắn chứng đạo chi lộ chính là đi trảm tam thi thái thượng vong tình chi lộ. Có thể thái thượng vong tình người, lại sao lại để ý môn đồ con cháu, tình cảm, thất tình lục dục việc. Như vậy hỏi Dương Nghị Vân cũng chỉ là tưởng nói một cái lý do mà thôi. Lần này tiến đến, hắn phụng mệnh hành sự, có thể cho Dương Nghị Vân tìm điểm phiền toái là làm tốt, thậm chí có thể giết chết tiểu tử này càng phù hợp sau lưng Thái Thanh đạo chủ ý nguyện, mà nếu làm không được, cũng muốn thử ra Dương Nghị Vân chi tiết. Cái này chi tiết Thái Thanh đạo thống bên kia có công đạo, nhìn xem Dương Nghị Vân có phải hay không khai thiên thời đại thánh thiên đế thân phận. Nếu là, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Thánh thiên đế truyền thuyết, hắn há có thể không biết. Nếu là Dương Nghị Vân thật là thánh thiên đế trên đời, hắn Cửu Lê lão tổ sẽ không chút do dự rời đi. Là ta giết lại như thế nào? Dương mỗ nhân thực kiên cường, ngữ khí cũng không tốt, quản ngươi là thánh đạo thánh nhân vẫn là thứ gì, hôm nay là hắn vân môn đạo thống thành lập nhật tử. Người cái lão bất tử liền tới đá bãi, nếu không phải hắn tu vi kém một chút, trực tiếp liền đi lên làm. Là liền hảo, bổn thánh hôm nay tiến đến thảo cách nói, ngươi. Hẳn là cho ta Cửu Lê tộc một công đạo, Cửu Lê tộc lão tổ nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân mở miệng. Ha ha, công đạo, cái gì công đạo, Dương Nghị Vân cười lạnh. Quỳ xuống nhận sai, cùng ta đi trước Cửu Lê tộc từ đường cấp bị ngươi giết hại Cửu Lê tộc đệ tử dập đầu nhận sai. Cửu Lê lão tổ chậm rãi nói. Làm càn hỗn chướng đồ vật, thấy rõ ràng đây là địa phương nào. Đây là vân môn đạo thống, là thần giới trung ương đạo thống nơi, đứng ở ngươi trước mặt chính là vân môn thiên đình thiên đế, càng là vân môn đạo thống đạo chủ, ngươi một giới nho nhỏ nhất giai thánh nhân, có cái gì tư cách, làm thiên đế cho ngươi quỳ xuống, hôm nay ngươi thiện sang ta vân môn thiên đình, đương chu sát ngươi. Giờ phút này lại là một tiếng hồn hậu vô cùng, như lôi đình giống nhau thanh âm vang vọng phía chân trời. Lại đúng là Linh vừa xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người. Ngay sau đó mầu thần nương nương thất thải hà quang lập lòe cũng là xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên cạnh người. Nhìn đến Cửu Lê lão tổ sau, mầu thần nương nương cũng là sát ý tràn ngập cười lạnh nói, ha ha, bổn cung cho là ai đâu, nguyên lai là Thái Thanh đạo thống lão cầu Cửu Lê lão tổ a, lão đông tây, thánh thiên đế trước mặt, người còn chưa đủ tư cách nói chuyện, liền tính người chủ tử sau lưng tiến đến cũng không dám như thế đối thánh thiên đế nói chuyện. Quỳ xuống, ngươi cũng xứng, thiên đế một quỳ ngươi đảm đương nổi sao, sẽ không sợ tao trời phạt, năm đó khai thiên tu la một trận chiến, ngươi chờ này đó rùa đen rút đầu, một đám trốn đi, hiện tại trung ương thiên đình khởi động lại, như thế nào? Đỏ mắt, liền phải tới đá bãi, thánh thiên đế năm đó khinh thường các ngươi một đám lão cẩu, hôm nay đồng dạng khinh thường các ngươi, lăn. Mầu thần nương nương cuối cùng một phen lời nói, lại là không có đối Cửu Lê lão tổ nói. Mà là hai tròng mắt nhìn chằm chằm Cửu Thiên ở ngoài. Dương Nghị Vân kinh ngạc mầu thần nương nương còn có như vậy đanh đá một mặt, hắn trong lòng lại là đoán được, mầu thần nương nương cuối cùng những lời này mắng chính là tứ đại đạo thống. Hắn cũng nghe minh bạch, chín dặm lão tổ sau lưng là Thái Thanh đạo thống. Nói cách khác,
thần giới thế lực khác đằng sau các có một phương đạo thống chủ tử. Nhưng là, Mậu Thần nương nương này một phen lời nói, chính là đem hắn gốc gác cấp quăng ra ngoài. Một ngụm một cái thánh thiên đế. Làm Dương Nghị Vân xấu hổ, này không phải rõ ràng nói cho Cửu Lê lão tổ, ta Dương Nghị Vân chính là thánh thiên đế tái thế sao? Đương nhiên kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì. Dù sao sớm hay muộn đều sẽ biết, lại một cái hắn trước nay đều không thừa nhận chính mình là thánh thiên đế chuyển thế, hắn cần phải làm là chính hắn. Không sao cả. Mà đối với Cửu Lê lão tổ tới nói, hắn đã được đến chính mình muốn. Quả nhiên Dương Nghị Vân chính là thánh thiên đế tái thế. Nhưng bị Linh Một cùng Mậu Thần nương nương như thế mắng, hắn thánh nhân ra mặt còn muốn hay không? Sắc mặt Thanh một trận bạch một trận, khí cả người run rẩy. Linh Một cùng Mậu Thần nương nương. Hắn nhận thức a. Ở khai thiên thời đại liền gặp qua, chỉ là tham gia hôm khác đình giao chỉ thịnh yến, cách thật xa gặp qua một mặt, so sánh với này nhị vị, hắn đích xác bất nhập lưu. So sánh với thánh thiên đế, hắn đích xác không tư cách. Nhưng là, hiện tại đâu? Hắn vẫn như cũ là thánh đạo thánh nhân. Mà thánh thiên đình xưng là lịch sử, thánh thiên đế lại như thế nào? Mậu Thần nương nương lại như thế nào? Linh Một tôn giả lại như thế nào? Các ngươi còn không phải đi rồi niết bàn chi lộ. Hiện tại ba người, ở Cửu Lê lão tổ trong mắt, không có gì ghê gớm. Dương Nghị Vân liền tính là thánh thiên đế trên đời, cũng chỉ là một cái hợp đạo năm tầng thần linh, Mậu Thần nương nương chính là cái nửa thánh, chỉ có Linh Một tôn giả là cái thánh đạo. Lại là cùng hắn giống nhau thánh đạo một tầng mà thôi. Hắn đâu? Sau lưng là Thái Thanh Đạo Thống, toàn bộ Thái Thanh Đạo Thống có bao nhiêu thánh nhân tồn tại, hắn chính là rõ ràng. Người Dương Nghị Vân chính là thánh thiên đế trên đời, khởi động lại thiên đình lại như thế nào? Có thể đấu đến quá Thái Thanh Đạo Chủ. Lần này tiến đến hắn nhiều ít đoán được một ít đạo chủ tâm tư, đơn giản là không nghĩ làm Trung ương Đạo Thống xuất đầu, đến lúc đó sợ là tứ đại đạo thống đều sẽ liên hợp lại. Diệt cái này tân đạo thống, cướp đoạt khí vận không thể. Như vậy tưởng tượng, Cửu Lê lão tổ tự tin tới, hắn cũng không có khả năng bị như thế nhục nhã lúc sau rơi xuống ra mặt rời đi, dù sao cũng phải quá một hồi mới được. Ha 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 ha, chín dặm lão tổ nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân ba người cất tiếng cười to. Tiếng cười rung trời, rồi sau đó bỗng nhiên biến sắc mặt nói, ngươi chờ chẳng qua một đám kẻ đáng thương mà thôi, chết đã đến nơi còn không tự biết, thật đáng buồn đáng thương. Cái gì thánh thiên đế, chó má, đều có thể là khai thiên thời đại lịch sử, còn lấy tới hù dọa bổn thánh. Đều là niết bàn trùng tu kẻ đáng thương mà thôi, liền không cần giữ thể diện. Bổn thánh hôm nay còn liền cùng ngươi chờ đã làm một hồi, đến là muốn nhìn, một cái thánh đạo đều không vào trẻ con, lấy tới lá gan dám lập đạo thống, dám xưng thiên đế. Cửu Lê lão tổ cũng ngoan hạ tâm tới, muốn đem cái này mặt mũi tìm trở về, hắn là tới tìm phiền toái không giả. Nhưng bị Linh Một cùng Mậu Thần nương nương một hồi khinh thường mắng, rơi xuống bên ngoài. Đây là thánh đạo cấp bậc cường giả nhất không thể tiếp thu sự. Thường xuyên nói thánh nhân có thể diệt, không thể rơi xuống. Này cũng không phải là một câu lời nói suông. Đương nhiên trong đó có cái quan trọng vấn đề là, Dương Nghị Vân cùng Mậu Thần nương nương đều không phải thánh đạo chi cảnh, chỉ có Linh Một là, nhưng ở Cửu Lê lão tổ trong mắt Linh Một cùng hắn giống nhau đều là thánh đạo một tầng. Cho nên hắn cho rằng cái này thể diện hắn là có thể tránh trở về. Một tiếng hừ lạnh, Cửu Lê lão tổ đạp hư về phía trước, đối với Dương Nghị Vân ba người liền chết một kích huy tay áo. Ong! Thiên địa chấn động, một đạo thanh quang từ Cửu Lê lão tổ ống tay áo nhộn nhạo mà đến, hình thành khí lãng, như một vòng cong đến, mấy chục mét lưỡi dao thẳng đến Dương Nghị Vân ba người chém xuống dưới. Linh Một cùng Mậu Thần nương nương toàn thân thần quang đại tác phẩm, liền phải ra tay. Nhưng Dương Nghị Vân như cũ kiên trì nói, ta tới. Hắn nếu nói, liền phải làm được. Giờ phút này trong mắt hắn, Cửu Lê lão tổ cái này lão tiểu tử, đích xác làm hắn chán ghét. Hắn cũng không tin, thánh đạo một tầng thật có thể lực áp hết thảy. Dương mẫu nhân như thế tự tin, vẫn là cùng hắn dĩ vãng vượt cấp chiến đấu có quan hệ. Sự thật cũng chứng minh, hắn một đường đi tới chiến đấu chém giết ở vượt cấp thượng thật đúng là không có thua quá. Đương nhiên chênh lệch quá lớn tình huống ngoại trừ. Dù sao hiện tại đối mặt Cửu Lê lão tổ hắn là có tin tưởng một trận chiến. Thân là Vân Môn Thiên Đình Thiên Đế, cứ việc cái này Thiên Đế không phải hắn tự xưng, là Linh Một cùng thỏ ra bọn họ nói, đạo thống mà đứng, nối thẳng hỗn độn, Trung ương đạo thống bản thân chính là Thiên Đế tôn sư, điểm này đảm đương cùng mặt mũi hắn vẫn là phải có.
toàn bộ Vân Môn đệ tử đều đang nhìn hắn. Giờ phút này bất chiến, không cho Vân Môn đệ tử làm một cái tấm gương ra tới, ngày sau Vân Môn gặp nạn, ai còn có đảm đương. Cho nên này trận chiến đầu tiên, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều phải xuất chiến. Dứt lời, hắn một bước bước ra, trong lòng vừa động, 10 đại đạo thụ xuất hiện. Ngũ quang thập sắc nói thụ chi lực, lóng lánh dựng lên, trực tiếp đón nhận Cửu Lê lão tổ thanh quang. Oanh! Hai bên kích thứ nhất giao phong nháy mắt chạm vào nhau. Thiên địa nổ vang. Lại là Dương Nghị Vân 10 đại đạo thụ ánh sáng, bị Cửu Lê lão tổ thanh quang chi nhận một chạm mà đoạn. Ngay sau đó dư thế không giảm thẳng đến Dương Nghị Vân trên người mà đi. Nam thiên môn ngoại, Linh một mực quang thâm trầm nhìn, màu thần nương nương lại là đồng tử co rút lại sốt ruột. Bất quá Linh một mở miệng nói, nương nương không cần sốt ruột, thiên đế đây cũng là thử. Màu thần nương nương chung quy là không đạt thánh cảnh, xem chiến đấu bản chất không có Linh một thấu triệt. Nhưng cũng dừng, nàng tin tưởng Linh một khu nhà ngôn sẽ không sai. Quả nhiên, ngay sau đó Dương Nghị Vân động. Mà đối với Dương Nghị Vân tới nói, 10 đại đạo thụ thần quang bị Cửu Lê lão tổ thanh quang chi nhận một chạm mà đoạn, thật là làm hắn trong lòng đại chịu chấn động. Hắn kỳ thật rõ ràng, mặc kệ là chính mình vẫn là Cửu Lê lão tổ kích thứ nhất giao phong đều là ở thử. Nhưng lúc này đây thử, cũng xuất hiện hai bên chênh lệch. Hoặc là nói hắn nhận thức đến chính mình cùng thánh đạo cường giả chi gian chênh lệch. Quả nhiên không hổ là thánh đạo thánh nhân, cho dù là một tầng thánh nhân, cũng đều đủ để nghiền áp sở hữu thánh nhân dưới thần linh. Đáng tiếc, ta Dương Nghị Vân là ngoại lệ. Dương Nghị Vân ở trong lòng cảm khái. Đối mặt Cửu Lê lão tổ dư thế không giảm thanh quang chi nhận, hắn đảo cũng không hoảng loạn, nâng lên tay phải, thần quang hội tụ, trầm thấp mở miệng, thiên phạt vạn vật. Bỗng nhiên một trưởng đối với Cửu Lê lão tổ thanh quang chi nhận đánh ra một trưởng. Thiên phạt chi trưởng thần thông, đệ nhất trưởng. Ở Dương Nghị Vân xem ra cũng đủ hóa giải Cửu Lê lão tổ này một kích. Rốt cuộc phía trước 10 đại đạo thụ thần quang ngăn cản một tầng, lúc này ở động thiên phạt trưởng thần thông đủ rồi. Thiên phạt chi trưởng tuy rằng hắn tu vi tăng lên, tự nhiên cũng là uy lực càng ngày càng cường đại, hiện giờ hắn là hợp đạo 5 tầng, cũng không phải là 4 tầng, uy lực thượng một trưởng này so với trước kia tự nhiên là cường đại mấy lần. Thật lớn bàn tay kim quang lấp lánh mà đi. Oanh! Nặng nề lúc sau, tiêu tán vô hình. Dương Nghị Vân khí định thần nhàn. Cửu Lê lão tổ còn lại là hai mắt chớp động, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, đảo cũng không có sốt ruột ra tay, mà là trầm giọng nói, thiên phạt chi trưởng, người quả nhiên là thánh thiên đế trên đời. Lão tử là Dương Nghị Vân, Vân Môn thiên đế. Đánh tâm nhãn Dương Nghị Vân kỳ thật có khung mạc danh kháng cự, người khác nói hắn là thánh thiên đế, hắn vẫn luôn kiên định làm chính mình, đi chính mình lộ, cầu đạo của mình. Ha ha, là ai không quan trọng, liền tính là người có thiên phạt chi trưởng. Nhưng lấy ngươi hiện tại tu vi, bổn thánh sát phiên tay chi gian, nếu ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn, vậy có thể đi chết rồi, tiểu tử, thánh nhân chi đạo không phải ngươi có thể lý giải, bổn thánh khiến cho ngươi kết thúc đi. Cửu Lê lão tổ cười lạnh, tiện đà nâng lên một bàn tay, lại là một tay kết ấn, chậm rãi mà nói, phong chi đạo, cơn lốc chi nhận, chết đi. Trầm thấp giống giận lạc bế. Dương Nghị Vân chỉ thấy Cửu Lê lão tổ lòng bàn tay bỗng nhiên mở ra. Ở hắn lòng bàn tay chi gian trống rỗng sinh ra một đoàn trong suốt màu xanh lá quang đoàn, nhưng là nội bộ tất cả đều là xoay tròn lưu động như tia chớp giống nhau, tựa hồ dựng dục cường đại đáng sợ năng lượng, toàn bộ thiên địa chi gian, Dương Nghị Vân đều phát hiện gào thét chạy bằng khí, bốn phương tám hướng năng lượng phạm vi ngàn dặm phong thuộc tính năng lượng đều hội tụ ở Cửu Lê lão tổ trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên đối với hắn đánh ra, tiểu như nắm tay lưu ly màu xanh lá năng lượng, lại là đón gió đại trướng. Chỉ chớp mắt liền đường kính đạt tới mấy chục mét, hơn nữa còn ở lớn mạnh mà đến. Hình thành thật lớn gió lốc lốc xoáy, bên trong có thể nhìn đến vô số may như thực chất hóa lưu động, đếm không hết, hơi thở bức người, cách thật xa hắn đều cảm thấy sắc bén, làm hắn áp lực đến thở dốc đều khó khăn. Bên tai vang lên Linh một lớn tiếng nhắc nhở nói, thiên đế cẩn thận, đó là phong chi đạo lực lượng, 3000 đại đạo chúng gió chi đạo là thứ nhất, không gì chặn được, nhưng phá vạn vật. Linh vừa nói trong lời nói đã hướng về Dương Nghị Vân chạy đến, hắn rốt cuộc nhìn không được, Cửu Lê lão tổ đệ nhị đánh ra tay đó là sát chiêu, phong chi đạo, đó là Cửu Lê lão tổ lĩnh ngộ 3000 đại đạo chi lực, đây là chân chính thánh đạo chi lực, siêu việt hết thảy thần lực tồn tại. Độc thuộc về thánh đạo lực lượng, Linh một không dám mạo hiểm, Dương Nghị Vân có thể hay không tiếp được trụ, 89 phần 10 là tiếp không được, chưa chừng có thể muốn mệnh.
Mà Dương Nghị Vân đâu? Hắn đầu đương trong đó, tự nhiên cảm thụ sâu nhất, giờ phút này hắn cũng bị khiếp sợ, cường đại hơi thở, so với phía trước màu xanh lá lưỡi dao gió cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần, thậm chí có thể là gấp 100 lần, hắn thậm chí cảm nhận được bốn phương tám hướng thiên địa bị tỏa định, hắn là trốn không thể trốn lui không thể lui hoàn cảnh. Cảm nhận được tử vong hơi thở, như thế rõ ràng. Mồ hôi lạnh xoát một chút liền xuống dưới. Nguyên bản cho rằng thánh đạo một tầng thánh nhân, so với hắn cường đại cũng có thể cường đại không bao nhiêu, nhiều nhất hắn cùng Cửu Lê lão tổ đối thượng, đánh không lại tình huống, ít nhất bị thương, bảo mệnh không thành vấn đề. Nhưng giờ khắc này hắn cảm giác, chính mình chắc hẳn phải vậy, đối thánh đạo cường giả lý giải hoàn toàn không đủ, không hiểu biết, hoàn toàn là hai cái bất đồng trình tự. Làm sao bây giờ? Linh một tuy rằng tới rồi, chính là Dương Nghị Vân biết, chờ Linh vừa ra tay thời điểm, hắn đã sớm muốn chết ở Cửu Lê lão tổ này một kích dưới. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Dương Nghị Vân ngực một đạo lục quang lập lòe mà đến. Lại là ra đời với hỗn độn bẩm sinh linh căn liễu xanh xuất hiện. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, vội vàng đem liễu xanh thần thụ chộp vào trong tay, không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng, điều động sở hữu pháp lực, 10 đại đạo thụ hợp nhất lực lượng, lấy thiên tâm dẫn đường, sở hữu lực lượng giáo huấn ở liễu xanh thần thụ, bỗng nhiên thô bạo huy động mà ra, đối với Cửu Lê lão tổ phong chi đạo năng lượng mà đi. Ong, oanh, răng rắc, chạm vào. Giờ khắc này liễu xanh thần thụ bùng nổ, một đạo lộng lẫy lục quang xỏ xuyên qua thiên địa mà ra, dẫn động cửu thiên tiếng sấm. Xoát một chút, toàn bộ thiên địa đều thành xanh biếc chi sắc. Chợt lóe mà ra, chợt lóe rồi biến mất. Mà sắp đến Dương Nghị Vân trước người linh thứ nhất là sắc mặt cuồng biến, không chút do dự lui về phía sau, hắn cảm nhận được một cổ tử cổ xưa mà dày nặng viễn cổ minh mông lực lượng tiếng sấm. Dư quang trung mơ hồ có thể nhìn đến, Dương Nghị Vân trong tay tựa hồ nắm chặt một gốc cây xanh biếc trong suốt cổ thụ, lục quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Trong phút chốc liền dập nát Cửu Lê lão tổ phong chi đại đạo năng lượng. A! À, phốc! Linh rơi xuống ở Nam Thiên Môn một khắc, thấy được Cửu Lê lão tổ bị một màn màu xanh lục đánh trúng, kêu thảm miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống nhau bay ngược đi ra ngoài, hơn nữa là cái loại này chợt lóe rồi biến mất. Bị cực hạn lực lượng va chạm bay ra đi bộ dáng, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời cái loại này. Ngay sau đó thiên địa bình tĩnh. Hết thảy biến mất. Dương Nghị Vân tay cầm liễu xanh thần thụ, huyền phù ở không, thở hổn hển xi xi, hắn trừ bỏ sắc mặt nhìn tái nhợt ở ngoài, không có bất luận cái gì bị thương, dựng lên Dương Mẫu Nhân nhìn liễu xanh thần thụ sững sờ. Nửa ngày lúc sau, lại là phát ra tiếng cười to, ha ha ha. Tới nha, ngươi chờ không phải tới sao? Đều xuất hiện đi. Hắn đối với Cửu Thiên cười to kêu to. Nhưng là, không có bất luận cái gì đáp lại. Bất quá ở ngàn dặm ở ngoài tầng mây chỗ sâu trong, thiên địa tam phương vị, đích xác có vị thánh đạo cường giả tồn tại, này ba người tự nhiên là đến từ mặt khác ba đạo đạo thống thế lực thần giới thế lực cường giả. Dương Nghị Vân cảm nhận được bọn họ tồn tại, gầm rú bọn họ ra tới thời điểm, ba vị cường giả nhanh như chớp biến mất ở tại chỗ. Nói giỡn. Cửu Lê lão tổ trực tiếp bị đại phi ngàn dặm, trọng thương chật vật mà chạy, bọn họ ba người cùng Cửu Lê lão tổ đều là một cấp bậc thánh đạo, cũng đều là phụng mệnh tia, a xét Dương Nghị Vân chi tiết mà đến, nếu đã biết Dương Nghị Vân chi tiết, ngốc tử mới có thể lúc này nhảy ra đi tìm chết. Lòng bàn chân mặt du khai lưu, miễn cho bị Dương Nghị Vân rơi xuống ra mặt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Nghị Vân là lần đầu tiên sử dụng liễu xanh thần thụ, lại là không nghĩ tới uy lực như thế cường hãn. Vốn tưởng rằng ở Cửu Lê lão tổ thánh đạo lực lượng dưới, hắn sẽ thiệt thòi lớn, nhưng liễu xanh thần thụ xuất hiện, hắn cũng là một bác, nhưng này đánh cuộc dưới, lại là hiệu quả vượt qua đoán trước ở ngoài. Gần vung lên, liền phá Cửu Lê lão tổ thần thông, hơn nữa trực tiếp đánh bay đi ra ngoài ngàn dặm chi vị. Hơn nữa hắn phát hiện dấu ở âm thầm mặt khác tam tôn thánh đạo, cũng hiển nhiên bị dọa tới rồi, không nghĩ tới trực tiếp khai lưu rời đi. Đến nỗi bị hắn một kích bay ra đi ngàn dặm ở ngoài Cửu Lê lão tổ hắn cũng không tính toán đuổi theo, bởi vì hắn phát hiện cái này lão đông tây trước tiên chạy thoát. Cứ việc không chết, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng, Cửu Lê lão tổ bị liễu xanh một kích lúc sau, bất tử cũng muốn lột ra, về sau đừng nghĩ lại đến tìm hắn phiền toái. Mặt khác tam đại thánh đạo Dương Nghị Vân đoán được tất nhiên cũng là đến từ tam đại đạo thống người, chính như Linh một cùng thỏ ra đoán trước như vậy. Thần giới tứ phương đạo thống thật là không thể gặp trung ương đạo thống lại lần nữa xuất hiện, bọn họ phái người tiến đến chính là tới đá bãi.
nhưng hắn cũng không phải dễ khi dễ chủ. Liễu Xanh chỉ uy bày ra, cho Mạnh Nhất đáp lại. Tuy rằng thắng, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng cao hứng không đứng dậy. Cửu Lê Lão Tổ cùng mặt khác Tam Đại Thánh Đạo xuất hiện, thuyết minh hắn bị thần giới tứ phương đạo thống theo dõi. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hô! Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn nơi xa phía chân trời, hộc ra một ngụm chọc khí. Không, không có việc gì đi. Linh Một lại đây hỏi. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, không có việc gì. Nhưng nói chuyện chi gian, hắn liền thân thể một trận choáng váng, đi xuống đảo đi. Cũng may Linh liên tiếp vội nâng ở hắn. Mầu thần nương nương chợt lóe mà đến, mang theo vẻ mặt quan tâm nói, Thiên. Vân tử, thế nào? Dương Nghị Vân dừng tay, trở về đi, chỉ là có điểm hư thoát, không quan trọng. Đích xác Liễu Xanh thần thụ là cường hãn, nhưng hắn hao hết pháp lực. Giờ phút này nhìn sắc mặt có điểm tái nhợt. Một lần nữa trở lại Thánh Thiên Điện, Dương Nghị Vân điều trị một phen mới hoãn quá mức tới. Phía trước hắn đối với âm thầm Tam Đại Thánh Đạo gầm rú, kỳ thật cũng là cường chống, nhưng thật muốn Tam Đại Thánh Cảnh xuất hiện, còn có Linh Một ở, đảo cũng không sợ. Trải qua cái này nhạc đệm lúc sau, toàn bộ Vân Môn Thiên Đình trật tự lần thứ hai khôi phục, đại gia cũng đều thấy được Thiên Đế Dương Nghị Vân đem một người Thánh Đạo cấp đánh bay đi ra ngoài một màn, sĩ khí tăng nhiều. Cho nên có hiện tại đều đã biết, bọn họ xưng là thần giới đạo thống, khai Thiên Đình, đây là vô thượng vinh quang. Đối Dương Nghị Vân cái này thiên đế, đối Vân Môn lòng trung thành càng thêm thâm hậu. Dương Nghị Vân hạ lệnh, thiên đình trong vòng 7 đại 7 bộ thánh đạo tu luyện phương pháp, đối Vân Môn đệ tử mọi người mở ra. Bước tiếp theo chỉ là toàn diện mở rộng môn nhân đệ tử truyền đạo chi lộ. Giáo dục không phân nòi giống giáo điều không phải một câu lời nói suông, Dương Nghị Vân muốn đi chứng thực, chỉ có trợ giúp đến càng nhiều sinh linh, Vân Môn khí vận mới có thể càng thêm hưng thịnh. Đương nhiên cũng muốn lớn mạnh tự thân, ứng đối về sau sẽ xuất hiện, hoặc là nói thực mau sẽ xuất hiện phiền toái, phải có nhân tài hành. Đối với phiền toái, Dương Nghị Vân chưa nói quá, bình thường đệ tử cũng sẽ không biết, chính là thỏ gia này đó cường giả lại là biết đến. Ngày này, thỏ gia cùng Linh Một tìm Dương Nghị Vân. Hai người tiến vào Thánh Thiên Điện, Linh vẫn luôn tiếp mở miệng nói, đã điều ti a xong, đương nhiên che giấu Tam Đại Thánh Đạo. Thật là đến từ thần giới Tam Đại trong gia tộc ba vị. Nói một chút đi, Dương Nghị Vân ngồi ở vuông thiên địa trên bảo tọa mở miệng. Sớm tại ngày đó Cửu Lê Lão Tổ cùng Tam Đại Thánh Đạo sau khi xuất hiện, hắn khiến cho Linh vừa đi tia, a cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không sau lưng thật là thần giới tứ phương đạo thống phái mà đến, nếu là kia hắn liền phải làm một ít chuẩn bị. Cứ việc có suy đoán, còn là không xác định. Cho nên làm Linh vừa đi tia, a rất cần thiết. Linh một tay hạ thánh yêu linh huynh đệ tỉ muội, chính là trời sinh tình báo nhân viên, bọn họ có thể biến ảo 36 loại thần thông biến hóa, nhất thích hợp tỉ y hát báo công tác. Kỳ thật từ năm đó chúng thần vực ra tới sau, Linh một cũng đã làm tiểu tám đẳng người đi ra ngoài, đến nỗi làm cái gì Dương Nghị Vân không hỏi, khá vậy đoán được là đi tỉ y hát báo. Lúc này mới đi qua 3 ngày Linh một tiến đến nói có tin tức. Đủ để thuyết minh tiểu tám bọn họ tình báo thiên phú chi cường. Chỉ nghe Linh một mở miệng nói, tiểu tám bọn họ tìm hiểu đến, ngày đó Cửu Lê Lão Tổ cùng 3 cái không có lộ diện thánh đạo đích xác, sau lưng là thần giới tứ phương đạo thống, Thái Thanh đạo thống, Huyền Hoàng đạo thống, Thiên Lôi đạo thống cùng Âm Dương đạo thống. Vân Môn đạo thống thành lập cùng ngày khí vận trụ trời nối thẳng hỗn độn, cũng tất nhiên sẽ kinh động 4 đạo đạo thống, thế cho nên bọn họ phái ra từng người môn hạ thế lực tiến đến xem xét. Hoặc là nói bọn họ là tới xác định ngươi lai lịch. Trừ bỏ Cửu Lê Lão Tổ, mặt khác 3 cái không lộ diện phân biệt đến từ, thần giới 10 đại gia tộc chung 3 cái, đều là Lão Tổ, có Cổ Vu gia tộc, Thiên tộc Ngũ Hành Chi Kim gia tộc cùng Si Vưu gia tộc. Thần giới 10 đại gia tộc, đều có Lão Tổ tồn tại điểm này không kỳ quái, lần đầu ở ngoài, còn có thần giới tứ đại ngoại đạo phân biệt từng người sau lưng lệ thuộc với tứ đại đạo thống. Mặt khác 6 đại gia tộc cũng là, sau lưng đều là tứ đại đạo thống. Chân chính cường đại chính là tứ đại đạo thống, này đó trong gia tộc Lão Tổ tuy rằng không ngừng một vị, nhưng là, bọn họ cường đại phỏng chừng sẽ không vượt qua thánh đạo 3 tầng đi. Ngày sau chúng ta muốn phòng bị trọng điểm là tứ đại đạo thống, đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn tứ đại đạo thống nghĩ đến là muốn thể diệt, sẽ không đối chúng ta trực tiếp ra tay. Bất quá bọn họ tất nhiên sẽ không nhìn ta Vân Môn đạo thống nên trò chống, tất nhiên sẽ ở cái phương án tìm phiền toái, mà tiền đề nhanh vuốt. Tất nhiên là 10 đại gia tộc cùng tứ đại ngoại đạo này đó thế lực, vẫn là phải cẩn thận điểm.
Dương Nghị Vân gật đầu trầm ngâm nói, tứ đại đạo thống đạo chủ đều là cái gì cấp bậc tồn tại, có biết bọn họ thân phận bối cảnh. Linh Một mở miệng nói, từ khai thiên thời đại đến bây giờ, thời gian trôi qua lâu lắm, khai thiên thời đại Thái Thanh, Huyền Hoàng, Thiên Lôi, âm dương tứ đại đạo thống đạo chủ, lại nói tiếp chính là cùng Thánh Thiên Đế đồng thời đại cường giả, khi đó bọn họ liền đều là thánh đạo 9 tầng cường đại tồn tại. Hiện giờ đi qua lâu như vậy, nói không chừng khai thiên thời đại tứ đại đạo thống đạo chủ đều đã siêu thoát đi liền hỗn độn đi. Lại hoặc là nói, đương kim tứ đại đạo thống đạo chủ là tân một thế hệ đạo chủ, cụ thể tình huống ta còn không rõ lắm, đã làm tiểu tám bọn họ đi điều tra, thời gian này khả năng hội trưởng một ít, bất quá nếu là tứ đại đạo thống có cái gì dị động, tiểu tám sẽ trước tiên cho chúng ta biết, điểm này thỉnh thiên đế yên tâm. Dương Nghị Vân gật đầu nói, làm tiểu tám bọn họ chú ý an toàn đi. Dù sao cũng là tứ đại đạo thống, nghĩ đến thánh đạo cường giả không phải ít. Linh gật đầu một cái nói, ân, ta dặn dò qua. Sau khi nói xong, Linh Một tiếp tục mở miệng nói, còn có một tin tức. Cái gì? Dương Nghị Vân nhìn về phía Linh Một. Linh vẻ mặt sắc ngưng trọng nói, Tu La Vương cái thứ hai phân thân xuất hiện, liền ở thiên tộc ngũ hành gia tộc chi nhất hành hỏa gia tộc nội, chính là hành hỏa gia tộc một người thâm niên lão tổ, đã huyết hóa toàn bộ hành hỏa gia tộc. Hiện tại hành hỏa gia tộc thiên tộc trên cơ bản tất cả đều bị Tu La Vương phân thân khống chế. Bước tiếp theo đánh giá phải hướng mặt khác bốn người thạo nghề tộc thẩm thấu, Tu La Vương phân thân dã tâm bừng bừng, nhìn dáng vẻ là muốn đem sở hữu thiên tộc ngũ hành gia tộc cấp khống chế, bước tiếp theo sợ là muốn này đối chúng ta. Tin tức có đáng tin? Dương Nghị Vân hỏi. Đáng tin cậy, Linh Một Khiên định gật đầu nói, tin tức này đến từ, thời trẻ đi ra ngoài 16 cái thánh yêu linh chi nhất, thánh linh lão tam. Lão Tam năm đó đi ra chúng thần vực sau, chính là đi điều tia, a rơi dụng thần giới Tu La tộc, hắn cùng hành hỏa gia tộc một cái khác lão tổ ký hợp đồng bình đẳng khế ước, liền ở cái kia lão tổ trên người, hai người là công bằng hỗ trợ quan hệ, mấy năm nay tia, a được Tu La Vương phân thân chi nhất hành hỏa gia tộc đại lão tổ trên người, cho nên tin tức sẽ không có lầm. Linh vừa nói, Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư, hắn tổng cảm giác nơi này có việc nhưng làm. Nhìn thoáng qua Linh Một cùng thỏ ra, lại là nhìn đến hai người, tựa hồ cũng không có sốt ruột nhiều ít. Trong lòng hỏi, các ngươi là ý kiến gì? Linh vừa thấy hướng thỏ ra nói, ngươi chủ ý ngươi nói. Thỏ ra nhếch miệng cười nói, thiên đế ta là như vậy tưởng. Nếu tứ đại đạo thống đối chúng ta nhìn không thuận mắt, đã bắt đầu tìm chúng ta phiền toái, chúng ta đây liền không cần khách khí. Kỳ thật sớm tại khai thiên thời đại, thánh thiên đế cùng Tu La Vương chiến đấu. Tứ đại đạo thống liền trốn đi xem diễn, lại nói tiếp bọn họ đều không phải đồ vật, hiện tại cũng giống nhau, bọn họ tự nhiên hy vọng nhìn đến Tu La tộc cùng chúng ta tiếp tục đều đi xuống, chờ Tu La tộc cùng chúng ta lại lần nữa đại chiến, phân môn đạo thống khí vận tất nhiên sẽ bị bọn họ đoạt đi. Như thế, chúng ta liền tiếp theo Thánh Linh Lão Tam là hành hỏa gia tộc lão tổ thân phận, làm Thánh Linh Lão Tam đi cao mật, báo cho mặt khác bốn người thạo nghề tộc, Tu La Vương phân thân muốn thẩm thấu bọn họ dã tâm. Kể từ đó, thiên tộc ngũ hành gia tộc tất nhiên sẽ nội loạn lên. Mà bản chất thiên tộc ngũ hành gia tộc cũng là tứ đại đạo thống thế lực, dù sao mặc kệ là tứ đại đạo thống vẫn là Tu La Vương, cũng hoặc là thần giới 10 đại gia tộc từ thế lực, đối chúng ta mà nói đều là địch nhân, có thể làm cho bọn họ loạn lên, đối chúng ta có lợi, thiên đế xem như thế tốt không? Dương Nghị Vân đôi mắt tỏa sáng, chính là ngay sau đó tưởng tượng, chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy đi. Chuyện này đáng tin cậy. Hoặc là nói làm được là không dễ dàng đi. Lúc này nói đến cùng, là châm ngòi ly gián, làm chính là dẫn phát bên trong mâu thuẫn, lại nói bạch một chút chính là lừa gạt, muốn châm ngòi cùng lừa bịp đối tượng chính là Tu La Vương phân thân cùng những cái đó thánh đạo cấp bậc cổ xưa gia tộc lão tổ, thật có thể làm được. Đối này Dương Nghị Vân cẩn thận tưởng tượng là có rất lớn khó khăn. Đương nhiên, nếu thật muốn là làm thành, kia đối hắn đối vân môn đạo thống tới nói chính là giảm bớt thật lớn áp lực. Thỏ ra cười khổ nói, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, đều tới rồi thánh đạo cấp bậc, châm ngòi bực này thủ đoạn đích xác không dễ, hơn nữa nguy hiểm phi thường đại. Nhưng mặt khác, chúng ta thiên đình khởi động lại, đạo thống mới vừa khai, ở cái này mấu chốt thượng, nhất không thể ra phiền toái, nếu có chút việc nhi, liền khả năng dao động căn cơ. Cho nên chuyện này, liền tính là nguy hiểm cũng phải đi làm lúc sau, đối chúng ta tới nói lợi lớn hơn tệ. Đối vân môn đạo thống phát triển cùng trưởng thành đều có thật lớn chỗ tốt. Chúng ta hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian, cũng mặc kệ là Tu La Vương phân thân, cũng hoặc là tứ đại đạo thống môn hạ những cái đó thế lực,
nghĩ đến đều sẽ không cho chúng ta thời gian này, ước gì các phương diện ngáng chân. Như thế, Tu La Vương một tôn phân thân xuất hiện ở hành hỏa gia tộc Việt, đối chúng ta là một cơ hội, một cái có thể khơi mào tứ đại đạo thống cùng Tu La Vương chi gian mâu thuẫn cơ hội, một cái có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian phát triển trở thành lớn lên cơ hội, cho nên chuyện này liền tính là mạo hiểm, liền tính là không cơ hội, cũng muốn sáng tạo cơ hội đi làm. Thỏ ra nói nơi này thời điểm, nhìn về phía Linh Một Đạo, Linh Một tôn giả đã quyết định tự mình ra tay, lấy bảo đảm thành công cơ hội, chỉ dựa vào Thánh Linh Lão Tam là không đủ. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, Linh Một muốn đích thân ra tay. Này quá nguy hiểm, không được không được. Dương Nghị Vân vội vàng dừng tay, Linh vừa hiện khắp nơi vân môn thiên đỉnh giống như định hải thần châm, nếu là đi làm nằm vùng, quá nguy hiểm. Linh Một nghiêm túc thả lại tràn ngập cường đại tự tin nói, ta an toàn vấn đề thiên đế không cần lo lắng, này đi ta không phải lại tìm ai chém giết, mục đích là khơi mào Tu La Vương cùng tứ đại đạo thống môn hạ những cái đó thần giới gia tộc thế lực mâu thuẫn, làm Tu La Vương đi trước cùng bọn họ chém giết, cấp vân môn đạo thống tranh thủ thời gian. Ta sở dĩ quyết định đi trước, là bởi vì ta cùng tiểu tám bọn họ bất đồng, tiểu tám bọn họ chỉ có 36 biến ảo thiên phú, mà ta còn lại là có thể biến ảo vạn vật. Mặc dù là cao giai thánh đạo hơi thở từ từ ta đều có thể bắt chước biến ảo, trừ bỏ đạo chủ tồn tại, thật đúng là không ai có thể xuyên qua ta. Cho nên thành công cơ hội là rất lớn, mặt khác có Thánh Linh Lão Tam bọn họ âm thầm tồn tại, hơn nữa tiểu tám đẳng phần ngoài phối hợp ta, khơi mào Tu La Vương phân thân cùng thần giới những cái đó gia tộc thế lực chi gian mâu thuẫn, do đó suy yếu tứ đại đạo thống lực lượng, chuyện này ta có nắm chắc. Lại đến chính là, ta cuối cùng mục tiêu là nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không mượn dùng thần giới những cái đó cường đại gia tộc lực lượng tiêu diệt rớt đã bị Tu La Vương phân thân khống chế hoặc là đã xuất hiện ở thần giới Tu La tộc, lần này là cuối cùng mục đích. Đối với chúng ta tới nói, Tu La Vương phân thân cùng sở khống chế Tu La cùng huyết nô, mới là chúng ta đệ nhất địch nhân, tiếp theo mới là tứ đại đạo thống thế lực. Nói đến cùng Tu La tộc không thuộc về tam giới, đối chính xác thần giới đều là thật lớn uy hiếp ta. Cần thiết nghĩ cách trước đem tồn tại với thần giới Tu La rửa sạch sạch sẽ, lúc sau mới là tứ đại đạo thống, đương nhiên bọn họ tứ đại đạo thống cũng không có khả năng chân chính trắng trợn táo bạo đối phó chúng ta. Cùng Tu La tộc là như nước với lửa, cùng tứ đại đạo thống nhiều nhất là bên trong mâu thuẫn, ta này suy nghĩ biện pháp diệt Tu La, cho ngươi tranh thủ thời gian, hy vọng ngươi mau chóng chứng đạo thành tựu thánh nhân chi cảnh, đến lúc đó nếu là có cơ hội ta sẽ thông chi ngươi tiến đến chu sát Tu La tộc. Linh Một cấp ra hắn muốn đi lý do. Dương Nghị Vân nghe xong, lại là minh bạch Linh Một đây là vì toàn bộ vân môn, thậm chí có thể nói là vì thần giới, đây là chân chính đại nghĩa hành vi. Hơn nữa lý do thực đầy đủ, nói có sách mách có chứng, kỳ thật hắn rõ ràng Linh Một tự thân xuất mã, chuyện này xác suất thành công thật đúng là rất cao. Cười khổ cười nói, người đều quyết định hảo, ta cũng chỉ có thể chúc người thuận lợi, nhưng là ta có cái yêu cầu. Thiên đế thỉnh giảng. Linh Một từ Dương Nghị Vân mở ra thiên đình lập đạo thống lúc sau, liền đối Dương Nghị Vân thái độ hoàn toàn thay đổi, biến tôn kính. Hoặc là nói tán thành Dương Nghị Vân. Điểm này làm Dương Nghị Vân cảm động, cũng có áp lực. Là không thể vì, liền không thể vì, an toàn đệ nhất, thật sự không được liền mang theo tiểu tám bọn họ trở về, ta không hy vọng mất đi các người bất luận kẻ nào. Dương Nghị Vân nghiêm túc nói. Linh Một khẽ gật đầu nói. Đa tạ thiên đế, ta sẽ, như thế, ta liền khởi hành. Nói xong Linh Một không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, xoay người liền hướng về đại điện ngoại đi đến. Dương Nghị Vân nhìn Linh Một bối cảnh, hô, Linh Một, cảm ơn. Hắn dứt lời đối với Linh vừa chắp tay thật sâu khom người chào. Linh Một không quay đầu lại, nhưng lại cả người chấn động nói, mặc kệ ngươi có phải hay không khai thiên thời đại thánh thiên đế, ngươi hiện tại cũng là vân môn thiên đình thiên đế. Càng là vân môn đạo thống đạo chủ, về sau đừng như vậy, ta nhận không nổi, đi rồi. Linh Một tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng là nếu có người có thể nhìn đến hắn trên mặt biểu tình nói, nhất định sẽ kinh ngạc, chưa bao giờ câu nói cười vị này tôn giả, cư nhiên khóe miệng lộ ra ý cười. Linh nhất nhất lóe rồi biến mất. Trong đại điện, dư lại Dương Nghị Vân cùng Thỏ Gia. Dương Nghị Vân như cũng nhìn đại điện ở ngoài, mở miệng hỏi Thỏ Gia nói. Thỏ ra ngươi cảm thấy ta vân môn ra thánh đạo còn cần bao lâu thời gian. Chứng đạo chi lộ tuy rằng khó với lên trời, khá vậy không phải không cơ hội, hiện giờ vân môn đạo thống đã lập, khí vận trụ trời nối thẳng hỗn độn, thiên đình trọng khai, hết thảy điều kiện đều có. Nói cách khác, chúng ta vân môn nối thẳng đại đạo, ở tu luyện thượng ngộ đạo thiên địa chứng đạo cơ sở cái gì cũng không thiếu,
thiếu chính là thời gian đi tu luyện, đi tìm hiểu đại đạo, đi chứng đạo, thời gian này có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, nhưng nhiều nhất không vượt qua 10 năm, Vân Môn Thiên Đình chắc chắn ra đời thánh đạo. Thỏ ra chậm rãi nói. Dương Nghị Vân cười khổ nói, nếu là không có Tu La tộc cùng tứ đại đạo thống nhớ thương, ở thần giới đừng nói vạn năm 10 vạn năm, cho dù là chính là trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng không tính cái gì, nhưng Tu La Vương cùng tứ đại đạo thống sẽ không cho chúng ta thời gian lâu như vậy a. Thỏ ra thở dài nói, ta lại làm sao không biết, nhưng này đã xem như không tồi thời gian, Linh Một cũng đúng là rõ ràng điểm này, cho nên mới tự mình rời núi đi mạo hiểm, hắn nói là như vậy nói, nhưng nào có không nguy hiểm. Đáng tiếc a, hiện giờ Vân Môn Thiên Đình còn kém Nhật Nguyệt, nếu không ở bên trong loại tu luyện chứng đạo có lẽ sẽ nhanh hơn một ít, chỉ có Nhật Nguyệt sao trời tề tụ, mới là chân chính Thiên Đình thánh cảnh. Dương Nghị Vân trong lòng đại động, đây là hắn lần thứ hai nghe được Nhật Nguyệt nói đến. Lần đầu tiên là khí linh tinh la hóa thân sao trời thời điểm nói qua, hiện tại còn lại là thỏ ra nhắc tới. Trước kia Thánh Thiên Đình Nhật Nguyệt là cái dạng gì? Hoặc là nói khai thiên thời đại cùng Tu La tộc đại chiến thời điểm, Nhật Nguyệt đi phương nào? Chúng ta có thể hay không tìm trở về? Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra. Thỏ ra nói, sinh Thiên Đình Nhật Nguyệt, cùng sao trời giống nhau, kỳ thật đều là khai thiên cấp bậc chí bảo linh vật. Năm đó đại chiến trung Thánh Thiên Đế điều động Thiên Đình Nhật Nguyệt chi lực tham chiến. Hầu hạ Nhật Nguyệt bị hao tổn, rơi xuống không rõ, nhưng là nghĩ đến Nhật Nguyệt sẽ hóa thành một loại khác hình thái trọng sinh, cuối cùng ta tin tưởng bọn họ sẽ trở về. Thậm chí còn, đối quá ngày, ta có cái suy đoán hoặc là nói manh mối, mà quá nguyệt còn lại là không biết tình huống. Mau nói, Dương Nghị Vân trong lòng đại động. Người tại hạ giới thời điểm, bên người kia chỉ tam túc kim ô, có khả năng đó là Thánh Thiên Đình quá ngày. Thỏ ra nói, tạp mau điểu. Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn, nhưng là ngay sau đó hắn nghĩ tới, năm đó ở tiên giới hắn làm tạp mao điểu hóa thành Thái Dương sự tình. Chuyện này, ngẫm lại còn thật có khả năng, tam túc kim ô bản thân chính là Thái Dương hóa thân. Nếu nói tạp mao điểu là thiên đình Thái Dương, thật là có cái này khả năng, rốt cuộc hắn đã làm tạp mao điểu ở tiên giới thời điểm, đã làm một lần Thái Dương. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân trong lòng kích động nói, ta muốn đi tìm tạp mao điểu. Ngươi có hay không cái gì manh mối? Thỏ ra cười nói, đã sớm biết ngươi sẽ đi tìm, ta nơi này thật là có cái manh mối, nhưng là lần này đi ra ngoài, ta hy vọng ngươi không chỉ có thể cho Thiên Đình tìm trở về quá ngày, Thái Âm cũng tìm trở về, làm Vân Môn Thiên Đình Nhật Nguyệt sao trời tề tụ, đến lúc đó đại gia tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn, chứng đạo tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng. Mau nói, ta nhất định sẽ tìm trở về. Đi qua lâu như vậy, Dương Nghị Vân thật đúng là rất tưởng tạp mau điểu. Thỏ ra lại là mang theo không xác định nói, kỳ thật ta cũng chỉ là một cái suy đoán, kia chỉ tam túc kim ô cụ thể ở địa phương nào, ta cũng không rõ ràng lắm, không chỉ có thể cung cấp một cái tin tức, chính ngươi đi tìm. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, ta nếu là chính mình có thể tìm được, còn dùng ngươi cung cấp cái gì tin tức a? Đối với tạp mao điểu cùng liễu xanh nương nương, hoa sen đen mấy cái hắn trước nay liền không có từ bỏ tìm kiếm, vẫn luôn đều ở phái người tìm hiểu tìm kiếm, nhưng lại không tin tức. Thỏ ra lời này hắn cũng không có yên lòng. Tuy rằng không có xác thực tin tức, nhưng là đối kim ô nhất tộc ta còn là có điều hiểu biết. Tương truyền kim ô nhất tộc cộng sinh có hỗn độn bẩm sinh 10 đại linh căn phù tang thần thụ mà sinh. Hiện giờ mặc kệ là kim ô nhất tộc vẫn là phù tang thần thụ đều là đã sớm biến mất ở lịch sử trường hợp chung, nhưng ta lại là không tin phù tang thần thụ sẽ tử vong. Thân là hỗn độn bẩm sinh linh căn, tuyệt đối sẽ không tử vong, khả năng sẽ lánh đời, hoặc là rơi xuống nào đó cường giả trong tay. Mà kim ô cùng phù tang mộc chi gian, trời sinh có cảm ứng, cho nên ta hoài nghi người kia chỉ kim ô toàn bộ thần giới đều tìm kiếm lâu như vậy không tìm được, vô cùng có khả năng là cảm ứng được phù tang thần thụ tồn tại đi tìm phù tang thần thụ. Khai thiên thời đại phù tang thần thụ ra đời hỗn độn, buông xuống với thần giới hồng hoang cực bắc một cái kêu canh cốc địa phương, tương truyền canh cốc tồn tại với hỗn độn cùng thần giới lẫn nhau nơi, nhập khẩu cực kỳ khó tìm, cho dù có người có thể tìm được cũng khó có thể đi vào. Ngươi đi tìm có lẽ là có hy vọng, ngươi là thiên đế, có cùng kim ô có cảm, tìm kim ô trở về hy vọng rất lớn, nếu quả kia chỉ kim ô chính là Thánh Thiên Đình quá ngày kia tất nhiên là có thể tìm được, thậm chí Thái Âm chi nguyệt cũng là đồng dạng đạo lý. Thỏ ra nói, Dương Nghị Vân cười khổ nói nửa ngày, ngươi đều không có một cái cụ thể mục tiêu a cái này làm cho ta nếu như đi tìm. Thỏ ra chậm rãi mở miệng nói. Thần giới tứ đại ngoại đạo thế lực chi phương Bắc ma thần ma vực địa bàn đi tìm đi,
nơi nào đặt ở khai thiên thời đại thần giới đó là canh cốc đại thể phương vị. Ở đương kim thần giới chi bắc là tứ đại ngoại đạo ma thần ma vực địa bàn, giáp giới chính là cổ xưa hồng hoang không người khu, có lẽ có thể tìm được canh cốc nơi. Dương Nghị Vân hỏi, ý của ngươi là nói, thần giới so với chúng ta trước mắt nhìn đến còn đại. Ở đã biết thần giới ở ngoài, còn có càng vì cổ xưa hồng hoang địa giới tồn tại. Thỏ ra vung tay lên ở bên trong đại điện bày ra một tầng kết giới, ngay sau đó nhìn về phía chân trời nói, cũng không phải là như thế sao, thiên đạo hồng quân xem như trích quả đào người, hắn là ngồi mắt ăn bát vàng, bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa lúc sau, hồng quân hóa thân thiên đạo trưởng quản tam giới thiên đạo quy tắc pháp tắc, làm nguyên bản hẳn là 50 viên mãn thiên đạo hẳn là hồng quân mạnh mẽ hóa thiên đạo tàn khuyết thứ nhất, thế cho nên thiên đạo không xong, cho nên liền có sau lại hồng quân không ngừng đẩy khởi vô lượng đại kiếp nạn xuất hiện. Tới ổn định thiên đạo vận chuyển, hoặc là nói ổn định chính hắn. Vô số tuế nguyệt tới nay đại kiếp nạn làm nguyên bản cuồn cuộn cường đại thần giới không ngừng sớm đến hủy hoại, tới rồi hiện giờ có thể thích ứng vạn tộc sinh tồn thần giới địa bàn, kỳ thật rút nhỏ rất nhiều rất nhiều. Vô lượng đại kiếp nạn mỗi một lần phát động lúc sau, sẽ có rất nhiều thần giới địa bàn sớm đến bị thương nặng, không hề thích hợp vạn tộc sinh linh sinh tồn, do đó từ bỏ nguyên bản địa bàn, tùy theo cùng nhau biến mất còn có rất nhiều tộc đàn. Nhưng là những cái đó địa phương lại là tồn tại, bị phá hư chỉ là không hề thích hợp sinh linh sinh tồn tu luyện, cũng không phải biến mất. Ở nơi nào xem như nhất cổ xưa hồng hoang thần giới, kỳ thật thần giới ở ngoài tất cả đều là hồng hoang, hoặc là hiện tại hẳn là kêu hoang dã càng vì thích hợp, nói trở về, không thích hợp sinh linh sinh tồn, lại là không đại biểu không có cường giả đi vào thám hiểm. Chỉ là tương đối tới nói, kia ác liệt hoàn cảnh, cắt đứt tầm thường thần linh tiến vào. Cường giả chân chính như cũ vẫn là có thể đi, cũng có rất nhiều ẩn độn cường giả ở nơi nào, hoặc là nói một ít đặc thù cường đại tồn tại đang ở đã biết thần giới ở ngoài hồng hoang chung. Dương Nghị Vân nghe minh bạch, nhìn thỏ ra nói, cho nên người ý tứ cái gọi là canh cổ chính là bị từ bỏ hồng hoang nơi, mà phù tang thần mộc buông xuống ở canh cốc, kim ô quê quán liền ở canh cốc, ta hẳn là đi tìm canh cốc. Thỏ ra gật đầu nói, lý luận đi lên nói, là như thế này, ngươi là kỷ nguyên mới thiên đế. Có cùng kim ô chi gian có cảm ứng, là vô cùng có khả năng tìm được kim ô người, thậm chí thái âm chi nguyệt cũng là đồng dạng đạo lý. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói như thế tới ta thị phi đi không thể, đương nhiên ta cũng tưởng niệm tạp mao điểu, đã có điểm hy vọng, ta tự nhiên muốn đi tìm xem tạp mao điểu. Mặc kệ là ngày xưa tình cảm, vẫn là vì ta vân môn đạo thống, đều phải đi đem tạp mao điểu tìm trở về. Đến nỗi thái âm chi nguyệt là cái tình huống như thế nào? Thỏ ra giờ phút này ánh mắt nhìn về phía chân trời, toát ra cảm khái, thả có sắc mặt có điểm cổ quái nhìn về phía Dương Nghị Vân sâu kín nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, khai thiên thời đại thánh thiên đình thái âm chi nguyệt, đó là ra đời ở khai thiên thời đại cường đại sinh linh, chỉ ở sau hỗn độn cấp bậc tồn tại, nàng hóa thân là một người thế gian khó được kỳ nữ tử, năm đó thánh thiên đế chính là vì thái âm chi nguyệt thần hồn điên đảo, vì thế cùng đồ vật hai cung thiên hậu còn nháo quá không nhỏ mâu thuẫn. Nếu một hai phải cấp thái âm chi nguyệt một cái ở thánh thiên đình thân phận, ta đây chỉ có thể nói, thái âm chi nguyệt trừ bỏ là thánh thiên đình thế giới thái âm chi nguyệt ở ngoài, nàng còn có thể xem như địa vị cùng cấp với đồ vật hai cung thiên hậu nữ nhân, một cái phi thường đặc biệt nữ tử. Thực thần bí, cho dù là ở khai thiên thời đại thánh thiên đình, gặp qua thái âm chi nguyệt gương mặt thật người, không vượt qua ba cái, bao gồm ta cùng linh một ở bên trong cũng chưa gặp qua thái âm chi nguyệt. Chỉ có thánh thiên đế cùng đồ vật hai cung thánh thiên hậu gặp qua thái âm chi nguyệt. Đến nỗi sau lại đại chiến, thái âm chi nguyệt cũng tham chiến, nhưng chúng ta lại ở kia một ngày thấy được toàn bộ thần giới nháy mắt biến thành màu bạc, không mở ra được đôi mắt, suốt ba ngày cái gì đều nhìn không tới, thần giới tất cả đều là ngân quang chi sắc, kia đó là thái âm chi nguyệt lực lượng. Lại sau lại ngân quang tan đi lúc sau, thái âm chi nguyệt cũng chính là biến mất, không có người biết thái âm chi nguyệt là không ngã xuống. Hoặc là đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng đúng là thái âm chi nguyệt biến mất lúc sau, thánh thiên đế đối Tu La Vương khởi xướng trung cực chi chiến. Nhưng ta nghĩ đến thái âm chi nguyệt là sẽ không chân chính ngã xuống, nàng tương lai hoặc là nói hiện tại đã lấy một loại khác phương thức xuất hiện ở thần giới đi, chỉ cần ngươi đi tìm, ta tin tưởng vận mệnh chú định sẽ tìm được thái âm chi nguyệt trở về. Dương Nghị Vân nghe xong vẻ mặt trìu trìu, trong lòng mắng to, cầu nhật thánh thiên đế a, rốt cuộc làm cái gì? Có bao nhiêu hồng trần nợ. Đương nhiên kỳ thật hắn là ở chính mình kiếp trước. Trong lòng lại là đối thái âm chi nguyệt, cũng sinh ra tò mò, nếu thật là như vậy, hắn nhưng thật ra thật muốn tìm xem vị này thái âm chi nguyệt. Hảo đi,
ta tức khắc xuất phát, ngươi lưu lại không thành vấn đề đi. Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra. Yên tâm đi thôi, trong thời gian ngắn Vân Môn Đạo Thống sẽ không có việc gì, nhưng ta suy đoán quá, thời gian sẽ không vượt qua ngàn năm, cho nên ngàn năm trong vòng ngươi mặc kệ có thể hay không tìm được Kim Ô cùng Thái Âm Chi Nguyệt đều phải trở về, linh một bên kia nhiều nhất cũng có thể kéo ngàn năm thời gian, ngàn năm chuyện sau đó liền khó nói. Thỏ ra nói. Hảo, vậy ngàn năm thời gian, ngàn năm lúc sau, ta sẽ trở về. Dương Nghị Vân tiêu không một tiếng động rời đi Vân Môn, đi trước thần giới cực bắc nơi, muốn đi tìm Tạp Mao Điểu cùng Thái Âm Chi Nguyệt, đem Vân Môn Thiên Đình Nhật Nguyệt tìm trở về, cấp Vân Môn chúng thần linh tranh thủ một cái chứng đạo cơ hội. Để ứng đối ngày sau đại kiếp nạn, Dương Nghị Vân sở dĩ không chút do dự liền đi trước bắc địa, trừ bỏ tìm kiếm Tạp Mao Điểu ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân là bởi vì nhi tử Dương Tinh Phó ở nơi nào. Đối với đứa con trai này, Dương Nghị Vân vẫn luôn ở chú ý. Nhưng là trước nay cũng chưa đi quấy nhiễu hắn trưởng thành, bởi vì ở lúc trước phi thăng thần giới phía trước, Dương Tinh Phó thân phận chính là ma thần chuyển thế người, Dương Nghị Vân biết hắn có thật lớn tiềm lực. Bao gồm sau lại tới rồi thần giới lúc sau, Dương Tinh Phó lựa chọn đi chính mình nói, Dương Nghị Vân cũng không ngăn đón, chỉ là gần chú ý. Tiểu tử này cuối cùng đi phương Bắc ma thần ma vực địa bàn, nhưng thật ra phù hợp hắn tu luyện chi đạo. Đã thật lâu không có gặp qua Dương Tinh Phó đứa con trai này. Dương Nghị Vân lần này tiến đến liền chuẩn bị đi xem hắn. Tứ đại ngoại đạo thế lực ma thần ma vực nơi, cũng là lệ thuộc với thần giới bốn đạo đạo thống chi nhất thế lực kỳ hạ, nhưng là cụ thể là kia đạo thống thế lực, hắn thật đúng là không biết. Bất quá, ở bên kia có một người thánh yêu linh tồn tại, không nhắm ngay xác nói là hai cái thánh yêu linh, một minh một ám, điểm này nhưng thật ra hảo thuyết. Chờ hắn đi liền có thể liên hệ thượng. Chỗ sáng thánh yêu linh là thánh yêu linh 13. Chính là lúc trước cái kia cùng tiểu tám cùng nhau nữ yêu linh, không thế nào nói chuyện cái kia, Dương Nghị Vân từ chúng thần vực sau khi trở về khiến cho thánh yêu linh 13 đi ma thần ma vực, đi giúp hắn dựa theo nhìn chằm chằm nhi tử Dương Tinh Phó, tất hiếu thời điểm, giúp một chút Dương Tinh Phó, cũng coi như là làm phụ thân đối nhi tử quan tâm. Đương nhiên những việc này nhi linh một cũng làm quá an bài, mặc kệ là đi tứ đại ngoại đạo, thần giới rất nhiều thế lực quan trọng địa bàn linh một đều an bài thánh yêu linh đi trước. Xem như trước tiên làm bố cục, tìm hiểu tình báo. Mà 13 cùng tiểu 8 bọn họ đi ra ngoài, nhưng không đơn giản là đơn thuần tìm hiểu tình báo, còn có một cái quan trọng sứ mệnh là tìm kiếm liên hệ thời trẻ liền đi ra ngoài kia 16 danh thánh yêu linh, cuối cùng mục đích là quét sạch dấu ở toàn bộ thần giới Tu La tộc. Kỳ thật rất nhiều sự, đã sớm ở thật lâu phía trước liền bắt đầu có an bài. Đương nhiên Dương Nghị Vân biết đây đều là thánh thiên đế hoặc là nói kiếp trước hắn làm ra an bài. Những việc này Linh Một cùng số ít vài người biết. Bất quá dựa theo Linh Một cách nói, những việc này nếu là thiên đình không nặng khải, hoặc là nói hắn không xuất hiện, liền đem vĩnh viễn sẽ không khởi động hoặc là phát sinh. Bởi vì chung quy yêu cầu hắn xuất hiện mới có thể điều động những người này cùng sự. Cũng may hiện tại hắn xuất hiện, cũng chung quy đi lên này lộ. Dương Nghị Vân bất giác đây là chuyện xấu. Chỉ thiếu đối hắn mà nói, là yêu cầu. Ít nhất đối hắn mà nói. Trước mắt mới thôi là dựa theo hắn ý nguyện ở thúc đẩy. Cũng không có bởi vì thánh thiên đế bố cục mà bị động. Rời đi Vân Môn Dương Nghị Vân thẳng vào phía chân trời, hóa thành một đạo thần quang, phi hành mà đi. Lần này hắn không có trực tiếp mở ra không gian thông đạo, gần nhất là quá mức xa xôi, cho dù là hắn thần niệm cũng khó có thể trực tiếp đến thần giới phương Bắc ma thần ma vực địa giới. Thứ hai là trước khi đi thỏ ra từng có công đạo. Tiếp cận thần giới bên cạnh nơi bởi vì tới gần hồng hoang cho nên không gian không xong, tốt nhất không cần dễ dàng sử dụng không gian thông đạo. Về phương diện khác còn lại là hắn cũng tưởng phi hành mà đi, nhìn xem thần giới sơn xuyên địa mạo, dù sao cũng không nóng nảy ở một chốc. Liền tính là hắn phi hành mà đi, cũng đủ. Nhưng là này một phi mà đi, chính là chân chính 3 tháng. Hơn nữa này vẫn là ở hắn phong vân cánh chim dưới toàn lực mà bay dưới tình huống. Suốt 3 tháng sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc đến thần giới phương Bắc bên cạnh ma thần ma vực địa bàn. Chính hắn cũng không biết chính mình phi hành nhiều ít lịch trình, dù sao đều cảm nhận được mỏi mệt, này cũng mới là vừa mới tiến vào phương Bắc bên cạnh. Ngày này Dương Nghị Vân phi lạc mà xuống, đáp xuống ở một tòa tuyết sơn đỉnh. Thần giới phương Bắc chính là mênh mang đại tuyết sơn thế giới, mênh mông vô bờ màu ngân bạch, nhìn qua nhưng thật ra có khác phong tình. Khí hậu hoàn cảnh rét lạnh ác liệt. Nhưng là với hắn mà nói cũng không chịu ảnh hưởng. Tại đây tòa sơn đỉnh tu dưỡng một ngày lúc sau, Dương Nghị Vân hạ sơn,
đi ở mênh mang băng nguyên thượng, đi bước một tiếp tục chiều bắc mà đi. Mỗi một chỗ kỳ thật với hắn mà nói đều là độc đáo cảm thụ, đều là một loại tu hành, tự mình đi cảm thụ càng thêm có thu hoạch. Dương Nghị Vân biết hắn còn muốn xuyên qua mênh mang băng nguyên mới có thể chân chính đến mục đích địa. Tứ đại ngoại đạo phương Bắc ma thần ma vực nơi Thánh Ma Tông. Căn cứ 13 trước kia truyền đến lẫy ngầm Tử Dương Tinh Phó liền ở Thánh Ma Tông. Toàn bộ ma thần ma vực kỳ thật đối ngoại lại nói tiếp là chỉnh thể tứ đại ngoại đạo chi nhất thế lực, chân chính tình huống còn lại là có rất nhiều cái lớn nhỏ thế lực tạo thành, có điểm cùng loại liên minh giống nhau. Đương nhiên ma thần ma vực vực chủ còn lại là hiệu lệnh sở hữu thế lực, ma thần liên minh thế lực cũng là các thế lực lớn cường giả đảm nhiệm. Bên trong đều không phải là bền chắc như thép, kỳ thật là làm theo ý mình trạng thái, thực hỗn loạn. Nhưng là chỉnh thể thượng liên minh vực chủ còn lại là nghe theo tứ đại đạo thống chi nhất, cụ thể là cái gì thật đạo thống hắn không biết. Dương Nghị Vân vừa nghĩ, một bên một bước ra chính là mấy ngàn trượng, như là hành tẩu ở băng nguyên U Linh, thực mau liền biến mất ở mênh mang băng nguyên cuối. Kỳ thật hắn trong đầu toát ra một cái ý tưởng, nhưng là không quá thành thục. Cụ thể như thế nào còn muốn cùng 13 chạm mặt lúc sau mới có thể làm quyết định. Đương nhiên so sánh với tới, hắn càng muốn sớm một chút nhìn thấy nhi tử Dương Tinh Phó, mặc kệ hắn có phải hay không thần ma chuyển thế, hắn đều là chính mình nhi tử. Một ngày lúc sau Dương Nghị Vân đi ngang qua băng nguyên, lấy ra đi ra. Mà ở hắn trong tầm mắt còn lại là xuất hiện một tòa đen nhánh ngọn núi, thật xa nhìn lại giống như là một cái đầu lâu. Hắn biết đến địa phương. Nơi này đó là Thánh Yêu Linh 13 hơi thở nơi. Hắn có thiên tâm tồn tại, có thể cảm ứng được mỗi một cái Thánh Yêu Linh. Mỗi một cái Thánh Yêu Linh ấn ký đều đã dấu vết ở Thánh Thiên Đình, hiện giờ Thiên Đình khởi động lại, loại này cảm ứng chỉ biết càng ngày càng cường liệt. Hô! Dương Nghị Vân cũng không biết Thánh Yêu Linh 13 hiện giờ tình huống như thế nào, ít nhất có mấy ngàn năm không liên hệ. Mà hắn cấp Thánh Yêu Linh 13 dặn dò là, không có quan trọng việc không cần liên hệ. Có một số việc tự hành xử lý liền có thể. Hiện tại còn lại là hắn muốn chủ động đi liên hệ Thánh Yêu Linh 13. Biện pháp rất đơn giản. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ trong lòng vừa động, thúc giục nguyên thần trong vòng thiên tâm, tức khắc một cổ vô hình hơi thở tán phát đi ra ngoài. Đây là liên hệ Thánh Yêu Linh đặc thù hơi thở, có điểm cùng loại phóng ra tín hiệu, đến lúc đó Thánh Yêu Linh 13 cảm ứng được tự nhiên sẽ tiến đến tìm hắn. Khô Lâu Sơn Nội, Thánh Ma Tông. Một tòa thật lớn hang đá trong vòng, giờ phút này lại là có một nam một nữ ở thật lớn đám mây nội quay cuồng. Trong giây lát nữ nhân một chút xoay người dựng lên nói, là thánh chủ tiến đến. Nói chuyện chung vung tay lên vội vàng mặc quần áo. A, ta phụ thân tới. Thật dày giường mây thượng một người thanh niên nam tử cũng là đằng một chút đứng dậy, nói chuyện có chút nói lắp, hai tròng mắt chung có kích động kinh hỉ, cũng có như vậy một tia hoảng loạn. Tạp này một đôi nam nữ không phải người khác, thật đúng là Thánh Yêu Linh 13 cùng Dương Nghị Vân nhi tử Dương Tinh Phó. Nếu Dương Nghị Vân ở đây, nhất định sẽ trừng lớn trong mắt, chính mình nhi tử mà chính mình thủ hạ cư nhiên làm đến cùng nhau. Ta cảm ứng được, Thánh chủ hắn liền ở dưới chân núi cách đó không xa, mau mau lên chúng ta đi tiếp giá đi. Thánh Yêu Linh 13 nói. Dương Tinh Phó mặc tốt quần áo có chút đau đầu nói, 13 muội, chuyện của chúng ta. Nghe Dương Tinh Phó nói ra những lời này, Thánh Yêu Linh 13, sắc mặt biến đổi, ngay sau đó ảm đạm nói, ta minh bạch, không thể làm Thánh chủ biết, ngươi yên tâm ta là tự nguyện. Không phải, ta ý tứ là ta muốn đem chuyện của chúng ta nói cho phụ thân, làm hắn đồng ý ta và ngươi ở bên nhau. Dương Tinh Phó vừa thấy 13 muội sắc mặt ảm đạm, liền biết nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích. Kỳ thật hắn là thiệt tình thích cái này Thánh Yêu Linh 13. Lúc trước hắn ở ma thần ma vực một cái dốc sức làm, nữ nhân này liền xuất hiện, nhưng là vẫn luôn đang âm thầm, có một lần hắn phát hiện lúc sau, nàng thản ngôn là phụng phụ thân Dương Nghị Vân mệnh lệnh, tiến đến âm thầm chiếu cố hắn. 13 muội cũng là sợ Dương Tinh Phó hiểu lầm trực tiếp ngả bài, phụng phụ thân hắn Dương Nghị Vân mệnh lệnh tiến đến, quan hệ làm rõ lúc sau, đơn giản liền không né đang âm thầm, Dương Tinh Phó làm 13 muội đãi ở bên người. Từ nay về sau mấy ngàn năm có 13 muội hỗ trợ, Dương Tinh Phó lại là đi bước một bước lên Thánh Ma Tông tông chủ chi vị. Đương nhiên này trung gian còn có giúp đỡ đó là Thánh Ma Tông đại trưởng lão, cư nhiên thu 13 muội vì đồ đệ, quan hệ cực hảo, tuy rằng Dương Tinh Phó không biết sao lại thế này, nhưng là nhất định cảm giác Thánh Ma Tông đại trưởng lão cùng 13 muội rất sớm liền nhận thức. Nếu không phải đại trưởng lão cũng là cái nữ nhân,
hắn đều sẽ ghen. Nhưng thật ra hỏi qua 13 muội cùng đại trưởng lão quan hệ, chỉ là nàng không nói nhiều, Dương Tinh Phó cũng không phải người nhỏ mọn, không hề hỏi đến, hắn biết chính mình thích 13 muội. Hắn Dương Tinh Phó bản thân chính là có thật lớn dã tâm người, đi vào ma thần ma vực lúc sau, gia nhập Thánh Ma Tông, sau lại có 13 muội cùng đại trưởng lão trợ giúp, hắn lại là khiêu chiến thượng một thế hệ Thánh Ma Tông tông chủ, thay thế trở thành tân một thế hệ Thánh Ma Tông tông chủ. Đương nhiên nguyên nhân căn bản vẫn là hắn tu luyện thiên phú cực cao, bản thân chính là ma thần chi đạo, thực lực không tầm thường. Hơn nữa tiên giới thức tỉnh ma thần ký ức, hắn có một thân thần thông, tới rồi thần giới lúc sau, càng là như cá gặp nước, tu vi tiến triển cực nhanh. Cuối cùng có hôm nay ma thần ma vực cường đại thế lực chi nhất Thánh Ma Tông tông chủ Dương Tinh Phó. Nhưng là hắn dã tâm không ngừng tại đây, cuối cùng hắn muốn thống trị toàn bộ Bắc Địa, ngồi trên ma thần ma vực vô số cười to thế lực liên minh chi chủ vị trí. Làm không được hắn sẽ không trở về tìm phụ thân. Cho nên Vân Môn Thiên Đình đạo thống thành lập thời điểm, đã chịu tin tức hắn cũng không trở về. Nhưng hôm nay không nghĩ tới phụ thân cư nhiên tự mình tới. Giờ khắc này Dương Tinh Phó kỳ thật trong lòng là chột dạ, gần nhất suy đoán có phải hay không phụ thân trách cứ Vân Môn Thiên Đình khởi động lại đạo thống thành lập lớn như vậy sự hắn không trở về, do đó tức giận. Thứ hai còn suy đoán có phải hay không hắn cùng 13 muội sự tình bị phụ thân đã biết. Hắn lão nhân ra có phải hay không hưng sư vấn tội mà đến. Rốt cuộc 13 muội là phụ thân dưới tòa thánh yêu linh, nghe 13 muội nói bọn họ là phụ thân thánh vệ. Nhưng hiện tại hắn lại là cùng phụ thân thánh vệ làm tới rồi cùng nhau, chuyện này. Cứ việc hai người là thiệt tình thích ở bên nhau. Chính là ngẫm lại vẫn là ra đầu tê dại. Đến nỗi đối 13 muội lúc này cái này giải thích. Dương Tinh Phó cũng là vô lại, hắn cũng là cái kẻ si tình, nhìn đến 13 muội có chút thương tâm, vội vàng liền giải thích nói, muốn đem hai người việc báo cho phụ thân. Kỳ thật không cần, ta sợ thánh chủ trách phạt ngươi. Vẫn là đừng làm thánh chủ nhìn ra cái gì đi. Chuyện này đến trước mắt thời điểm, thánh yêu linh 13 muội cũng sợ hãi, bởi vì nàng là Dương Nghị Vân thánh thân vệ, mà Dương Tinh Phó còn lại là Dương Nghị Vân nhi tử, thiên đình thành lập lúc sau, vị này nhưng chính là thái tử gia, địa vị kém cách xa. Lại có chính là, 13 muội sợ hãi nàng lão đại linh một. Đó là thực khủng bố, lão đại nói qua thánh thân vệ hết thảy đều hẳn là phụng hiến cấp thánh chủ, mà nàng cùng Dương Tinh Phó ở bên nhau. Nào đó trình độ có lợi là phản bội thánh chủ Dương Nghị Vân. Càng muốn 13 muội trong lòng càng là sợ hãi. Chưa chừng còn sẽ liên lụy Dương Tinh Phó. Nàng rất muốn cái này danh phận, nhưng chuyện tới trước mắt lại sợ hãi. Nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Đi thôi, đừng nghĩ quá nhiều, mau đi tùy ta thấy phụ thân, không cần lo lắng hết thảy có ta ở đây. Dương Tinh Phó nhìn 13 muội sắc mặt không đúng, kéo tay nàng thân vừa nói. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hai người hóa thành lưỡng đạo thần quang, nhanh chóng bay đi ra ngoài, đi gặp Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân ngẩng đầu, lưỡng đạo thần quang từ nơi xa Khô Lâu Sơn bay tới, trên mặt hắn hiện lên tươi cười. Đều quen thuộc. Một cái là Thánh Yêu Linh 13, một cái là nhi tử Dương Tinh Phó hơi thở. Có điểm kinh ngạc, bọn họ hai cái như thế nào đồng thời mà đến. Lẽ ra là không nên. Bất quá hắn cũng không quá để ý, chờ hai người đã đến tự nhiên liền rõ ràng. Đây đều là vấn đề nhỏ, trọng điểm là hắn có thể nhìn thấy nhi tử, tình thân thượng Dương Nghị Vân vẫn luôn đều đặt ở đệ nhất, mặt khác vấn đề đều có thể dựa sau. Chi ngôn chi gian lưỡng đạo thần quang dừng ở Dương Nghị Vân trước người. Phụ thân, bái kiến thánh chủ, Dương Tinh Phó cùng 13 muội song song hành lễ. Ha ha đứng lên đi phất tay chi gian Dương Nghị Vân nâng khởi hai người. Nhìn nhi tử Dương Nghị Vân vẫn là thực kích động, đứa con trai này ở mấy cái hài tử chung xem như có dã tâm, nhưng tâm tư kín đáo một cái, hắn kỳ thật thực thích. Lúc này Dương Nghị Vân trong mắt Dương Tinh Phó cư nhiên bước vào hợp đạo ba tầng tu vi, thực sự làm hắn giật mình, này xem như tiểu đồng lứa chung tu vi mạnh nhất nhanh nhất một cái. Đương nhiên Dương Nghị Vân nghĩ đến, này cùng Dương Tinh Phó thức tỉnh ký ức có lẽ có quan hệ, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, cũng chứng minh rồi hắn nỗ lực. Liên tính là có ở tốt thiên phú, nếu không nỗ lực, cũng không đạt được hợp đạo ba tầng tu vi, điểm này bất luận kẻ nào đều giống nhau. Cũng thuyết minh, mấy năm nay đứa con trai này trả giá rất nhiều, ăn không ít đau khổ, đây là khẳng định. Nhìn hắn củ ấu rõ ràng ngũ quan cùng chính mình có ba phần tương tự, sáng ngời trong ánh mắt tinh quang lập lòe, có vài phần xảo trá vài phần tàn nhẫn vài phần trầm ổn,
Dương Nghị Vân vô cùng vui mừng. Chỗ sâu trong tay ở nhi tử trên vai vỗ vỗ nói, hảo, trưởng thành. Không có dư thừa khen, nhưng liền này bốn chữ, nghe vào Dương Tinh Phó trong tai lại là thực tạp nứt, bởi vì hắn biết phụ thân Dương Nghị Vân là rất ít khen bọn họ mấy cái nhi nữ, từ phụ thân trong ánh mắt hắn thấy được phụ thân vui mừng cùng cao hứng. Cái này làm cho Dương Tinh Phó nội tâm vui mừng đồng thời, lo lắng cũng ít vài phần, bởi vì hắn kế tiếp muốn nói hắn cùng 13 muội sự. Kỳ thật nội tâm thực thấp thỏm. Nhi tử bất hiếu làm phụ thân lo lắng Dương Tinh Phó thành thành thật thật nói chuyện, nhưng cũng thực chân thành. Ngươi, làm không tồi, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể trở về, Vân Môn thành lập thiên đình, lập Vân Môn đạo thống, hết thảy đều yêu cầu phát triển, yêu cầu các ngươi, đương nhiên nói đến cùng thế giới này đem sẽ không thái bình. Vân Môn đạo thống sẽ là Vân Môn đệ tử một cái cảng tránh gió, ta nói ngươi khả năng minh bạch. Dương Nghị Vân nhìn Dương Tinh Phó nghiêm túc nói. Dương Tinh Phó nghe vậy, lại là cả người chấn động, hắn biết phụ thân lời nói là chỉ thần giới sẽ ra đại loạn tử, hoặc là nói sẽ mở ra một cái hoàn toàn mới trật tự ra tới, nhưng cũng đúng là như thế, tất nhiên sẽ là một cái thực hỗn loạn cục diện xuất hiện. 13 muội cũng nói qua một ít việc, tỉ như Tu La nhất tộc. Nhưng là... Dương Tinh Phó trong lòng có tính toán của chính mình, hắn có dã tâm không giả, khá vậy càng hy vọng có thể trợ giúp phụ thân, tỉ như thống nhất toàn bộ thần giới Bắc Địa ma thần ma vực. Đến lúc đó lại trở về, là có thể ở tương lai trợ giúp phụ thân chia sẻ, cho dù là một chút, hắn cũng cao hứng. Dừng một chút Dương Tinh Phó nghiêm túc nói, phụ thân nhi tử sẽ trở về, nhưng là... Tưởng ở chỗ này hoàn thành một cái định ra mục tiêu mới có thể trở về, còn thỉnh phụ thân thành toàn. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Dương Tinh Phó, cái này trả lời ở trong dữ liệu, hắn hiểu biết đứa con trai này, thở dài một tiếng nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, cũng không hỏi ngươi muốn làm gì, nhưng ta chỉ nói cho ngươi, ta vĩnh viễn duy trì ngươi, Vân Môn là nhà của ngươi. Đa tạ phụ thân, Dương Tinh Phó trong lòng cảm động. Hành đi, vậy làm 13 lưu lại giúp ngươi. Nói xong Dương Nghị Vân nhìn Thánh Yêu Linh 13 nói, 13 vất vả ngươi. Đây là thuộc hạ nên làm. Thỉnh thánh chủ yên tâm. 13 tuy rằng biết Vân Môn thiên đình thành lập, nhưng là vẫn là thích kêu thánh chủ, nàng trong lòng cũng tặng khẩu khí, ngược lại mừng thầm, Dương Nghị Vân làm hắn lưu tại Dương Tinh Phó bên người. Lúc này Dương Tinh Phó kỳ thật trong lòng cũng không như vậy khẩn trương, bởi vì phụ thân duy trì thực rõ ràng, hơn nữa làm 13 muội lưu lại giúp hắn, kế tiếp hắn ở rối rắm muốn hay không đem hắn cùng 13 ở bên nhau sự nói cho phụ thân. Nếu không nói cho đi, luôn là giấu giếm không phải chuyện này, nhưng sẽ nói cho đi, hắn không biết phụ thân có thể hay không tức giận. Tinh nhi ngươi chính là có việc, Dương Nghị Vân nhìn đến nhi tử trên mặt rối rắm. A, cái kia, đột nhiên lời nói đến bên miệng thời điểm, Dương Tinh Phó trong lòng có điểm sợ hãi, không biết nói như thế nào. Đại nam nhân ấp úng tưởng bộ dáng gì, có việc liền nói. Dương Nghị Vân không thể gặp nhi tử do dự không quyết đoán, hừ một tiếng. Giờ phút này 13 muội ánh mắt đối Dương Tinh Phó lắc đầu, nàng cũng sợ hãi, không biết làm sao bây giờ, một bên tưởng được đến Dương gia người thân phận, bên kia rồi lại sợ hãi làm Dương Nghị Vân biết. Dương Tinh Phó bị Dương Nghị Vân hừ một tiếng, rốt cuộc hạ định quyết định, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lớn tiếng nói, hồi bẩm phụ thân nhi tử cùng 13 muội ở bên nhau, thỉnh phụ thân thành toàn. Nói xong hắn đôi mắt cũng không dám mở. Một hơi nói ra, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng nhiều. Dương Nghị Vân cái này có điểm ngây ngẩn cả người, nửa ngày không phản ứng lại đây, hắn vốn tưởng rằng đứa con trai này có cái gì đại sự, không nghĩ tới sẽ đến như vậy một câu. Thình thịch, 13 muội thân thể nhoáng lên trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu chạm đất sợ hãi nói, thuộc hạ vi phạm lệnh cấm, nhưng hết thảy cùng thiếu chủ không quan hệ, đều là thuộc hạ sai, thỉnh thánh chủ trừng phạt. Lý luận đi lên nói 13 muội đích xác vi phạm lệnh cấm, thân là Dương Nghị Vân thánh thân vệ. Đi thông đồng Vân Môn thiên đình hàng thật giá thật thái tử ra, chuyện này thấy thế nào đều là vi phạm lệnh cấm. Giờ phút này nàng trong lòng cũng sợ hãi lên. Đương nhiên càng sợ hãi chính là Dương Nghị Vân trách phạt Dương Tinh Phó. Dương Tinh Phó thấy phụ thân sửng sốt không nói chuyện, còn tưởng rằng phụ thân sinh khí, lại nghe được 13 muội đem trách nhiệm ôm ở nàng trên người mình, tức khắc trong lòng cảm động, cũng quỳ xuống nhận sai nói, phụ thân đều là nhi tử sai, cùng 13 muội không quan hệ. Dương Nghị Vân nhìn hai người có chút vô ngữ nói, đứng lên đi, đừng động một chút quỳ xuống, không tiền đồ đồ vật, ta lại không phải kẻ độc tài, còn không có như vậy bá đạo đi. Các ngươi ở bên nhau là các ngươi tự do, đều là tu hành hạng người,
đạo lữ việc tình lý giữa, người tình ta nguyện sự, ta vì cái gì muốn trách các ngươi. Hai người vừa nghe tức khắc cao hứng. Đa tạ phụ thân thành toàn. Đa tạ thánh chủ. Như thế Dương Tinh Phó cùng 13 muội mới đứng dậy. Dương Nghị Vân cười cười nói, 13 nếu vào ta Dương gia môn, chính là ta Dương gia người, người thả phải hảo hảo đối nhân gia. Dương Nghị Vân thanh âm kéo trường, theo sau nhìn về phía 13 nói, đến nỗi linh một nơi nào ta cho ngươi đi nói, không cần lo lắng. Cảm ơn thánh chủ, 13 vui sướng vội vàng nói lời cảm tạ, nàng là rất sợ nàng lão đại linh một, hiện tại có thánh chủ Dương Nghị Vân những lời này, liền tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên nàng càng cao hứng chính là Dương Nghị Vân một câu ta Dương gia người, đây là trước kia cũng không dám tưởng. Hắc hắc, đa tạ phụ thân thành toàn, Dương Tinh Phó rốt cuộc thả lỏng. Tiểu tử thúi nhớ rõ có rảnh trở về nhìn xem mẫu thân ngươi, ta lần này tiến đến chính là thuận đường đến xem các ngươi, nếu ngươi quyết định lưu lại nơi này, ta đây liền đi rồi. Dương Nghị Vân nói, phụ thân là muốn đi phương nào? Dương Tinh Phó kinh ngạc hỏi. Lần này tiến đến ta là vì tìm kiếm canh cốc mà đến, đương nhiên cuối cùng mục đích là muốn tìm được tạp mao điểu, nó khả năng chính là ta Vân Môn Thiên Đình tương lai Thái Dương, nghe nói canh cổ liền ở thần giới cực bắc nơi hồng hoang chỗ nào đó, ta cũng là đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được. Dương Nghị Vân đối chính mình nhi tử tự nhiên cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. Vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, nhưng lại không nghĩ tới Dương Tinh Phó lại là cho hắn một cái manh mối. Chỉ nghe Dương Tinh Phó nói, phụ thân nói canh cốc chính là trong truyền thuyết hỗn độn bẩm sinh linh căn phù tang thần thụ buông xuống nơi, cũng là kim ô nhất tộc cố hương. Tiểu tử ngươi như thế nào biết? Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc, lẽ ra đây chính là thần giới bí văn việc, hoặc là nói đây là phi thường xa xăm nghe đồn, giống nhau sinh linh rất khó biết được, nhưng là chính mình đứa con trai này lại là một ngữ nói toạc ra. Dương Tinh Phó cười cười nói, hắc hắc, trùng hợp. Phụ thân ngài nhi tử ta hiện tại chính là Thánh Ma Tông chi chủ, thượng một thế hệ Thánh Ma Tông tông chủ Vô Đức cũng thường xuyên cấp nhi tử tìm phiền toái, cái này làm cho ta thực khó chịu. Ngàn nhiều năm trước nhi tử tu vi bước vào hợp đạo ba tầng sau, có 13 cùng Thánh Ma Tông đại trưởng lão hỗ trợ, ta xử lý Thánh Ma Tông thượng một thế hệ tông chủ, thay thế. Đương nhiên đây là Bắc Địa Ma Thần Ma Vực cường giả vi tôn quy tắc, ta tòa thượng Thánh Ma Tông chi chủ vị trí đương nhiên, kế thừa Thánh Ma Tông chi chủ. Tự nhiên có quyền đi kế thừa Thánh Ma Tông bảo khố, ở Thánh Ma Tông bảo khố nhi tử phát hiện một quyển sách cổ trục, mặt trên ghi lại thang cốc phù tăng thần thụ cùng kim ô nhất tộc sự tích, hơn nữa chuyện này chính là toàn bộ Bắc Địa Ma Thần Ma Vực lục đạo thị lực đều biết, cũng đều đang tìm kiếm sự. Sáu thế lực lớn lấy liên minh chi chủ cầm đầu, mỗi một phương đều khống chế một bộ sách cổ, hợp ở bên nhau chính là hoàn chỉnh bản đồ, cái này bản đồ cuối cùng mục đích địa, đó là canh cốc nơi. Dương Nghị Vân nghe xong nhi tử Dương Tinh Phó giảng thuật, trong lòng đại động nói, này tin tức đáng tin cậy. Nếu đúng như nhi tử giảng thuật như vậy, kia thật đúng là tới đúng rồi. Có điểm được đến lại chẳng phí công phu cảm giác, đương nhiên trên thực tế này chỉ là một cái đơn phương tin tức, nhưng chỉ cần tin tức này chuẩn xác, hắn liền có hy vọng tìm được canh cốc. Dương Tinh Phó duỗi ra tay trong tay thần quang chợt lóe nói, phụ thân thân xem bên này là sách cổ trừ. Chuẩn xác mà nói đây là 6 phân bản đồ chung một phần, mặt trên ghi lại có chính là canh cốc cùng phù tang thần mộc cùng với kim ô nhất tộc sự. Nói chuyện đem cổ quyển trục đưa cho Dương Nghị Vân trong tay. Dương Nghị Vân nghiêm túc xem xét một phen, đích xác như nhi tử lời nói, cái này sách cổ trục thượng một mặt là ghi lại có quan hệ canh cốc cùng phù tang thần thụ hơn nữa kim ô nhất tộc văn tự, một khác mặt là tàn khuyết bản đồ. Xem tài chất không phải tầm thường sách cổ trục tài chất. Mà là phi thường cổ xưa, rất có niên đại hơi thở. Này thuyết minh là thật sự. Đối này Dương Nghị Vân nói, ta yêu cầu toàn bộ. Dương Tinh Phó vừa nghe đôi mắt tỏa sáng, hắn minh bạch phụ thân ý tứ, là muốn gom đủ 6 chương sách cổ trục, sau đó đi tìm canh cốc. Phụ thân nếu như thế, nhi tử nguyện ý thân khuynh tấn có khả năng, bất quá việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, hơn nữa chuyện này nhi tử cũng có một cái không thành thục ý tưởng. Không bằng chúng ta đi trước Thánh Ma Tông thương nghị như thế nào. Dương Tinh Phó nói. Ân, dẫn đường đi. Dương Nghị Vân gật đầu, vốn dĩ phải đi, hiện tại có manh mối tự nhiên không thể đi. Nghe nhi tử ý tứ, tựa hồ đã sớm ở đánh sách cổ trục chủ ý. Đào cũng muốn nghe xem nhi tử ý kiến. Phụ thân thỉnh Dương Tinh Phó mặc danh hưng phấn, hắn lần đầu tiên có thể cho phụ thân hỗ trợ, nội tâm rất là kích động, cho tới nay đều là phụ thân bảo hộ bọn họ trưởng thành, che chở mọi người. Trước kia là không thực lực trợ giúp phụ thân, mà hiện tại rốt cuộc có thể,
làm không hảo còn có thể cùng phụ thân kề vai chiến đấu, hắn ngẫm lại đều hưng phấn. Đen nhánh Khô Lâu Sơn đó là Thánh Ma Tông hang ổ. Dương Nghị Vân nghe nhi tử Dương Tinh Phó nói, toàn bộ Bắc Địa Ma Thần Ma Vực là từ lớn nhỏ mấy trăm thế lực tạo thành, đương nhiên đối ngoại là tự xưng tứ đại ngoại đạo chi nhất Ma Thần Ma Vực, nhưng đối nội lại là liên minh trạng thái, mà chân chính có quyền lên tiếng chính là sáu thế lực lớn, Thánh Ma Tông đó là một trong số đó. Trong đó sáu thế lực lớn chung đề cử ra tới người mạnh nhất vì Ma Vực vực chủ, chính là Thánh Đạo một tầng tu vi, gọi là Hơi Nước Kiên, cũng thống lĩnh giả Hơi Nước Thánh Tông. Hơi Nước Thánh Tông cũng là sáu thế lực lớn chung mạnh nhất một phương, dư giả lại có, Thần Ma Vương Triều, Đại Ma Thần Tông cùng Tiểu Ma Thần Tông, này hai nhà nghe đồn trước kia là một nhà sau lại nháo mâu thuẫn phân ra trở thành hai nhà, xưng là lớn nhỏ Thần Ma Tông, cuối cùng một nhà là Vạn Ma Triều Tông. Hơn nữa Thánh Ma Tông sáu thế lực lớn hợp thành thần giới tứ đại ngoại đạo chi nhất Ma Thần Ma Vực, Hơi Nước Thánh Tông cầm đầu, Hơi Nước Kiên vì vực chủ, hiệu lệnh toàn bộ Bắc Địa lớn nhỏ thượng bách gia thế lực. Lý luận thượng Thánh Ma Tông cũng là Hơi Nước Thánh Tông cấp dưới. Phụ tử hai bên đi biên nói, chủ yếu là nhi tử Dương Tinh Phó cấp Dương Nghị Vân giới thiệu tình huống. Dương Nghị Vân thường thường sẽ hỏi một chút, cũng quan sát đến Thánh Ma Tông hoàn cảnh. Lại nói tiếp toàn bộ Thánh Ma Tông Khô Lâu Sơn kỳ thật phi thường thật lớn, cao nguyệt ngàn trượng thẳng vào đám mây, một đỉnh núi liền chiếm địa mấy trăm dặm, đương nhiên dựa theo nhi tử Dương Tinh Phó nói phạm vi 3 vạn dặm trong vòng đều là Thánh Ma Tông địa bàn, có 10 vạn môn đồ đệ tử, còn gần là trung tâm, không tính bên ngoài. Thánh Ma Tông trừ bỏ hắn cái này Thánh Ma Tông tông chủ ở ngoài, còn có 9 đại trưởng lão, trong đó lấy đại chiến lão tím cầm thần ma vì người mạnh nhất, thực chất thượng cũng là Thánh Ma Tông định hải thần châm. Nói chuyện chung tiến vào không gian môn hộ, lại đi vào thẳng vào trong núi bụng, cũng không có Dương Nghị Vân tưởng tượng hắc ám, ngược lại tự thành một giới là cái tiểu thần cảnh, Dương Nghị Vân cảm nhận được không gian lực lượng tồn tại, Thánh Ma Tông sơn bụng trong vòng lấy huyệt động là chủ lớn lớn bé bé như mê cung, nhưng lại là nhìn kỹ đi rất có kết cấu, nhìn ra được tới là đại năng giả tỉ mỉ sáng lập ra tới, thảm thực vật sơn thủy trong động kiến trúc từ từ đầy đủ mọi thứ, có trên đỉnh nối thẳng đỉnh núi. Một chút đều không tối tăm. Một đường đi tới nhìn thấy đệ tử môn nhân đều cung cung kính kính đối Dương Tinh Phó hành lễ, miệng xưng ma chủ, mang theo kính sợ. Dương Nghị Vân trong lòng cười mắng, xem ra tiểu tử thúi ở chỗ này kinh doanh không tồi. Hắn vẫn là thực vừa lòng. Đương nhiên Dương Nghị Vân cái này xa lạ gương mặt ở Dương Tinh Phó bên người tự mình cùng đi, nhìn đến Thánh Ma Tông đệ tử cũng là không dám hỏi. Đi theo nhi tử Dương Tinh Phó tiến vào một chỗ hoa lệ đại điện. Thực mau liền có một đám yêu diễm nữ tử trình lên các loại thần quả thần rượu. Bên trong đại điện là đặc thù trận pháp khắc họa ở nào đó thạch tài mà tụ khí thành hình vân đoàn, ngồi ở mặt trên thực thoải mái ở ngoài, cư nhiên còn có cuồn cuộn không ngừng năng lượng phát ra, rất là thoải mái. Dương mẫu nhân lần đầu tiên ngồi bực này mềm mại thoải mái ghế dựa, một mông ngồi xuống đi sau, phía sau lưng một đoàn đám mây như là có linh tính giống nhau chủ động dựa vào phần lưng, làm hắn càng vì thoải mái dựa vào. Trên bàn thần quả cùng thần rượu cư nhiên cũng là chính mình bay lên tới, đưa đến hắn trước người. Nhìn kỹ lại là từng con quyền tiểu nhân tinh linh ở phục vụ. Dương mẫu nhân giờ phút này tò mò khẩn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên lai thần linh còn có thể như vậy chơi, như vậy hưởng thụ, đương nhiên hắn ở nhi tử trước mặt nhưng không nghĩ mất mặt, ra vẻ trầm ổn, bất động thần sắc bưng lên một ly thần uống rượu đi xuống. Gì? Một ngụm thần rượu xuống bụng. Tức khắc một cổ tử mát lạnh phát ra mở ra, cũng không có cái gì choáng váng, ngược lại cảm giác có thể tĩnh tâm. Nhưng thật ra thứ tốt hắn cầm lòng không đậu khen ngợi một câu. Dương Tinh Phó vội vàng nói, phụ thân đây là Thánh Ma Tông sơn bụng nơi độc hữu ngầm nước suối sản xuất địa tâm nhưỡng, quay đầu lại ta cho ngài chuẩn bị một ít. Dương Nghị Vân cười cười nói, ta liền không cần, bất quá ngươi có thể cấp vân môn đưa một ít đi, ta tưởng ngươi những cái đó huynh đệ tỉ muội sư huynh sư đệ nhóm sẽ thật cao hứng. Hành, ta quay đầu lại liền an bài làm người đưa đi. Dương Tinh Phó vội vàng nói. Nói chuyện chung, hắn phất tay làm trong đại điện thần nữ tất cả đều lui ra, hơn nữa bày ra kết giới. Kế tiếp muốn liêu sự, chính là đại sự. Dương Nghị Vân đối nhi tử cẩn thận cách làm thực vừa lòng, cười nói Thánh Ma Tông cái kia đại trưởng lão là chuyện như thế nào. Ta nghe người ý tứ, người có thể thành công ngồi trên Thánh Ma Tông tông chủ vị trí, cái kia cái gì đại trưởng lão ngầm đồng ý. Dương Tinh Phó cười khổ nói, không ngừng là ngầm đồng ý, kỳ thật đại trưởng lão còn áp xuống cái khác 8 đại trưởng lão, nếu không ta còn muốn phế điểm công phu,
thậm chí là làm không hảo phải bị đuổi giết, về đại trưởng lão vì cái gì muốn giúp ta, ta cũng buồn bực. Dương Tinh Phó nói chuyện chung, lại là nhìn về phía 13 muội, bởi vì hắn biết đại trưởng lão đối 13 muội phi thường hảo, hai người thực thân mật, từ 13 muội xuất hiện ở Thánh Ma Tông sau chính là như thế. Lúc này Thánh Linh 13 muội mở miệng nói, hồi bẩm thánh chủ, kỳ thật Thánh Ma Tông đại trưởng lão tím cầm ma thần trên người có một người thánh yêu linh tồn tại, là thời trước đi ra ngoài thánh yêu linh lão thất, thật lâu trước kia tím cầm ma thần tiến vào chúng thần vực xông qua hư không bàn cờ, hơn nữa đến thứ 8 quan, mà thánh yêu linh lão thất chính là khi đó cùng tím cầm ma thần ký kết bình đẳng khế ước, đi theo tím cầm ma thần đi ra chúng thần vực. Từng ấy năm tới nay, thánh yêu linh lão thất vẫn luôn ở tím cầm ma thần bên người, ký kết thánh linh bình đẳng khế ước lúc sau, bọn họ chi gian quan hệ liền cùng cấp với đồng bọn, một vinh đều vinh, đương nhiên thật muốn là tím cầm ma thần đã chết thánh yêu linh lão thất cũng sẽ không chết, có thể nói, tím cầm ma thần bởi vì có thánh yêu linh lão thất tồn tại, đó là chính chúng ta người. Mà lão thất ra tới chủ yếu nhiệm vụ là điều tia, a thần giới tu la tộc, thánh ma tông thượng một thế hệ tông chủ đó là một người tu la đoạt xá giả, thiếu chủ làm khó dễ thời điểm, cũng là tím cầm ma thần ra tay hỗ trợ, làm hắn ngồi trên thánh ma tông tông chủ nguyên nhân. 13 muội nói nơi này sau, có chút xin lỗi nhìn về phía Dương Tinh Phó nói, không phải ta cố ý gạt ngươi, là bởi vì thánh yêu linh lão thất bản thân chính là âm thầm tồn tại điều tia, a tu la tộc, không thể dễ dàng bại lộ thân phận. Có điểm hồ đồ, Dương Tinh Phó nói, hắn là không rõ ràng lắm Dương Nghị Vân ở chúng thần vực việc nội tình, mà 13 muội cũng không nói cho hắn, không dám nói cho, nếu không chính là tội lớn, ít nhất yêu cầu Dương Nghị Vân hoặc là Linh cùng ý mới có thể nói cho hắn. Dương Nghị Vân cười cười nói, việc này ngươi không nên trách 13, ta cho ngươi nói sao lại thế này đi. Kế tiếp Dương Nghị Vân ngắn gọn giảng thuật hắn ở chúng thần vực việc, cũng nói tu la tộc việc, đương nhiên còn có 16 danh dựa theo ở thần giới thánh yêu linh việc. Chờ Dương Tinh Phó nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh nói, trách không được đại trưởng lão giúp ta, trách không được nàng đối 13 thân mật, nguyên lai còn có một người thánh yêu linh cùng đại trưởng lão có khế ước quan hệ, cái này ta hiểu được. Không riêng gì Dương Tinh Phó minh bạch, Dương Nghị Vân cũng là từ 13 muội trong miệng đã biết có một người thánh yêu linh ở cùng tím cầm ma thần khế ước việc, cũng giải khai nghi hoặc. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân nhìn về phía 13 muội nói, đi thỉnh tím cầm ma thần cùng thánh yêu linh lão thất, ta thấy các nàng. Là thánh chủ 13 muội theo tiếng mà đi. Lúc này Dương Tinh Phó còn lại là mở miệng nói, phụ thân không bằng chúng ta đi cướp đoạt dư lại sách cổ trục đi. Từ tiểu tử thúi nói nửa ngày ngươi liền một cái đoạt chủ ý a. Nếu ma thần ma vực vực chủ là thánh đạo cường giả, liền không như vậy hảo thương, tiểu tử ngươi cho ta nghe hảo, không có chứng đạo bước vào thánh đạo chi cảnh, đừng đi trêu chọc thánh đạo cường giả. Dương Nghị Vân vẻ mặt nghiêm túc, hắn chính là tự mình lĩnh giáo qua Cửu Lê lão tổ cái kia thánh đạo thủ đoạn, nếu không phải hắn có bẩm sinh linh căn liễu xanh nơi tay, thật đúng là đánh không lại thánh đạo một tầng Cửu Lê lão tổ. Nhưng không hy vọng Dương Tinh Phó cái này tiểu tử ngốc đi trêu chọc thánh đạo, kia tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Nhi tử ý tứ là, đoạt là duy nhất biện pháp, đương nhiên phải có điểm tính kế mới được. Giờ phút này Dương Tinh Phó nhìn có điểm phúc hắc, hai tròng mắt trung lập lòe tinh quang. Dương Nghị Vân lần đầu tiên phát hiện chính mình đứa con trai này một khác mặt. Như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Tựa hồ, cùng hắn tính kế người thời điểm, giống nhau khác thường. Khụ khụ Dương mẫu nhân ho khan một tiếng nói, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng, nói thẳng đó là, đừng ở ngươi lão tử trước mặt vòng cong. Dương Tinh Phó cười hắc hắc nói, nhi tử đích xác có điểm không thành thục ý tưởng, còn thỉnh phụ thân chỉ giáo. Có dám mau phóng, Dương Nghị Vân nhìn nhi tử giờ phút này có điểm đáng khinh bộ dáng, giận sôi máu. Là cái dạng này, ta điều tia, a mặt khác năm thế lực lớn, chung quy đều là lấy hơi nước thánh tông cầm đầu. Đối hơi nước kiên cúi đầu sưng sưng, chỉ cần bắt lấy hơi nước kiên, mặt khác tứ đại thế lực tự nhiên sẽ dâng lên sách cổ trừ, đến lúc đó là có thể gom đủ hoàn chỉnh bản đồ. Ta là như thế này tưởng, chúng ta tìm cơ hội xử lý hơi nước kiên, làm 13 thay thế, hắn biến ảo thiên phú giả mạo hơi nước kiên không thành vấn đề, đến lúc đó liền hạ lệnh làm mặt khác tứ đại thế lực giao ra sách cổ trừ. Dương Tinh Phó nói, tiểu tử ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, hơi nước kiên chính là thánh đạo cường giả. Liền như vậy hảo bắt lấy. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Dương Tinh Phó lại là cười hắc hắc nói, ta đều điều tia, a quá, hơi nước kiên cũng chính là thánh đạo một tầng tu vi, người khác bắt không được nhưng là phụ thân có thể a,
phụ thân ngài cùng Cửu Lê lão tổ một trận chiến, một kích đánh bay Cửu Lê lão tổ thần uy sự tích, đã sớm truyền khắp thần giới các nơi, mặt khác Thánh Ma Tông có một cổ xưa trận ma thần đại trận, chỉ cần có thể nghĩ cách đem hơi nước kiên dẫn tới trong trận, liền tính là hắn là thánh đạo cường giả, đến lúc đó cũng có chạy đằng trời, như thế liền có thể là xong bảo hiểm bắt lấy hơi nước kiên. Làm 13 biến ảo thay thế. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong, thật đúng là có điểm tâm động, hắn tuy rằng có liễu xanh trong người, có thể áp chế thánh đạo một tầng cường giả, nhưng là lại không nắm chắc hoàn toàn chém giết. Nếu là làm hơi nước kiên chạy đi, đó chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà dựa theo nhi tử cách nói, hơn nữa thánh ma tông đại trận, như thế là có thể lưu lại hơi nước kiên. Đích xác dựa vào thánh yêu linh thiên phú biến ảo thành hơi nước kiên, thay thế sau đó hạ lệnh làm thế lực khác giao ra sách cổ trừ, 6 đại địa đồ hắn liền gom đủ, liền có thể tìm được canh cốc nơi, đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, nếu là dựa hắn lang thang không có mục tiêu đi tìm canh cốc tìm tạp mao điểu, thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Hiện giờ có manh mối, tự nhiên là trực tiếp nhất hữu hiệu. Cứ việc có khó khăn, có nguy hiểm, nhưng đáng giá mạo hiểm. Hắn nhìn ra được tới, đứa con trai này dã tâm rất lớn, có thể nói là một cái nhất tiễn song điêu tính kế, liền hắn cái này lão tử đều bị tiểu tử này tính kế đi vào. Tiểu tử này thực rõ ràng là ở mưu đồ toàn bộ Bắc Địa ma thần ma vực chi chủ vị trí, nếu hắn có thể đem hơi nước kiên cấp diệt trừ, dựa theo tiểu tử này tính kế làm 13 biến ảo thành hơi nước kiên thay thế. Có thể tưởng tượng đến, bao nhiêu năm về sau hắn liền sẽ hoàn toàn khống chế Bắc Địa ma thần ma vực, xưng là một phương vực chủ. Đương nhiên về phương diện khác hắn cái này đương lão tử cũng được đến sách cổ trừ, thật là cái hảo tính kế. Tuy rằng bị nhi tử tính kế, nhưng là Dương Nghị Vân nội tâm lại là thật cao hứng, chung quy là chính mình nhi tử, có dã tâm có tính kế có mưu đồ, ít nhất về sau sẽ không có hại, điểm này ở Dương Nghị Vân xem ra mới là quan trọng. Một khi đã như vậy, hắn liền cam tâm tình nguyện bị nhi tử tính kế một hồi, có cái gì không được. Nhìn nhi tử Dương Tinh Phó, Dương Nghị Vân cười mắng, tiểu tử thúi ngươi liền ngươi lão tử đều tính kế, ta áp chế hơi nước kiên, người mỗ đến thần giới Bắc Địa, nhưng thật ra không tồi. Dương Tinh Phó cười hắc hắc nói, phụ thân đại nhân như thế nào có thể ai tính kế ngươi đâu, đây là nhi tử thế ngươi mưu đồ sách cổ triều A, nói nữa, ma thần ma vực tới rồi trong tay ta. Còn không phải là tới rồi chúng ta Vân Môn Thiên Đình tay sao, Vân Môn ở thần giới trung tâm, thần giới bên cạnh không có một cái phân bộ, này hiển nhiên không hợp lý, có ma thần ma vực tồn tại đối ta Vân Môn tới nói đó là một loại bảo đảm không phải. Tiểu tử ngươi có lý, thôi, tính ngươi thuyết phục ta, bất quá ta chỉ có thể bảo đảm áp chế hơi nước kiên, nhưng không thể bảo đảm hoàn toàn chu sát hắn, ngươi cái kia đại trận cũng thật có năng lực lưu lại hơi nước kiên. Dương Nghị Vân hỏi, phụ thân yên tâm. Đó là cổ xưa đại trận, đối phó thánh đạo một tầng không thành vấn đề có thể lưu lại, đương nhiên tiền đề là phụ thân muốn đem hơi nước kiên bị thương nặng mới được, chỉ cần hắn bị thương, đến lúc đó khởi động đại trận liền có thể nắm chắc. Dương Tinh Phó tràn ngập tự tin nói. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, nhưng ngươi như thế nào bảo đảm hơi nước kiên là có thể tới ngươi Thánh Ma Tông hơn nữa tiến vào trận pháp. Điểm này phụ thân yên tâm, hài nhi đã sớm so đo. Thánh Ma Tông ở thật lâu phía trước cũng là cổ xưa truyền thừa thần ma thánh địa, nghe đồn ở Thánh Ma Tông có trấn phái chí bảo, nguồn nước thần ma bia, ghi lại chính là 3000 đại đạo chung nguồn nước đại đạo, hơi nước kiên chứng đạo thời điểm chính là thủy chi đại đạo, vẫn luôn đều nhìn trộm Thánh Ma Tông nguồn nước thần ma bia, đáng tiếc nguồn nước thần ma bia đã sớm không biết tung tích, vì thế hơi nước kiên còn đã tới Thánh Ma Tông rất nhiều lần tìm kiếm. Nhưng nguồn nước thần ma bia ngay cả Thánh Ma Tông lịch đại tông chủ đều không biết rơi xuống. Sao có thể tìm được? Bất quá cũng đúng là điểm này chúng ta có thể lợi dụng, đem hơi nước kiên đưa tới Thánh Ma Tông, đến lúc đó bày ra đại trận, chỉ cần phụ thân đem hơi nước kiên áp chế, là có thể khởi động đại trận đến lúc đó hết thảy vạn sự đại cát. Dương Tinh Phó hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói. Dương Nghị Vân nghe xong, thẳng trợn trắng mắt, nói thầm tiểu tử này lá gan thật đại. Có thể tưởng tượng, nếu là hơi nước kiên tiến đến, phát hiện không có nguồn nước thần ma bia. Tiểu tử này có hay không thủ đoạn áp chế hơi nước kiên, đến lúc đó Thánh Ma Tông đều đến bị hơi nước kiên cấp hủy diệt. Bất quá nếu là hơi nước kiên thật dám tiến đến, có hắn ở, tất nhiên có thể mượn dùng liễu xanh thần thụ áp chế hơi nước kiên, đến lúc đó chỉ cần tiểu tử này trận pháp có thể vây khốn hơi nước kiên, kia hết thảy đều có thể thu phục. Ngươi liền như vậy có tin tưởng hơi nước kiên nghe được ngươi Thánh Ma Tông xuất hiện nguồn nước thần ma bia liền sẽ tiến đến. Dương Nghị Vân hỏi. Đương nhiên không có 10 phần nắm chắc trở về, bất quá căn cứ phán đoán của ta,
lấy hơi nước kiên đối thủy chi đại đạo chấp nhất hắn 89 phần 10 sẽ đến đánh giá, vì bảo hiểm khởi kiến, làm đại trưởng lão tím thần ma tự mình ra mặt đi báo cho hơi nước kiên thánh ma tông cấm địa phát hiện nguồn nước thần ma bia, tin tưởng liền ổn thỏa, thời trước đại trưởng lão cùng hơi nước kiên quan hệ không tồi, đều xem như đồng thời đại người, nghe nói hơi nước kiên còn theo đuổi quá tím cầm thần ma, chỉ là tím cầm thần ma đối hắn vô cảm. Ta là không có biện pháp mệnh lệnh tím cầm thần ma ra mặt, đến lúc đó liền xem phụ thân ngài, hắc hắc Dương Tinh Phó cười xấu xa nói. Xong rồi còn không quên bổ sung một câu, đại trưởng lão tím cầm thần ma kỳ thật là cái đại mỹ nhân, thực thần bí, đợi chút phụ thân đại nhân trông thấy sẽ biết. Lan, tiểu tử thúi liền ngươi lão tử đều trêu chọc không lớn không nhỏ. Dương Nghị Vân cười mắng. Dương Tinh Phó không biết xấu hổ cười cười, ở phụ thân trước mặt thực không chính hành, nhưng lại rất vui vẻ, điểm này Dương Nghị Vân cũng là. Phụ tử hai nói chuyện chi gian, kết giới lóng lánh, Dương Nghị Vân vung tay lên, mở ra đại điện kết giới, lại là biết 13 mang theo thánh ma tông đại trưởng lão tím cầm thần ma đã đến. Đương nhiên chuẩn xác mà nói, hẳn là mang theo hai người tiến đến, còn có một cái với tím cầm thần ma có khế ước thánh yêu linh lão thất. Nghiêm khắc tới nói, thánh yêu linh lão thất cùng 13 đều là hắn cấp dưới, nhưng tím cầm thần ma không phải, chẳng qua thánh yêu linh lão thất cùng tím cầm thần ma là có ngang nhau khế ước quan hệ bạn bè, cũng có thể nói là nhất thể, từ nào đó trình độ tính, tím cầm thần ma cũng coi như là hắn cấp dưới. Chỉ là không biết nàng có nhận biết hay không. Ngay sau đó hai cái bóng hình xinh đẹp đi vào đại điện. Một cái tự nhiên thánh yêu linh 13, ở bên người nàng còn lại là một thân áo tím, mặt mang màu tím khăn che mặt nữ tử. Dương Nghị Vân nghĩ đến tất nhiên chính là thánh ma tông đại trưởng lão tím cầm thần ma. Ánh mắt đầu tiên Dương Nghị Vân đại lượng qua đi, chỉ có thấy một đôi sáng ngời đôi mắt, trầm tĩnh như nước, gợn sóng bất kinh, nhìn như cũng chính là 30 trên dưới tuổi. Bất quá Dương Nghị Vân lại biết đây là tu luyện nhiều năm thần ma. Thánh chủ ta thất tỷ cùng thánh ma tông đại trưởng lão tím cầm thần ma tới rồi. 13 tiến vào nói chuyện. Thất tỷ, Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng là ngay sau đó phản ứng lại đây. 13 nói đó là thánh yêu linh lão thất, ở rất nhiều thánh yêu linh chung tự nhiên là có nam có nữ. Thánh yêu linh lão thất đứng hàng thứ 7, nhưng lại là nữ họ. 13 lúc này kêu thất tỷ, đến lúc đó thân cận chi ý. Không chờ Dương Nghị Vân hoàn hồn, chỉ thấy một thân áo tím tím cầm thần ma trên người thần quang chợt lóe, ngay sau đó lại là một đoàn màu tím sương mù từ trên người nàng ra tới, tại chỗ hóa thành một cái ba thước tinh linh, chính thức thánh yêu linh bản thể hình thái. Quỳ lạy trên mặt đất thanh thúy ra tiếng nói, thuộc hạ thánh yêu linh lão thất lễ bái thiên đế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm Dương Nghị Vân thực ngoài ý muốn. Thánh yêu linh lão thất cung cung kính kính đối với hắn lễ bái lễ, miệng xưng thiên đế, thoạt nhìn đã biết hết thảy. Vốn dĩ ngoài ý muốn này đó đã sớm đi ra ngoài thánh yêu linh trả lại thuộc cảm thượng sẽ cùng 13 này đó đi theo hắn ra tới thánh yêu linh có điều bất đồng, hiện tại xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Cứ việc thánh yêu linh lão thất là cùng tím cầm thần ma ký kết khế ước tồn tại, nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng đối thiên đình lòng trung thành. Điểm này có thể cảm nhận được. Này đó thánh yêu linh là có tín ngưỡng. Thất cô nương không thể so đa lễ, đứng lên đi. Dương Nghị Vân ý bảo. Giờ phút này ngay sau đó lại là tím cầm thần ma đối với Dương Nghị Vân ôm quyền hơi hơi khom mình hành lễ nói, tím cầm gặp qua trời cao đế. Thân là thánh ma tông đại trưởng lão, tự nhiên là nghe nói qua Dương Nghị Vân đại danh, hơn nữa từ thánh yêu linh lão thất nơi nào tím cầm thần ma biết thánh thiên đế việc. Càng là đã biết Dương Nghị Vân kiếp trước kiếp này, ở Dương Nghị Vân trước mặt nhưng không dám thác đại. Tím cầm đạo hữu không cần đa lễ. Dương Nghị Vân phất tay ý bảo, ai rốt cuộc lấy hắn hiện giờ thân phận địa vị hoặc là nói tu vi là tuyệt đối đảm đương nổi tím cầm thần ma này thi lễ, nhưng hắn vẫn là thực khách khí. Không vì cái gì khác, chỉ bằng tím cầm thần ma giúp nhi tử Dương Tinh Phó điểm này, hắn đều phải đối tím cầm thần ma có lễ. Đại trưởng lão đây là ta phụ thân Dương Nghị Vân. Giờ phút này Dương Tinh Phó đứng ra nói chuyện, mặc kệ 13 muội có hay không cấp đại trưởng lão nói chuyện hắn cùng phụ thân quan hệ, Dương Tinh Phó đều phải như vậy giới thiệu một chút, bằng không chính là không lễ phép, cũng sẽ làm đại trưởng lão tím cầm thần ma hiểu lầm. Tông chủ không cần chú ý cái gì, sự tình ta đã biết được, tiếp được các ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ toàn lực duy trì. Tím cầm thần ma là thông minh hạng người, một câu liền điểm thấu, hơn nữa thật sự Dương Nghị Vân mặt biểu đạt chính mình lập trường. Kỳ thật có thánh yêu linh lão thất tồn tại, nàng liền không có bất luận cái gì lựa chọn. Đến là nàng khiếp sợ vô cùng chính là,
Dương Nghị Vân cư nhiên là Thánh Yêu Linh Lão Thất chủ nhân. Không lựa chọn, Thánh Yêu Linh Lão Thất không thể phản bội chủ nhân Dương Nghị Vân, mà nàng cùng Thánh Yêu Linh Lão Thất chi gian có khế ước tồn tại, là bình đẳng khế ước, có thể nói không có Thánh Yêu Linh Lão Thất liền không có nàng hiện tại hết thảy, ngày sau hắn còn muốn dựa vào Thánh Yêu Linh Lão Thất tiến giai chứng đạo đâu. Lại còn có một chút là hắn lo lắng, kia đó là Tím Cầm Thần Ma lo lắng Dương Nghị Vân đem Thánh Yêu Linh Lão Thất từ bên người nàng mang đi. Rốt cuộc Dương Nghị Vân là Thánh Yêu Linh Lão Thất chủ nhân, chỉ cần chủ nhân một câu Thánh Yêu Linh Lão Thất là có thể cùng nàng giải trừ khế ước, đây chính là nàng không hy vọng. Cho nên đương 13 muội tìm nàng thuyết minh hết thảy sau, Tím Cầm Thần Ma cũng đã làm ra quyết định, mặc kệ Dương Nghị Vân phụ tử muốn làm cái gì, nàng đều sẽ hỗ trợ, chỉ cần không đem Thánh Yêu Linh Lão Thất thu đi là được. Nhiều năm như vậy lại đây, Thánh Yêu Linh Lão Thất đối nàng tới nói đã không phải Thánh Yêu Linh đồng bọn, mà là tình cùng tỉ muội giống nhau quan hệ, không rời đi Thánh Yêu Linh Lão Thất. Dương Mỗ Nhân đâu? Nghe được Tím Cầm Thần Ma cơ hồ xích quả tỏ thái độ, nhưng thật ra ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng là ngay sau đó cũng nghĩ đến Tím Cầm Thần Ma ý tưởng. Hắn ha ha cười nói, nếu đều là chính mình, vậy đừng làm như người xa lạ, Tím Cầm đạo hữu mời ngồi đi. Nói xong nhìn Thánh Yêu Linh Lão Thất tinh linh bộ dáng, Dương Nghị Vân cũng cười cười nói, ta còn là kêu ngươi tiểu thất đi. Bằng thiên đế phân phó, Thánh Yêu Linh Lão Thất cung cung kính kính, không dám có chút bất kính. Dương Nghị Vân cười cười nói, tiểu thất ngươi vẫn là cùng 13 giống nhau hóa thân làm người đi, nhìn tự nhiên điểm, đại gia ngồi xuống nói chuyện, đều không cần câu thúc, ta không quy củ nhiều như vậy. Là, thiên đế, Thánh Yêu Linh Lão Thất dứt lời, lại là thần quang chợt lóe, hóa thành tuổi thanh xuân nữ tử, bộ dáng nhìn qua tựa hồ cùng Tím Cầm Thần Ma có vài phần tương tự, chẳng qua không mang khăn che mặt. Đồng dạng là cùng Tím Cầm Thần Ma giống nhau thân xuyên một thân áo tím, cơ hồ là giống nhau như đúc. Đương nhiên liền tính Thánh Yêu Linh Lão Thất hóa thành Tím Cầm Thần Ma bộ dáng, Dương Nghị Vân cũng sẽ không có chút nào kỳ quái, bởi vì mỗi một cái Thánh Yêu Linh đều có 36 biến hóa chi đạo, hơi thở bộ dáng từ từ đều có thể biến ảo mà đến. Đây là nhân gia thiên phú. Đại gia ngồi xuống lúc sau, Dương Mỗ Nhân cũng không có bất luận cái gì cái giá. Làm Tím Cầm Thần Ma cùng Thánh Yêu Linh Lão Thất đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Mà Dương Nghị Vân còn lại là nhìn thoáng qua nhi tử Dương Tinh Phó, không biết xấu hổ là tiểu tử ngươi chủ ý, ngươi tới nói đi. Dương Tinh Phó lúc này cũng phỏng đoán, đối Tím Cầm Thần Ma trực tiếp mở miệng nói, đại trưởng lão ta phụ thân lần này tiến đến Bắc Địa là muốn tìm kiếm canh cốc nơi. Dương Tinh Phó này một mở miệng, Tím Cầm Thần Ma mang theo khăn che mặt hai tròng mắt bừng tỉnh chợt lóe, tựa hồ đã đoán được. Mà vài phút sau, chờ Dương Nghị Vân đem kế hoạch toàn bộ nói xong, Tím Cầm Thần Ma cũng chậm rãi mở miệng nói, nếu như thế, ta thả tự mình đi một chuyến Hơi Nước Thánh Tông mời Hơi Nước Kiên tiến đến, Hơi Nước Kiên vẫn luôn đều hoài nghi ta Thánh Ma Tông có nguồn nước thần ma bia tồn tại, đánh giá hắn sẽ tiến đến. Này xem như một ngụm đáp ứng rồi. Sảng khoái đến làm Dương Nghị Vân đều kinh ngạc, ở trong mắt hắn cái này Tím Cầm Thần Ma cũng là hợp đạo 5 tầng tu vi cường giả, thậm chí so với hắn cảnh giới còn cao một đường. Đều tới rồi 5 tầng hợp đạo giai đoạn, bực này cường giả lẽ ra, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, đặc biệt là đối mặt vẫn là Hơi Nước Kiên chính là thánh đạo một tầng cường giả, nàng hẳn là rõ ràng mới đúng, nhưng lại không có chút nào do dự đáp ứng. Thật đúng là ra ngoài hắn đoán trước. Dương Nghị Vân trong lòng mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, không nghĩ tới Tím Cầm Thần Ma lại mở miệng nói, ta có thể đáp ứng toàn lực đối phó Hơi Nước Kiên, bất quá cũng có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh trời cao đế thành toàn mới là. Dương Nghị Vân vừa nghe, cái này trong lòng ngược lại kiên định, này liền đúng rồi sao, luôn là phải có điểm điều kiện mới hợp lý. Hắn nhìn Tím Cầm Thần Ma nói, đạo hữu có nói cái gì cứ việc nói, chỉ cần Dương Mỗ có thể làm đến, nhất định sẽ không chối từ. Nếu nhân ra Tím Cầm Thần Ma đều như thế thống khoái đáp ứng, hắn cũng không phải người nhỏ mọn. Lúc này chỉ thấy Tím Cầm Thần Ma ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua bên người Thánh Yêu Linh Lão Thất, rồi sau đó nhìn về phía Dương Nghị Vân mở miệng nói. So sánh với trời cao đế cũng biết ta cùng với lão thất chi gian là bình đẳng khế ước quan hệ, càng là lẫn nhau phụ trợ đồng bọn, vô số tuế nguyệt tới nay, đều thành thân như tỉ muội quan hệ, lần này lão thất cũng nói qua nàng sứ mệnh, như thế ngày nào đó thiên đình trọng khai thiên đế triệu hoán, nàng sẽ rời đi, ta tưởng thỉnh trời cao đế không cần triệu hồi lão thất. Nói xong mang theo khăn che mặt hai tròng mắt có chút thấp thỏm nhìn chằm chằm Dương Mỗ Nhân, sợ Dương Nghị Vân nói một cái không tự ra tới. Mà Dương Mỗ Nhân đâu? Không biết vì cái gì,
đối mặt tím cầm thần ma kia một đôi ngăm đen sáng ngời mắt to nhìn qua, hắn cơ hồ là theo bản năng đối với nhân gia chớp một chút đôi mắt. Chỉ là mới vừa chớp mắt hắn liền biết thất thố, đây là khiêu khích a. Hảo đi, Dương Mỗ Nhân có điểm xấu hổ. Mà càng xấu hổ còn lại là tím cầm thần ma, nàng vốn là vì lão thất sự có chút thấp thỏm khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, có điểm hết sức chăm chú ý tứ, nhưng là không nghĩ tới Dương Mỗ Nhân cư nhiên đối với nàng chớp một chút đôi mắt. Tức khắc, tím cầm thần ma khăn che mặt hạ mặt thình thịch một chút đỏ, thiêu lợi hại, trước nay liền không có một cái khác phái dám như thế đối hắn. Trong lòng mắng một tiếng đăng đồ tử, lại là vội vàng cúi đầu, không dám ở nhìn chằm chằm Dương Mỗ Nhân đôi mắt xem. Hảo đi! Giờ khắc này Dương Mỗ Nhân cũng xấu hổ, thầm mắng chính mình như thế nào liền đối nhân ra chớp trước mắt đôi mắt đâu. Bất quá hắn ở phương diện này ra mặt dày, bất động thần sắc ho khan một tiếng bắt đầu trả lời tím cầm thần ma nói, việc này a. Thanh âm kéo trường che giấu xấu hổ, cũng may hắn cùng tím cầm thần ma chi gian mặt mày đưa tình những người khác không thấy được, nếu không thật đúng là không hảo xong việc. Dương Mỗ Nhân nhìn về phía thánh yêu linh lão thất nói, chỉ cần lão thất nguyện ý, ta sẽ không yêu cầu lão thất giải trừ cùng ngươi chi gian khế ước, trên nguyên tắc ta càng hy vọng ngươi cùng lão thất trở thành tỉ muội, này theo ý ta tới cũng là chuyện tốt. Đa tạ thiên đế thành toàn lão thất vội vàng phải quỳ bái hành lễ, nhìn ra được tới nàng cũng không hy vọng cùng tím cầm thần ma tách ra. Bất quá Dương Nghị Vân vung tay lên không làm lão thất quỳ xuống đi. Về sau đừng động một chút quỳ xuống, ta không thịnh hành cái này, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tôn trọng ngươi ý nguyện. Đối với các ngươi thánh yêu linh tới nói ngang nhau khế ước dưới đều là đôi bên cùng có lợi, đối tu vi cũng là có chỗ lợi, điểm này ta đồng ý. Dương Nghị Vân nói, nếu tím cầm thần ma sảng khoái, hắn cũng sẽ không keo kiệt, hơn nữa nhìn ra được tới thánh yêu linh lão thất cũng không muốn cùng tím cầm thần ma tách ra, vậy thành toàn đó là. Đa tạ trời cao đế đa tạ. Phản ứng lại đây tím cầm thần ma cũng là đại hỉ vội vàng đa tạ, chỉ là lại lần nữa xem Dương Nghị Vân thời điểm, nàng mặt lại đỏ. Không dám lại đi xem Dương Mỗ Nhân. Đối này hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dương Nghị Vân tiếp theo mở miệng nói, chờ chuyện ở đây xong rồi, ngươi cùng tiểu thất có thể đi ta Vân Môn Thiên Đình nhìn xem, ở ngươi cái này tu vi cảnh giới, chứng đạo mới là chính đồ, có lẽ ta Vân Môn Thiên Đình có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Dương Mỗ Nhân đối tím cầm thần ma chạy ra cảnh ô lưu, đương nhiên có đi hay không liền xem nàng chính mình. Tím cầm thần ma lại là nghiêm túc nói lời cảm tạ, đúng sự thật có thể đi Vân Môn Thiên Đình đi một chuyến, tự nhiên cầu chức không nhiều lắm, như vậy đa tạ trời cao đế. Đều xem như người trong nhà không cần khách khí. Câu này nói xong, Dương Nghị Vân có cảm giác nói sai lời nói, bởi vì hắn nhìn đến tím cầm thần ma ánh mắt có điểm không đúng, có như vậy vài phần u oán ở trong đó. Tiếp được mấy người ở bên nhau thương nghị một phen sau, rốt cuộc đạt thành nhất trí, bắt đầu từ hơi nước kiên trên người xuống tay. Dương Nghị Vân mưu đồ sách cổ trừu, nhị tử Dương Tinh Phó mưu đồ toàn bộ Bắc Địa Ma Thần Ma Vực, nhưng kế hoạch trung tâm mấu chốt đều là muốn diệt trừ hơi nước kiên mới được. Như thế nào làm hơi nước kiên tới Thánh Ma Tông việc, tím cầm thần ma tự thân xuất mã, ngày hôm sau liền đi trước hơi nước Thánh Tông, tỏ vẻ không thành vấn đề, có thể đem hơi nước kiên đưa tới Thánh Ma Tông. Mà Dương Nghị Vân phụ tử tắc bắt đầu bày trận làm chuẩn bị. Tím cầm thần ma xuất phát đi hơi nước Thánh Tông, thành công cùng không. Dương Nghị Vân cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn, từ đầu đến cuối tím cầm thần ma không có bất luận cái gì do dự, này thuyết minh nàng có tin tưởng làm hơi nước kiên tiến đến Thánh Ma Tông. Hơn nữa tím cầm thần ma trên người có thánh yêu linh lão thất ở, an toàn thượng nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hắn bên này, kỳ thật đều không cần hắn làm cái gì, nhi tử Dương Tinh Phó hiển nhiên là sớm có dự mưu, hắn trong miệng Thánh Ma Tông đại trận, đã sớm chuẩn bị tốt, cũng không có gì hảo chuẩn bị. Liền chờ hơi nước kiên tiến đến, nhập võng. Đương nhiên một ít tất yếu chuẩn bị ở sau vẫn phải làm, tỉ như sốt ruột Thánh Ma Tông mặt khác tám đại trưởng lão, nếu là hơi nước kiên một người tiến đến cũng liền thôi, nhưng hơi nước kiên mang theo người tiến đến liền không thể không phòng. Cũng may tiểu tử này ở Thánh Ma Tông uy tín lực vẫn là không tồi, một đạo ra mệnh lệnh đi, Thánh Ma Tông tám đại cường giả toàn bộ xuất động, nhưng đều là hợp đạo cấp bậc trưởng lão, cứ việc đại đa số đều là hợp đạo nhất nhị tầng. Nhưng cũng không kém. Như thế, vũ lực thượng, tám đại trưởng lão, Dương Tinh Phó cùng 13 hơn nữa Dương Nghị Vân, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địa điểm liền ở Thánh Ma Tông cấm địa. Cũng là ở Khô Lâu Sơn Sơn Bụng nơi. Cái gọi là cấm địa, cũng chỉ có trưởng lão cùng tông chủ có thể đi vào.
nhưng là Dương Nghị Vân xuất hiện, là Dương Tinh Phó tự mình cùng đi, chỉ là giới thiệu nói là tông chủ bản thân, tám đại trưởng lão cũng không hề hỏi đến. Bởi vậy Dương Nghị Vân thấy được nhi tử Dương Tinh Phó ở Thánh Ma Tông uy tín lực rất mạnh, đương nhiên các loại nguyên nhân, so sánh với là cùng tím cầm thần ma duy trì cùng với Dương Tinh Phó bản thân thực lực phân không khai. Tóm lại Dương Nghị Vân không nhúng tay nhi tử sự, hắn càng có rất nhiều ở quan sát đứa con trai này hành sự tác phong. Ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng là nội tâm là thực vừa lòng. Có dã tính, can đảm cẩn trọng, quyết đoán, trở thành một phương bá chủ. Mấy cái nhi nữ chung, Dương Tinh Phó là nhất có thể lăn lộn một cái, nhưng Dương Nghị Vân lo lắng đồng thời, cũng càng thích hắn. Phụ thân đại trận đã bố trí hoàn thành, ngài chỉ điểm chỉ điểm. Ở Thánh Ma Tông cấm địa, Dương Nghị Vân đứng ở bên cạnh xem Dương Tinh Phó bận việc, hắn không có tham dự cũng không có lên tiếng, chính là một cái quần chúng thái độ. Trong mắt hắn cái này đại trận, thật là bất phàm, cổ xưa thần ma đại trận, có chút địa phương hắn cũng xem không hiểu, nhưng lại biết cái này trận pháp đích xác uy lực cường đại, chỉnh thể là với Khô Lâu Sơn hòa hợp nhất thể, thiên địa tương liên, mượn tới thiên địa đại thế, không nói đến uy lực như thế nào, chỉ cần vây trận hẳn là cũng đủ vây khốn thánh đạo một tầng cường giả. Hắn cũng không có thời gian hứng thú ở đi nghiên cứu trận pháp chi đạo, tu vi tới rồi hắn cái này trình tự, càng có rất nhiều muốn ngộ đạo. Mặt khác đều trở thành phụ trợ. Đương nhiên đơn thuần tu trận đạo người, phải nói cách khác. Nghe được nhi tử hỏi chuyện, Dương Nghị Vân cười cười nói, người đã làm thực hảo, kế tiếp sự, tận lực liền hảo, vi phụ tuy rằng tưởng được đến sách cổ triều tìm được canh cốc nơi, tìm được kim ô, nhưng có một số việc, có đôi khi cưỡng cầu không được, liền không thể cưỡng cầu. Tinh nhi ngươi nhớ lấy, đại đạo chung quy căn bản ở tu, không hề ngoại lực, quyền thế danh lợi toàn vì ngoại đạo, đương nhiên ngươi bảo vệ cho bản tâm đồng thời, theo đuổi chính mình thích sự, đây cũng là tu đạo, nhưng lại là không thể cưỡng cầu, nếu là cưỡng cầu, ngược lại kém cỏi. Ngươi hiện giờ cũng đã hợp đạo 3 tầng tu vi, chờ tới rồi hợp đạo 5 tầng về một đánh sâu vào thánh đạo mới là khó nhất, thánh đạo chi cảnh, 3 điều lộ, vì lấy lực chứng đạo, nhất thượng thừa, tiếp theo trảm tam thi thái thượng vong tình. Lại lần nữa đại chí nguyện to lớn công đức chi lộ, 3 người toàn không có bất luận cái gì lối tắt có thể đi, cũng đều thiên nan vạn nan. Nhưng, chỉ có chứng đạo vào thánh đạo chi cảnh, thành tựu thánh nhân, mới vừa rồi là vào đời gian cường giả chi lâm, thiên đạo 50 viên mãn mà thiếu thứ nhất, sẽ có vô lượng đại kiếp nạn không ngừng diễn biến, không thành thánh đạo khó ở đại kiếp nạn bảo toàn. Ngày sau trung tâm nhớ lấy vẫn là muốn đặt ở tu luyện đại đạo thượng, vi phụ hy vọng ở tương lai thánh đạo chung. Nhìn đến ngươi thân ảnh. Dương Tinh Phó nghe phụ thân nghiêm túc nói chuyện, trên mặt vui cười biến mất, vẻ mặt túc mục, nghiêm túc chắp tay nói, nhi tử ghi nhớ phụ thân dạy bảo, định không cô phụ phụ thân sở vọng. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, ngươi sai rồi, mỗi người mỗi cái sinh linh đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, thả không phải vì bất luận kẻ nào mà sống, mà cầu vô thượng đại đạo, mà là vì ngươi chính mình, vì sống thành chính ngươi muốn ngươi, thả không cô phụ tự thân, không phải cô phụ vi phu. Cũng hoặc là bất luận kẻ nào, thế gian này chi lộ ngươi phải làm chính là, lựa chọn con đường của mình. Giờ khắc này Dương Tinh Phó nghe vậy cả người đều là chấn động, hình như có sở ngộ, đích xác hắn này một đường đi tới, tuy có tại hạ giới thức tỉnh ký ức, hơn nữa phụ thân che chở, làm hắn một đường đi tới lại xem như xuôi gió xuôi nước, tu vi tiến triển cực nhanh tăng trưởng, cũng thật lại nói tiếp hắn nội tâm là mê mang, luôn là không biết chính mình muốn làm cái gì. Hết thảy đều là dựa vào hắn tính tình ở làm, bao gồm không muốn đãi ở Vân Môn, nghĩ ra được dựa vào chính mình lang bạt. Hắn kỳ thật cũng không biết là vì cái gì làm như vậy. Nhưng là tại đây một khắc, nghe được phụ thân một câu mỗi người sinh ra đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, một chút liền ở trong lòng hắn tạc nứt, tựa hồ hắn có thứ gì rõ ràng lên, nhưng lại chảo không được. Dương Nghị Vân nhìn nhi tử biến hóa, nội tâm vui mừng, hắn cấp nhi tử một đoạn này lời nói, xem đơn giản. Kỳ thật cũng là đề điểm con đường, hiện tại xem ra đứa con trai này ngộ tính đích xác không kém. Duỗi ra tay một giọt bất lão nước suối mà ra, mở miệng nói, há mồm. Dương Tinh Phó theo bản năng một trương miệng, Dương Nghị Vân búng tay vung lên, một giọt bất lão nước suối tiến vào Dương Tinh Phó trong miệng. Hiện giờ bất lão nước suối, nhưng không hề là năm đó sinh mệnh chi thủy, đã tiến hóa tới rồi sinh cơ trung cực, bên trong trừ bỏ cường đại vô cùng sinh cơ chi lực ngoại. Còn ẩn chứa sinh cơ đại đạo. Thích ứng với bất luận cái gì sinh linh. Dương Nghị Vân xem nhi tử có điều gọi, cũng là giúp hắn một tay, mặc kệ có thể hay không trợ Dương Tinh Phó đột phá, này một giọt bất lão nước suối cho hắn, đối hắn đều là cường đại trợ lực,
ít nhất ở thân thể thượng có thể có thực tăng lên. Dương Tinh phó một giọt bất lão nước suối đi xuống, tức khắc ở trong cơ thể oanh hóa khai, cường đại sinh cơ lực lượng hơn nữa chất chứa đại đạo thần vận, trực tiếp làm Dương Tinh phó cả người chấn động, lại là tu vi đột phá tới rồi hợp đạo 4 tầng. Nửa canh giờ lúc sau Dương Tinh phó trên người hơi thở tan đi, mở hai mắt, đối với Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, nhị tử đa tạ phụ thân. Giờ khắc này trên người hắn khí chàng so với trước kia càng cường đại hơn, như là một thanh tùy thời xuất khiếu thần ma đại đao, khí phách vô cùng. Dương Tinh phó không chỉ có đột phá tu vi, càng là tìm được rồi hắn về sau phải đi đại đạo. Hơn nữa trong đầu phá khai rồi cuối cùng phủ đầy bụi kiếp trước ký ức, hắn toàn thân đều tán cổ xưa dày nặng thần ma hơi thở. Dương Nghị Vân gật đầu mỉm cười, người tựa hồ lại một lần giải phong một ít đồ vật. Dương Tinh phù cười cười nói, ít nhiều phụ thân tương trợ, ta cuối cùng ký ức thức tỉnh hoàn toàn giải phong. Vậy ngươi còn là con ta? Dương Nghị Vân có chút phức tạp, lại là không biết chính mình làm đúng hay không. Dương Tinh phó cười hắc hắc nói, ký ức chung quy là qua đi, thế gian sinh linh chung quy tu chính là hiện tại, ta vẫn như cũ là ngài nhi tử, điểm này vĩnh hằng bất biến. Dương Nghị Vân nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói, kia, ngươi kiếp trước là người phương nào? Đối với nhi tử có thức tỉnh kiếp trước ký ức điểm này, Dương Nghị Vân chút nào không kỳ quái. Bởi vì chính hắn đều là thánh thiên đế tái thế, đều có tam thế trùng tu. Sở bất đồng chính là hắn nhưng không có thức tỉnh cái gì ký ức, điểm này là hắn trước mắt nhất may mắn, làm hắn có thể kiên trì làm chính mình, nhưng không nghĩ thức tỉnh cái gì kiếp trước ký ức, đi trở thành một người khác. Mà đứa con trai này xác thật bất đồng, hắn ở tiên giới thời điểm liền thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức, đến bây giờ càng là toàn bộ ký ức giải phong. Giờ phút này hắn toàn thân phát ra hơi thở đều là vô cùng khí phách, giống như thay đổi một người giống nhau, khí chàng hoàn toàn bất đồng. Hắn rất sợ nhi tử sẽ biến thành một người khác. Cũng may nhi tử nói ra ta còn là ngươi nhi tử, tu chính là hiện tại, lời này làm Dương Nghị Vân trong lòng lo lắng tan đi không ít. Này thuyết minh nhi tử giải phong ký ức cũng không có ảnh hưởng hắn chủ đạo ý thức, nói cách khác hắn vẫn là hắn, chỉ là nhiều kiếp trước ký ức. Bất quá hắn như cũ lo lắng đồng thời, cũng tò mò nhi tử kiếp trước đến tột cùng là người nào. Như thế mới hỏi một câu, người kiếp trước là người phương nào? Chỉ nghe Dương Tinh phó mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải thập phần rõ ràng, ký ức chung quy là ký ức, giờ phút này ta còn là có chút hỗn loạn, chỉ biết ta kiếp trước chính là ra đời hỗn loạn đại ma thần. Ra đời với bàn cổ phụ thần khai thiên phách lúc sau, thủy xương 12 hỗn độn thần ma, cùng ta giống nhau hẳn là có 12 người, ngã xuống với hồng hoang thời đại vô lượng đại kiếp nạn, hẳn là nhóm đầu tiên ứng kiếp người, bất quá. Trung quy là hỗn độn ma thần, sẽ không chân chính diệt vong, vào luân hồi trùng tu lại đến, lại nói tiếp lại là kia thiên đạo khống chế giả bút tích. Dương Tinh phó lời nói đến cuối cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại là sát ý vô hạn. Dương Nghị Vân nghe xong nhi tử nói chuyện, lại là cười khổ, xem ra người ta phụ tử giải thích kia ngày sau nghịch thiên người a. Mặc kệ là nhi tử trong miệng ký ức, cũng hoặc là khai thiên thời đại thánh thiên đế, đều là đối thiên đạo bất mãn, hoặc là nói nghịch thiên mà đi bị cuốn vào đại kiếp nạn người. Hiện tại xem ra, thần giới rất nhiều sinh linh tới rồi thời đại này, rất nhiều có chuyện xưa cường giả đều xuất hiện hoặc là thức tỉnh, đều là có kiếp trước kiếp này vào luân hồi lại tu hạng người. Mà điểm giống nhau đều là đại kiếp nạn. Hoặc là nói, có cái địch nhân đều là thiên đạo khống chế giả đạo tổ Hồng Quân. Phụ thân đừng lo, thiên đạo chung quy là thiên đạo, hắn còn không hơn được nữa đại đạo đi, đại đạo ra đời với hỗn độn dựng dục mà sinh sinh linh lại há là nhỏ yếu hạng người. Bàn cổ phụ thần cũng là ra đời với hỗn độn, hắn Hồng Quân trưởng quản thiên đạo vốn chính là tàn khuyết chi thiên đạo. Phụ thần ý chí không thể trái nghịch, đây là ngày sau đại thế, chung có một ngày sẽ có người một lần nữa diễn biến thiên đạo, làm thiên đạo viên mãn. Dương Tinh phó híp mắt nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, việc này tạm thời không cần phải nói, hiện giờ người ta phụ tử đều còn ở thiên đạo dưới, sớm ngày chứng đạo mới là đạo lý. Là, phụ thân lời nói cực kỳ, nhi tử chỉ hiểu đúng mực. Dương Tinh phó cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đích xác, thiên đạo tại thượng. Này cũng không phải là một câu hư ngôn, rất nhiều sự không dám đang nói đi xuống đi, chỉ thiếu hiện tại không thể. Cùng trong truyền thuyết đạo tổ so sánh với, bọn họ hiện giờ sợ là liền con kiến đều không tính là. Phụ tử hai nói chuyện hết sức, 13 chợt lóe xuất hiện nói, thánh chủ tím cầm thần ma đã trở lại, đã đến sơn môn ở ngoài. Nhanh như vậy, hơi nước kiên đã tới. Dương Nghị Vân hỏi, tới, hơn nữa bên người có hai gã hợp đạo cường giả.
đều là hợp đạo 5 tầng tồn tại. 13 nói. Hơi nước kiên nhưng thật ra cẩn thận. Dương Tinh Phù nói thầm một câu. Mang theo hai gã hợp đạo 5 tầng. Dương Nghị Vân nhíu mày. Hợp đạo 5 tầng nhưng không thể so mặt khác, có thể nói thánh đạo dưới mạnh nhất, nhưng thật ra có chút phiền phức. Hắn mục tiêu là hơi nước kiên, mà hơi nước kiên chính là thánh đạo một tầng tồn tại, liền tính hắn có liễu xanh thần thụ nơi tay, cũng chỉ có thể bảo đảm áp chế hơi nước kiên, không dám bảo đảm có thể hay không diệt hơi nước kiên. Mà hơi nước kiên mang theo hai gã hợp đạo 5 tầng cường giả, liền tính là tím cầm thần ma có thể đối phó trong đó một cái, nhưng còn có một cái khác đâu. Nhi tử Dương Tinh Phó vừa mới thăng cấp đến hợp đạo 4 tầng, vẫn là có chênh lệch. Một khi trừ bỏ đường rẽ, làm hơi nước kiên chạy đi, đã có thể thất bại trong gang tấc không nói, còn sẽ cho nhi tử Thánh Ma Tông mang đến mầm tai họa. Giờ phút này Dương Nghị Vân cũng đang lo lắng muốn hay không triệu hoán Vân Môn Cường giả tiến đến. Bất quá Dương Tinh Phó tựa hồ nhìn ra Dương Nghị Vân lo lắng vấn đề nói, phụ thân không cần lo lắng, nhi tử tuy rằng vừa mới bước vào hợp đạo 4 tầng. Nhưng ta thức tỉnh thần ma trong trí nhớ vẫn là có chút thủ đoạn, ra đời hỗn độn 12 thần ma thủ đoạn, ta cũng muốn thử xem, lại nói còn có 13 muội cùng 8 đại trưởng lão giúp ta, tím cầm thần ma chính là hợp đạo 5 tầng về một cường giả, tin tưởng ứng đối trong đó một người hợp đạo 5 tầng không thành vấn đề. Thật không thành vấn đề, Dương Nghị Vân nhìn về phía nhi tử. Phụ thân yên tâm nhi tử không dám thác đại, Dương Tinh Phó tin tưởng 10 phần. Hảo, vậy hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Dương Nghị Vân lựa chọn tin tưởng nhi tử. Thực mau tím cầm thần ma mang theo một người trung niên nhân cùng hai gã lão giả đi đến. Trung niên nam tử đi ở cầm đầu, hiển nhiên là hơi nước kiên, hắn là thánh đạo, khí chàng cường đại. Ở hơi nước kiên bên trái nửa người là tím cầm thần ma. Cuối cùng là liên danh hơi nước thánh tông hợp đạo 5 tầng cường giả. Đối với hơi nước kiên tới nói, tím cầm thần ma mời hắn tiến đến thánh ma tông quan khán nguồn nước thần ma bia việc. Tự nhiên là thực bức thiết. Thời trẻ trước hắn liền biết Thánh Ma Tông có trấn tông chí bảo nguồn nước thần ma bia, hắn vẫn luôn đều nhìn trộm, đáng tiếc đã sớm thất truyền biến mất không thấy, vì thế hắn còn đích thân tới Thánh Ma Tông vài lần đều không có phát hiện. Lần này tím cầm thần ma tiến đến lại là nói ở Thánh Ma Tông cấm địa phát hiện một khối văn bia rất giống nguồn nước thần ma bia, mời hắn tiến đến đánh giá. Đối với hơi nước kiên cái này tu luyện thủy chi đại đạo thánh đạo một tầng tới nói, há có không tới đạo lý. Hắn đã dừng lại ở thánh đạo một tầng thật lâu, nằm mơ đều tưởng thăng cấp thánh đạo hai tầng đi, chỉ là nghĩ mọi cách cũng chưa dùng. Hiện giờ Thánh Ma Tông phát hiện một khối thần ma bia, ở hơi nước kiên nghĩ đến vô cùng có khả năng là nguồn nước thần ma bia, không tới nhìn xem không phải hắn tác phong. Còn nữa tiến đến mời hắn chính là tím cầm thần ma, hai người thời trẻ chính là lão người quen, hắn hơi nước kiên cũng vẫn luôn nghĩ làm tím cầm thần ma trở thành đạo lữ, đáng tiếc tím cầm thần ma cũng chưa cái gì tỏ thái độ. Hắn cũng không cưỡng bách cái gì, tu đạo chi lộ, có một số việc không phải cưỡng bách chính là chuyện tốt. Những năm gần đây, Thánh Ma Tông ở 6 thế lực lớn dần dần nhược thế, hơn nữa nghe nói trước một đoạn thời gian Thánh Ma Tông thượng một thế hệ tông chủ bị một người phía sau lưng cấp xử lý, thần ma tổng thế lực thượng lại nhược thế vài phần. Ở Bắc Địa ma thần ma vực trên mảnh đất này, lạc hậu liền sẽ bị đào thải, hơi nước kiên nghĩ đến tím cầm thần ma cái này Thánh Ma Tông đại trưởng lão. Mời hắn tiến đến hoặc là nói hiện giờ giao ra nguồn nước thần ma bia, đây là ở đối chính mình kỳ hảo, làm chính mình bảo toàn Thánh Ma Tông. Cho nên hơi nước kiên không có do dự liền tiến đến, đương nhiên cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là mang theo hai gã hợp đạo 5 tầng cấp dưới tiến đến. Hơn nữa hắn hơi nước kiên vốn chính là toàn bộ Bắc Địa ma thần ma vực đệ nhất cường giả, là duy nhất một người thánh đạo tồn tại, hắn đối tiến đến Thánh Ma Tông hành trình, cũng không có quá mức để ý. Trong lòng chỉ nghĩ đây là tím cầm thần ma kỳ hảo. Lại là không biết, đây là Dương Nghị Vân phụ tử cho hắn chuẩn bị mộ địa. Tiến đến muốn hắn mệnh. Trực tiếp đi tới Thánh Ma Tông cấm địa, hơi nước kiên là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Giờ phút này Dương Tinh Phó tiến vào nhân vật, nhìn đến hơi nước kiên xuất hiện, làm Thánh Ma Tông tông chủ lại là mang theo gương mặt tươi cười đón đi lên, nhưng lại không nghĩ tới giây tiếp theo đã bị hơi nước kiên cấp nhục nhã. Tất yếu diễn vẫn là muốn diễn. Dương Tinh Phó mang theo gương mặt tươi cười đi vào hơi nước kiên trước mặt ôm quyền hành lễ nói, thuộc hạ Thánh Ma Tông tông chủ Dương Tinh Phó cung nghênh vực chủ buông xuống. Hừ, không nghĩ tới hơi nước kiên đối Dương Tinh Phó hành lễ đáp lại là một cái hừ lạnh, đôi mắt cũng chưa xem Dương Tinh Phó liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ. Một màn này Dương Nghị Vân xem ở trong mắt, lại là nheo lại đôi mắt,
Vương bát đản mà nhi tử này há là người bực này đồ nhà quê khinh thường. Dương Tinh Phó sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới hơi nước kiên như thế không cho mặt mũi, không hề có đem hắn để vào mắt. Trong lòng âm thầm mắng, lại nhẫn người cái lão ra hỏa trong chốc lát, chờ ngươi ở về phía trước 10 mét, tiến vào trận pháp trong vòng, xem tiểu gia không nhổ ngươi lão ra không thể. Trường hợp có điểm xấu hổ. Cũng may tím cầm thần ma vội vàng mở miệng nói, vực chủ đây là ta thánh ma tông đương đại thánh chủ Dương Tinh Phó. Có tím cầm thần ma ra mặt, hơi nước kiên mới xem như cho điểm mặt mũi nói, Nga tiểu tử này chính là xử lý thượng một thế hệ thánh ma tông tông chủ người. Vì sao hắn là tông chủ, bổn thánh lại không biết. Dương Tinh Phó trong lòng mắng, này mẹ nó là thánh ma tông ra sự, còn phải cho ngươi hội báo. Đồng thời cũng phản ánh lại đây, hơi nước kiên đây là trách hắn không có đi đưa tiền bảo hộ. Tím cầm thần ma cũng là mày nhăn lại, nàng biết hơi nước kiên này hiển nhiên là quản được quá nhiều. Bất quá giờ phút này còn không có tiến vào đại trận trong phạm vi, nàng chỉ có thể cấp Dương Tinh Phó nháy mắt ra dấu trước nhịn xuống đi. Đối hơi nước kiên mở miệng nói, vực chủ hư hư thực thực nguồn nước thần ma bia liền ở phía trước, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Hơi nước kiên vừa nghe tức khắc tới hứng thú, cũng vô tâm tư cùng Dương Tinh Phó đi so đo cái gì, gật đầu nói, dẫn đường. Dương Tinh Phó chịu đựng khí, trên mặt cười làm lành, xoay người nói, thỉnh. Nói xong hắn đi trước dẫn đường về phía trước đi đến. Giờ phút này hơi nước kiên một lòng đều hướng về nguồn nước thần ma bia, đối mặt khác sự cũng không có xem ở trong mắt. Tỷ như trong sân Dương Nghị Vân cùng 13 muội hai người, cũng không có đi xem có phải hay không có cái gì nguy hiểm linh tinh. Đương nhiên đối với hơi nước kiên như vậy một vị thánh đạo tới nói, đi vào thánh ma tông cái này trên danh nghĩa cấp dưới thế lực địa bàn, chút nào cũng sẽ không lo lắng cái gì. Thực lực cũng đủ trấn áp hết thảy, bởi vì giữa sân trừ bỏ chính hắn, không có cái thứ hai thánh đạo tồn tại. Dương Tinh Phó lo chính mình về phía trước mà đi, hắn trong lòng kỳ thật là có chút nhảy lên, thực mau liền phải tiến vào trận pháp trong phạm vi. Chỉ cần tiến vào trận pháp trong phạm vi, hôm nay tính kế chẳng khác nào bán ra bước đầu tiên. Khoảng cách 10 mét đó là tam tức trong vòng bước vào trận pháp trong vòng, Dương Tinh Phó không dám tạm dừng không dám quay đầu lại, hắn sợ hơi nước kiên dừng lại. Trực tiếp hướng về trước đó an bài tốt cái gọi là nguồn nước thần ma bia mà đi. Kỳ thật nơi nào có cái gì nguồn nước thần ma bia, là hắn tùy tiện tìm tới một cục đá mà thôi. Chính là lừa gạt hơi nước kiên. Đối với Dương Tinh Phó tới nói, hắn đã sớm biết hơi nước kiên người này không phải cái gì người lương thiện, tính kế hắn thiên kinh địa nghĩa, dựng lên đây cũng là bắc địa chi phong, ngược dòng lên hắn hơi nước kiên có thể ngồi trên vực chủ chi vị, cũng không phải như vậy chính đại quang minh mà đến. Lần này gặp mặt hơi nước kiên cố ý làm khó dễ hắn, Dương Tinh Phó nội tâm liền càng không có gì gánh nặng tâm lý. Phía sau hơi nước kiên rốt cuộc bước vào trận pháp phạm vi. Dương Tinh Phó trong lòng kiên định. Mặc kệ là hắn Dương Nghị Vân cũng là. Đối với Dương mẫu nhân tới nói, đối hơi nước kiên ở mở miệng nhục nhã con của hắn một khắc, đã bị treo lên số một sổ đen. Hắn Dương Nghị Vân nhi tử, chính mình đều luyến tiếc nói lời nói nặng. Khi nào muốn ngươi một cái man di hạng người nhục nhã? Dương mẫu nhân tiêu không một tiếng động đi theo hơi nước kiên phía sau, hắn nhìn thoáng qua tím cầm thần ma, xem như chào hỏi tùy thời chuẩn bị động thủ. Phía trước Dương Tinh Phó mang theo hơi nước thẳng chắc tiếp đi tới trước đó chuẩn bị tốt nguồn nước ma thần bia trước dừng lại. Mở miệng nói, vực chủ đại nhân thuận tiện là chúng ta phát hiện thần bia. Tránh ra bổn thánh nhìn một cái hơi nước kiên đối Dương Tinh Phó không chút khách khí. Không hề có đem Dương Tinh Phó cái này thánh ma tông chi chủ để vào mắt. Nói chuyện chung vèo một chút đã tới rồi một khối đen nhánh tấm bia đá trước đi lên quan khán. Kết quả. Không đến một phút, hơi nước kiên lại là giận tím mặt, hỗn chứng đây là một khối bình thường cục đá, ngươi chờ dám lừa gạt bổn thánh, căn bản không phải nguồn nước thần ma bia. Hơi nước kiên đôi mắt trừng lớn như nghiêu, ánh mắt như đao nhìn quét ở tím cầm thần ma với Dương Tinh Phó trên người, thánh đạo uy áp bùng nổ mà ra. Bất quá tím cầm thần ma trên người ánh sáng tím chợt lóe ngăn cản hắn uy áp nói, vực chủ đại nhân đây chính là oan uổng chúng ta nói rồi chúng ta chỉ là phát hiện hư hư thực thực nguồn nước thần ma bia tấm bia đá, đều không xác định, như thế mới tiến đến mời ngươi tới quan khán, nhưng không có lửa gạt. Này chỉ là một khối tầm thường tấm bia đá mà thôi, chẳng lẽ còn dám nói không phải trêu đùa bổn thánh, ngươi chờ đáng chết. Hơi nước kiên giận dữ, lại là tại hạ một khắc trực tiếp đối Dương Tinh Phó trực tiếp ra tay. Nhất định là tiểu tử ngươi trêu đùa bổn thánh, cấp bổn thánh chết đi.
hơi nước kiên bạo nộ chung đối với Dương Tinh Phó chính là hư không vung lên, tức khắc một đạo sương mù trống rỗng ngưng tụ thành mũi tên nước vèo một chút bay về phía Dương Tinh Phó. Cường đại thánh đạo uy áp dưới, Dương Tinh Phó căn bản là không có cách nào tránh đi này một kích. Nhưng là ngay sau đó một đạo kim quang chợt lóe chạm vào. Lại là Dương Nghị Vân chắn nhi tử Dương Tinh Phó trước mặt, phất tay chi gian hóa giải hơi nước kiên một kích. Dương Nghị Vân cũng không quay đầu lại nói, làm ngươi nên làm. Là phụ thân, Dương Tinh Phó xuyên qua khí tới, cũng là lĩnh giáo tới rồi thánh đạo cường giả chi uy, không có nhiều lời, trực tiếp đối với 13 cùng tím cầm thần ma nói, động thủ. Mục tiêu lại là đi theo hơi nước kiên tiến đến hai gã hợp đạo 5 tầng cường giả. Mà lúc này hơi nước kiên lại là biết thánh ma tông thiết kế muốn giết hắn. Đương Dương Nghị Vân xuất hiện, phất tay chi gian hóa giải hắn một kích sau, hơi nước kiên cũng là trong lòng cả kinh, nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, ngươi là người phương nào? Hắn cảm nhận được Dương Nghị Vân hơi thở cũng không phải ma thần ma vực hơi thở. Nhưng là cũng phát hiện Dương Nghị Vân là hợp đạo 5 tầng tu vi sau, trong lòng khẩn trương lại thả lỏng lại, thánh đạo dưới giải thích con kiến mà thôi. Liên tính là hợp đạo 5 tầng về một viên mãn thần linh, ở hắn cái này thánh đạo 1 tầng trước mặt cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Có thể hóa giải hắn tùy tay một kích, cũng không phải cái gì bàn tay to đoạn. Bên kia Dương Tinh Phó cùng tím cầm thần ma ba người đã cùng hơi nước kiên hai gã thủ hạ giao thủ. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ dư quang nhìn thấy nhi tử ba người lực đè ép hai gã hơi nước kiên thủ hạ, đảo cũng yên tâm xuống dưới. Giờ phút này đối thủ của hắn là hơi nước kiên. Đối mặt hơi nước kiên Dương Nghị Vân híp mắt gần từng chữ một nói, thần giới trung tâm Vân Môn đạo thống chi chủ, Vân Môn thiên đình thiên đế Dương Nghị Vân là cũng. Giờ phút này xé rách mặt, Dương Nghị Vân cũng không có gì hảo che lấp. Hơn nữa hắn cảm giác cái này hơi nước kiên thế lực cũng chính là cùng cửu lê lão tổ tương đương mà thôi, như thế hắn trong lòng có nắm chắc. Liên tính không thể đem hắn chém giết, cũng muốn đem hắn đánh cho tàn phế. Cư nhiên dám nhục nhã ta nhi tử, người chán sống. Dương Nghị Vân dứt lời, đối diện hơi nước kiên tức khắc trong lòng lột bột một chút. Dương Nghị Vân chi danh, Vân Môn đạo thống chi danh, thần giới trung ương thiên đình. Hắn quá quen thuộc, ngày đó cửu lê lão tổ tiến đến tìm phiền toái, hắn tự nhiên là đã biết, bị Dương Nghị Vân một kích bị thương nặng chật vật mà chạy, mặt khác tiến đến Vân Môn tam đại thánh đạo cũng chưa dám lộ diện cũng là chạy trối chết. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân này tôn ôn thần cư nhiên xuất hiện ở hắn bắc địa ma thần ma vực. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ thực không tốt ha. Nói thật giờ khắc này hơi nước kiên nội tâm thực thấp thỏm, bởi vì Dương Nghị Vân chiến bại cửu lê lão tổ sự truyền khắp toàn bộ thần giới các thế lực lớn. Cứ việc Dương Nghị Vân là hợp đạo 5 tầng, nhưng nhẹ nhàng là có thể bị thương nặng thánh đạo, gia hỏa này tuyệt đối là cái liệt ngoại quái thai tồn tại. Cơ hồ không tự chủ được hơi nước kiên trong lòng chột dạ lên. Đối mặt Dương Nghị Vân tự báo ra môn, hắn cũng là trong đầu đối thượng tình báo truyền đến ảnh hưởng. Làm không được giả, chính là Dương Nghị Vân cái này tôn ôn thần. Ngay sau đó hơi nước kiên nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, nguyên lai là trời cao đế, ta cùng với ngươi không oán không thù, lại là không biết hôm nay đây là ý gì. Hơi nước kiên ở trong óc nhanh chóng vận chuyển, nghĩ như thế nào biện pháp thoát thân đi. Hắn không muốn cùng Dương Nghị Vân động thủ. Dương mỗ nhân còn lại là ha hả cười nói, ngươi nhục nhã ta nhi tử, chỉ cần này một cái, ngươi sẽ phải chết. Ở bao che cho con phương tiện, Dương Nghị Vân nghĩ đến đều như thế, hôm nay hơi nước kiên nhục nhã con của hắn Dương Tinh Phó, đây là hắn không thể tha thứ, về công về tư, hắn đều phải xử lý hơi nước kiên, bắt được sách cổ trừ, hoặc là nói muốn bắt đến hơi nước kiên thân phận địa vị. Dương mỗ nhân nhìn ra hơi nước kiên chột dạ, biết giờ phút này là ra tay cơ hội tốt, dứt lời lúc sau, trong tay duỗi ra, lục quang đại tác phẩm, lại là trực tiếp liễu xanh thần thụ nơi tay, chuẩn bị làm hơi nước kiên. Bổn thánh chính là thánh đạo chi cảnh, chỉ bằng ngươi một giới hợp đạo cũng xứng, nhận lấy cái chết. Ngay sau đó hơi nước kiên hừ lạnh một tiếng, lại nói vung tay lên chi gian vô số mũi tên nước bùng nổ mà ra. Thoạt nhìn thanh thế to lớn dọa người. Bỗng nhiên đối với giống nhau dẫn dắt mà đi. Nhưng ở cùng thời gian, hơi nước kiên lại là xoay người mà lui. Trực tiếp bỏ chạy. Này một kích chỉ là hư hoảng một thương mà thôi. Bởi vì hơi nước kiên biết cửu lê lão tổ cùng Dương Nghị Vân một trận chiến kết cục, hắn cùng cửu lê lão tổ đều là thánh đạo một tầng, đối thượng Dương Nghị Vân tự nhiên là không tự tin. Hơn nữa hiện tại xem như minh bạch, tiến đến thánh ma tông chính là Dương Nghị Vân hạ bộ phải đối phó hắn,
là đại âm mưu, căn bản không có cái gì nguồn nước thần ma bia. Lúc này không đi càng đãi khi nào. Hắn lại không phải ngốc tử, tu luyện vô số năm tháng, nhất tích mệnh. Cùng Dương Nghị Vân đối đua, hắn mới không làm. Nhưng là ở Dương Mỗ Nhân sớm có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, hắn hơi nước kiên lại như thế nào thoát được. Thiên phạt vạn vật. Đối mặt hơi nước kiên bạo vũ lê hoa châm giống nhau băng tiễn đột kích, Dương Nghị Vân tuy rằng biết có hư hoảng một thương thành phần, nhưng hắn biết hơi nước kiên trung quy là thánh đạo cường giả, không dám đại ý, trực tiếp một trưởng thiên phạt mà ra. Ầm ầm ầm. Giây tiếp theo hơi nước kiên băng tiễn bị hóa giải. Muốn chạy trốn chậm Dương Nghị Vân cười lạnh, lớn tiếng nói, Tinh Nhi khởi trận. Kỳ thật không cần Dương Nghị Vân nói, Dương Tinh Phó đã sớm ở động thủ phía trước khởi động trận pháp. Ong ong. Oanh. Bốn phía không gian nổ vang mà động. Một tiếng nặng nề lúc sau, toàn bộ Thánh Ma Tông cấm địa nơi sơn bụng không gian thần quang đại tác phẩm dựng lên. Từng đạo khắc văn ở mấy ngàn mét vuông sơn bụng bốn phương tám hướng lập lòe lên. Ngay lập tức chi ra nơi này bị trận pháp ngăn cách phong ấn thành mặt khác một phương thiên địa. Nguyên bản vừa mới chuẩn bị lắc mình hơi nước kiên cả người một trận, sắc mặt khó coi lên, hắn thân là thánh đạo cường giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra trận pháp uy lực. Cổ thần ma đại trận đã khởi động, hơi nước kiên biết nhất thời nửa mà là ra không được. Hảo 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 ngươi chờ đáng chết, nếu như thế bổn thánh liền cùng các ngươi cá chết lưới rách, thật đương thánh đạo là ăn chay không thành. Không có đường lui hơi nước kiên giận cực phản cười, hung tợn nói tàn nhẫn lời nói, đồng thời toàn thân hơi thở không ngừng bò lên, từng vòng hơi nước khí bắt đầu ngưng tụ. Hiển nhiên cũng phương đại chiêu. Bất quá giờ phút này Dương Nghị Vân cũng là chuẩn bị tốt. Trong tay liễu xanh thần thụ, xanh biếc quang mang càng ngày càng sáng, hắn trong lòng vừa động dưới toàn thân pháp lực cùng 10 đại đạo thụ chi lực tất cả đều thúc sục tới rồi liễu xanh thần thụ thượng, thiên tâm dẫn đường mà động. Nguồn nước đại đạo. Vạn vật không tiếng động, cho ta chết. Lúc này hơi nước kiên giống to chung, phóng xuất ra cường đại thần thông. Lấy hắn vì trung tâm, lại là hơi nước như một cái ác long chung chung thành lu nước thô tráng thẳng đến Dương Nghị Vân. Liễu xanh thần quang. Dương Nghị Vân như cũ là đơn giản thô cuồng, huy động trong tay liễu xanh thần thụ đối với hơi nước kiên này sương mù biến thành ác long bỗng nhiên vung lên mà xuống. Cùng lần trước giống nhau, liễu xanh thần thụ bùng nổ chói mắt lục quang. Toàn bộ không gian đều biến thành màu xanh lục. Lúc này đây Dương Nghị Vân là trong lòng có chuẩn bị, cứ việc thúc giục lúc sau như cũ cảm thấy thân thể một trận hư vinh, trong cơ thể lực lượng tiêu hao thật lớn, nhưng cùng lần trước so sánh với ở thừa nhận trong phạm vi, lần này cảm giác dễ chịu rất nhiều, không có ngất, lực lượng tiêu hao bảy thành. Hơn nữa hắn thần thức trong vòng thấy được rõ ràng, liễu xanh thần quang nơi đi qua, khi đó tương đương khủng bố bá đạo. Lục quang trong vòng ẩn chứa cường đại vô cùng lực cắn nuốt, giống như là cá lớn nuốt cá bé giống nhau, bốn phía không khí đụng chạm đến liễu xanh thần quang lúc sau, tất cả đều dập nát giống như bốc hơi cắn nuốt. Đặc biệt là tiếp xúc đến hơi nước kiên hơi nước ác long lúc sau, liễu xanh thần quang sợ quá, hơi nước ác long tấp tấp dập nát, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nháy mắt bị liễu xanh thần quang như là phân giải giống nhau, hơi nước ác long tan thành mây khói, nhưng mà liễu xanh thần quang dư thế không giảm thẳng đến hơi nước kiên. Ở hắn thiên tâm dẫn đường ý chí hạ tập trung tỏa định hơi nước kiên. Hơi nước kiên đâu? Trước tiên phát hiện chính mình cường đại thánh đạo thủy hành chi lực, cư nhiên ở Dương Nghị Vân trong tay kia một gốc cây cây xanh ánh sáng hạ, quả thực bất kham một kích, ngay lập tức chi gian liền hóa thành hư vô. Đương nhìn đến lục quang hướng về chính mình trực tiếp mà đến thời điểm, hơi nước kiên là thật sợ. Không không không, Dương Nghị Vân ngươi không thể giết ta, ta sau lưng chính là âm dương đạo thống, ngươi nhược giết ta. Âm dương đạo chủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Mau dừng lại, không, a. Hơi nước kiên thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né cũng chưa địa phương, bởi vì đầy trời đều là lục quang. Ở Dương Nghị Vân trong mắt hơi nước kiên bị liễu xanh thần quang trực tiếp xuyên thấu thân thể. Chạm vào. Hơi nước thẳng chắc tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trừng lớn con mắt một bộ chết không nhắm mắt biểu tình. Lại là hơi thở toàn vô. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lắc mình đi tới hơi nước kiên trước người. Hắn cũng kinh ngạc vô cùng. So sánh với Cửu Lê lão tổ, hắn lần đầu tiên sử dụng liễu xanh thần thụ chi vị, trực tiếp đem Cửu Lê lão tổ cấp đánh bay ngàn dặm ở ngoài, nhưng tựa hồ Cửu Lê lão tổ không chết. Nhưng lần này đối phó hơi nước kiên, lại là không nghĩ tới, trực tiếp một kích liễu xanh thần quang dưới, liền đem hơi nước kiên cấp khô chết. Hơi thở toàn vô.
hắn cũng buồn bực, này hơi nước kiên thực lực cùng Cửu Lê lão tổ tương đương, lẽ ra không nên bị hắn trực tiếp ở Liễu Xanh thần quang dưới làm chết, trong lòng nghĩ đến là bị thương nặng hơi nước kiên, lúc sau lợi dụng đại trận ở đánh chết kế hoạch. Nhưng hiện tại đại trận còn không có dùng, trực tiếp đã bị hắn một kích Liễu Xanh thần quang dưới cấp xử lý. Chẳng lẽ là hơi nước kiên quá cùi bắp? Dương Nghị Vân lắc đầu, không phải nguyên nhân này. Trong tay nhéo Liễu Xanh thần thụ, đang xem ngã trên mặt đất hơi nước kiên, Dương Nghị Vân rốt cuộc phát hiện nguyện ý. Không phải hơi nước kiên so sánh với Cửu Lê lão tổ quá cùi bắp, mà là hắn cùng Liễu Xanh thần thụ chi gian phù hợp độ lại gia tăng nguyên nhân, đương nhiên cũng là hắn thực lực có điều tăng lên nguyên nhân. Liễu Xanh thần thụ không có lúc nào là ở trong thân thể hắn tẩm bổ, hắn lấy pháp lực nuôi nấng trạng thái, người cùng pháp khí chi gian cũng là có câu thông ma hợp quan hệ. Thời gian càng dài lẫn nhau chi gian cơ hội sẽ càng cao, Liễu Xanh thần quang ở trong tay hắn uy lực liền sẽ càng cường đại. Hơn nữa hắn tu vi cũng ở dần dần tăng lên, tự nhiên. Lúc này đây sử dụng uy lực phương diện liền phải so lần đầu tiên sử dụng càng cường đại. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là, nơi này đại trận dựng lên lúc sau, hơi nước kiên đạo tâm hoảng loạn nhân tố. Tóm lại hơi nước kiên xem như bị hắn bắt lấy. Cũng càng thêm kinh ngạc cảm thán Liễu Xanh thần thụ uy lực. Bất quá ngẫm lại cũng là, dựa theo trước kia khí linh tinh la nói, Liễu Xanh thần thụ chính là ra đời hỗn độn 10 đại tiên thiên linh căn trung thần bí nhất, thậm chí cùng đạo tổ Hồng Quân trải qua giá, dựng lên còn đem Hồng Quân trong tay pháp khí cấp soát không có. Bởi vậy có thể thấy được Liễu Xanh sức chiến đấu là phi thường cường hãn. Đương nhiên hiện tại Liễu Xanh thần thụ là chỉ còn lại có bản thể thần thụ, đã không có thần thụ ý thức nguyên thần sau, chỉ có thể xem như một kiện pháp khí mà thôi. Hắn cũng phát huy không ra toàn bộ lực lượng, nếu không có ý thức Liễu Xanh thần thụ kia mới là đáng sợ nhất bẩm sinh linh căn. Cho nên nói có thể xử lý một cái thánh đạo một tầng hơi nước kiên cũng ở tình lý bên trong. Tương đương là nháy mắt hạ gục hơi nước kiên. Dương Nghị Vân nội tâm cảm thán hết sức, phía sau vang lên nhi tử Dương Tinh Phó thanh âm, phụ thân. Dương Nghị Vân quay đầu lại, chỉ thấy Dương Tinh Phó, Tím Cầm thần ma, 13 muội, Thánh Ma Tông 8 đại trưởng lão tất cả đều đi tới. Bọn họ chung có người trên người có thương tích, có người sắc mặt trắng bệch. Nhưng đều còn ở. Hiển nhiên bọn họ thêm lên giải quyết rất hơi nước kiên hai gã hợp đạo 5 tầng thủ hạ. Kết thúc, Dương Nghị Vân hỏi. Xử lý bọn họ, Dương Tinh Phó tuy rằng khóe miệng có vết máu, nhưng lại rất hưng phấn. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất hơi thở toàn vô hơi nước kiên, Dương Tinh Phó biết kế hoạch của hắn thành công. Cũng chưa trở ngại đi, Dương Nghị Vân hỏi bọn hắn. Dương Tinh Phó trả lời, tuy có bị thương nhưng đều không quá đáng ngại. Bên kia hảo, đi thu hơi nước kiên chứa đựng thần khí nhìn xem nhưng có sách cổ trừ. Dương Nghị Vân ý bảo. Hảo. Mà lúc này Thánh Ma Tông 8 đại trưởng lão cùng Tím Cầm ma thần, nhìn Dương Nghị Vân ánh mắt nhưng đều đã xảy ra biến hóa lớn. Trừ bỏ Tím Cầm ma thần ở ngoài, mới đầu 8 đại trưởng lão cũng không biết Dương Nghị Vân thân phận, chỉ đạo đại chiến dựng lên, Dương Nghị Vân tự báo ra môn. 8 đại trưởng lão mới biết được Dương Nghị Vân cư nhiên là tân xuất hiện trung ương đạo thống đạo chủ, Vân Môn Thiên Đình Thiên Đế. Đương nhiên này không phải trọng điểm là bọn họ tuy rằng ở bên ngoài, nhưng lại thấy được Dương Nghị Vân một kích dưới, trực tiếp khô chết thánh đạo cường giả hơi nước kiên. Mà Dương Nghị Vân thoạt nhìn mới là một cái hợp đạo 5 tầng thần linh. Thánh Ma Tông 8 đại trưởng lão biết Bắc Địa Thiên muốn thay đổi. Bọn họ Thánh Ma Tông muốn quật khởi. Bởi vì bọn họ tông chủ Dương Tinh Phó cư nhiên là Dương Nghị Vân nhi tử. Đối Dương Nghị Vân 8 đại trưởng lão ánh mắt tràn ngập kính sợ. Phụ thân tìm được rồi sách cổ trừ quả nhiên ở hơi nước kiên trên người mang theo. Dương Tinh Phó nói qua đưa qua. Đến tận đây Dương Nghị Vân trong tay có 2 chương sách cổ trừ. Kế tiếp bắt đầu thực hành đệ nhị kế hoạch đi. Dương Nghị Vân cười cười nhìn về phía Thánh Yêu Linh 13 muội. Là, Thánh Chủ. 13 muội lĩnh mệnh. Toàn thân thần quang chợt lóe lúc sau, lại là hóa thành hơi nước kiên. Mặc kệ là hình thái hơi thở thần vận thiết trí là tu vi cảnh giới đều giống nhau như đúc. Thu phục hơi nước kiên Dương Tinh Phó kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Bởi vì hơi nước kiên là toàn bộ thần giới Bắc Địa Vương. Ma thần ma vực chủ yếu lực lượng cấu thành này đây hơi nước Thánh Tông cầm đầu 6 thế lực lớn, dư giả lớn nhỏ thế lực nhiều bám vào 6 thế lực lớn dưới. Mà 6 thế lực lớn lại là lấy hơi nước Thánh Tông cầm đầu, hơi nước Thánh Tông hơi nước kiên còn lại là vương, toàn bộ Bắc Địa hơi nước kiên là duy nhất một cái thánh đạo cường giả. Có tuyệt đối quyền uy.
Mặt khác năm thế lực lớn đều phải nghe hơi nước Kiên, không khác, hơi nước Kiên là thánh đạo cường giả, cũng là Bắc Địa ma thần ma vực vực chủ. Hiện giờ hơi nước Kiên bị Dương Nghị Vân xử lý, 13 muội biến ảo thành hơi nước Kiên đi hạ lệnh cái khác tứ đại thế lực giao ra sách cổ trừu, Dương Nghị Vân liền gom đủ 6 chương sách cổ trừu, có hoàn chỉnh thông hướng canh cốc bản đồ, cũng coi như là mục đích đạt tới. Mà Dương Tinh Phó còn lại là tiến thêm một bước sẽ thực chất tính khống chế toàn bộ ma thần ma vực, cuối cùng sẽ trở thành ma thần ma vực vực chủ. Điểm này Dương Nghị Vân tin tưởng lấy đứa con trai này bày ra ra thủ đoạn, không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể làm được. Đến nỗi có thể hay không bắt được dư lại 4 phân sách cổ trừ, điểm này hẳn là vấn đề không lớn, 13 muội biến ảo thiên phú, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể nhìn ra tới, ít nhất Dương Nghị Vân nhìn không ra cái gì bất đồng. Đương nhiên xem như đến lúc đó mặt khác tứ đại thế lực không giao ra tới, Dương Nghị Vân đoạt cũng có thể cướp được tay, lại nói đã không có hơi nước Kiên, toàn bộ Bắc Địa cũng liền không cái thứ hai thánh đạo. Nhưng là có một chút Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, đó chính là hơi nước Kiên trước khi chết nói ra hắn hậu trường, chính là 4 đạo đạo thống trung âm dương đạo thống. Đến nỗi âm dương đạo thống đến lúc đó có thể hay không xuất đầu vấn đề, hắn tạm thời cố không được nhiều như vậy. Huống hồ âm dương đạo thống cũng chưa chắc liền sẽ biết hơi nước Kiên chết, liền tính đã biết hắn cũng không để bụng. Về điểm này, Dương Nghị Vân đối nhi tử Dương Tinh Phó công đạo là, nếu ngày nào đó âm dương đảo đạo thống người biết đến hơi nước Kiên chết, khiến cho nhi tử tất cả đều đẩy đến trên người hắn. Cũng dặn dò hắn tiến đến Bắc Địa việc, không thể để lộ ra đi, ít nhất hiện tại không thể. Đây cũng là vì bảo hộ nhi tử. Đối này Dương Tinh Phó tự nhiên biết, gật đầu đáp ứng rồi phụ thân, bởi vì Dương Tinh Phó trong lòng rõ ràng lấy hắn hiện tại tu vi còn ứng đối không được thánh đạo cường giả. Kế tiếp sự tình bắt đầu thúc đẩy. 13 muội hóa thành hơi nước Kiên, trực tiếp ở Thánh Ma Tông đối dư lại tứ đại thế lực phát ra hiệu lệnh, làm tứ đại thế lực tông chủ tiến đến Thánh Ma Tông gian hắn. Thánh Yêu Linh Lão Thất lâm thời đảm đương hơi nước Kiên bên người một người hợp đạo 5 tầng thuộc hạ, để tránh khiến cho tứ đại thế lực hoài nghi. Đương nhiên hơi nước Kiên tới thời điểm, bên người mang theo 2 gã hợp đạo 5 tầng thủ hạ, nhưng tạm chỉ có Thánh Yêu Linh Lão Thất một cái. Một cái liền một cái đi, trước mặt có thể ứng phó qua đi. Hết thầy chuẩn bị tiếp tục, bắt đầu rồi đệ nhị kế hoạch. Thực mau tứ đại thế lực tông chủ đều chạy đến. Lại là không hẹn mà cùng đã đến. Lúc này 13 muội hóa thành hơi nước Kiên, ngồi ở Thánh Ma Tông đại điện chủ ngồi, bên người là Lão Thất biến thành thuộc hạ. Phía dưới là Dương Tinh Phó cái này Thánh Ma Tông tông chủ, bên phải là Tím Cầm Thần Ma cùng 8 gã trưởng lão. Đến nỗi Dương Mỗ Nhân còn lại là tùy ý biến ảo một người đứng ở nhi tử Dương Tinh Phó bên người. Lựa chọn ở Thánh Ma Tông triệu kiến tứ đại thế lực tông chủ, cũng là vì bảo hiểm trong lúc. Phòng ngừa có cái gì biến hóa. Thực mau thần Ma Vương Triều, Đại Thần Ma Tông cùng Tiểu Mạc Thần Tông hơn nữa vạn Ma Triều Tông tứ đại thế lực tông chủ đến Thánh Ma Tông đại điện ngoại. 4 người gặp mặt, lại là một đám hai mặt nhìn nhau, kỳ thật cũng không biết vực chủ hơi nước Kiên là có ý tứ gì. Đối với hơi nước Kiên tiến đến Thánh Ma Tông sự, bọn họ tự nhiên được đến tin tức, chính là không nghĩ tới hơi nước Kiên sẽ ở Thánh Ma Tông triệu kiến bọn họ. Hơn nữa là khẩn cấp triệu kiến, cũng chưa nói là chuyện gì. Đối với hơi nước Kiên triệu kiến, tứ đại tông chủ tự nhiên không dám chậm trễ, ai làm hơi nước Kiên là ma thần ma vực vực chủ, càng là thánh đạo cường giả đâu. 3 vị có biết vực chủ triệu kiến cái gọi là chuyện gì? Thần Ma Vương triều đương ra người. Ma thần vương hỏi mặt khác 3 người. Thần ma vương triều lấy vương triều lập nghiệp, cho nên được xưng ma thần vương. Đương nhiên ma thần vương chỉ là danh hiệu, hắn có một cái thế tục tên gọi Ngỗ Quân Bằng. Ta lại là không biết a, chỉ là nhận được vực chủ triệu hoán liền vội vàng mà đến, lại không biết nhị vị tông chủ nhưng có tin tức. Nói tiếp vạn ma triều tông tông chủ, nhìn về phía lớn nhỏ thần ma tông nhị vị tông chủ. Lại là người sau 2 vị ma tông tông chủ lẫn nhau đối diện. Tiểu thần ma tông tông chủ hừ lạnh nói, không biết. Mà đại thần ma tông tông chủ chỉ là nhìn thoáng qua tiểu thần ma tông tông chủ, chỉ là cười khổ một chút, không nói chuyện. Lại nói tiếp, 2 vị này ma tông tông chủ lại là có ý tứ người. Nguyên bản chỉ có một đại thần ma tông tồn tại. Nhưng là sau lại, tách ra đi một mạch, thành lập tiểu thần ma tông. Tổ sư gia đều một vị. Đến nay đại thần ma tông cùng tiểu thần ma tông cung phụng đều là cùng cái tổ sư gia. Nguyên bản là đồng tông cùng nguyên. Đại thần ma tông cùng tiểu thần ma tông tông chủ, là sư huynh muội. Đại thần ma tông tông chủ kêu Mã Ngàn Diệp, tiểu thần ma tông tông chủ kêu Thu Nam.
Nghe đồn là tình cảm vấn đề, tiểu thần ma tông tông chủ Thu Nam dưới sự tức giận, thoát ly đại thần ma tông, tuyên bố với đại thần ma tông tông chủ Mã Ngàn Diệp thế bất lưỡng lập. Từ nay về sau lại thật là Thu Nam sáng lập tiểu thần ma tông, quả nhiên nơi trốn cùng đại thần ma tông nơi trốn không đối phó. Trên thực tế tình huống là, vô số tuế nguyệt tới nay, đại thần ma tông nơi trốn đều nhường nhịn tiểu thần ma tông, hoặc là nói là Mã Ngàn Diệp nhường Thu Nam. Cái này tình huống, thực sự là, một đôi oan gia. Hơn nữa mỗi lần mặc kệ tiểu thần ma tông có chuyện gì, đại thần ma tông người đều là trước tiên gấp rút tiếp viện. Nhưng là tiểu thần ma tông trước nay đều không cảm kích. Một đội oan gia tông môn, như thế đi qua rất nhiều nguy cơ. Tới rồi tất yếu sự kiện, Mã Ngàn Diệp cùng Thu Nam gặp mặt, rất nhiều thời điểm, đều là Mã Ngàn Diệp đi cùng Thu Nam lôi kéo làm quen, nhưng là Thu Nam trước nay đều là lạnh mặt, cùng nói móc. Cứ việc như thế, nhìn như Thu Nam không thích Mã Ngàn Diệp, cũng thật nếu là có người ngoài đối phó Mã Ngàn Diệp thời điểm, Thu Nam còn lại là sẽ không chút do dự đứng ở Mã Ngàn Diệp bên người. Cho nên lớn nhỏ thần ma tông, ở toàn bộ Bắc Địa, mọi người đều biết kỳ thật là nhất thể, cũng bởi vậy không có kia một nhà thế lực dám đi dễ dàng tìm này hai nhà bất luận cái gì một nhà phiền toái, bởi vì tìm một nhà phiền toái, bên kia tuyệt đối đứng ra, mặc kệ bọn họ ngày thường có phải hay không muốn chết muốn sống làm ầm ĩ, chân chính nguy hiểm trước mặt, tuyệt đối là nhất thể một nhà. Đây cũng là Bắc Địa một đoạn giai thoại, hoan hỉ oan gia, lớn nhỏ một nhà, Thiên Thu Nam Diệp, này đó là toàn bộ Bắc Địa đối lớn nhỏ thần ma tông nhận chi. Này một đôi tuyệt đối là hoan hỉ oan gia kẻ dở hơi. Đến xem ra mọi người đều giống nhau. Vạn Ma Triều Tông tông chủ cười khổ nói. Đúng rồi, này Thánh Ma Tông bổn tông cũng là mấy vạn năm chưa đến đây. Nghe nói ngàn nhiều năm trước, Thánh Ma Tông tông chủ bị một người hậu kỳ lúc sau cấp xử lý thay thế. Không biết vài vị có biết việc này. Có lẽ hơi nước kiên vực chủ lần này tuyển khắp nơi Thánh Ma Tông triệu kiến ta chờ. Có lẽ cùng Thánh Ma Tông vị này tân tông chủ có quan hệ đâu. Thần Ma Vương Triều Thần Ma Vương Ngỗ Quân Bằng đột nhiên nói. Xử lý càng tốt, Thánh Ma Tông trước kia vị kia vốn là không phải cái gì thứ tốt, hắn thượng vị không phải cũng là khi sư diệt tổ đi lên. Hiện giờ bị một cái nhân tài mới xuất hiện chém giết thay thế, xứng đáng. Tiểu Thần Ma Tông Tông Chủ Thu Nam lại là cái sảng khoái nhanh nhẹn tính tình, dám làm dám chịu dám yêu dám hận chủ, nói cái gì đều dám nói. Chẳng sợ giờ phút này là ở Thánh Ma Tông. Ta nhưng thật ra nghe nói qua. Bất quá cũng là mấy vạn năm không có tới quá Thánh Ma Tông, nghe nói đương đại Thánh Ma Tông tông chủ kêu Dương Tinh Phó, là Thánh Ma Tông đại trưởng lão tím cầm thần ma lực đỉnh người, nếu không cũng làm không được Thánh Ma Tông tông chủ. Vạn Ma Triều Tông tông tộc nói, tím cầm thần ma lực đỉnh người, xem ra sẽ không kém, nàng làm người bổn vương vẫn là hiểu biết vài phần, hảo, nếu mọi người đều không biết vực chủ triệu kiến ra sao sự, vậy vào đi thôi, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Thần Ma Võ Ngỗ Quân Bằng nói, bốn người đã đến đại điện ở ngoài, giờ phút này đại điện đại môn mở ra, đã có người đón ra tới. Cầm đầu còn lại là một người mày kiếm mắt sáng thanh niên, tu vi tuy rằng hợp đạo bốn tầng, nhưng nhìn qua khí chàng chút nào không thua bọn họ bốn cái hợp đạo năm tầng về nhất giai đoạn tông chủ. Hơn nữa ở thanh niên bên người còn lại là Thánh Ma Tông vài tên trưởng lão cùng đi, như thế tình huống, tứ đại tông chủ trong lòng đã suy đoán, tên này thanh niên khả năng chính là Thánh Ma Tông đương đại tông chủ Dương Tinh Phó. Quả nhiên, ngay sau đó thanh niên cách thật xa liền ôm quyền hành lễ cười nói, tại hạ Dương Tinh Phó Thánh Ma Tông đương đại tông chủ, cùng nghênh bốn vị đạo hữu. Trường hợp lời nói những việc này nhi, đối với ở địa cầu sinh ra Dương Tinh Phó tới nói đều là một bữa ăn sáng, hơn nữa hắn trong lòng cũng rõ ràng, muốn chế bá Bắc Địa, không thể nói toàn bộ đắc tội này đó tông chủ, có thể giao hảo tự nhiên muốn giao hảo, đầu tiên hắn đem tư thái phóng thấp, đến nỗi đối phương có cho hay không mặt mũi, đó là mặt sau chuyện này. Tứ đại tông chủ đối Dương Tinh Phó tư thái rất thấp điểm này nhưng thật ra thực vừa lòng. Cùng thượng một thế hệ Thánh Ma Tông tông chủ mắt cao hơn đỉnh so sánh với, bốn người xem Dương Tinh Phó thuận mắt nhiều. Nhưng thật ra quấy rầy Dương tông chủ. Bốn người cũng cấp Dương Tinh Phó đáp lễ. Lần đầu tiên gặp mặt hai bên lại là đều không tồi. Bốn vị mời vào, vực chủ đại nhân đang đợi chờ. Dương Tinh Phó sai khai thân mình, gương mặt tươi cười đón chào. Trong lòng lại là nghĩ đến, nếu là đợi chút có ai không phối hợp không giao ra sách cổ chiều tới, có phải hay không muốn động võ lực. Trong đại điện 13 muội biến thành hơi nước kiên tứ bình bát ổn mang theo một chút ngang ngược ngạo mạn ngồi ở chủ ngồi phía trên, bắt trước ra tới thánh đạo hơi thở cũng là chút nào không kém, như có như không phát ra ở đại điện chung. Như thế tình huống,
nếu không phải Dương Nghị Vân mấy người biết là chuyện như thế nào, thật đúng là cho rằng sẽ là hơi nước Kiên bản nhân. Dương Mỗ Nhân giờ phút này biến hóa một chút diện mạo, hóa thành lão ông hình tượng, rốt cuộc chính hắn cũng biết hắn hiện tại cũng coi như là cây to đón gió, chưa chừng tiến đến tứ đại tông chủ sẽ nhận ra hắn tới, để tránh khiến cho cái gì phiền toái. Liền đứng ở đại điện một góc, cũng không chói mắt. Giờ phút này Dương Tinh Phó mang theo tứ đại tông chủ đi vào tới. Lớn nhỏ Thần Ma Tông, Vạn Ma Triều Tông cùng Thần Ma Vương Triều bốn vị, vừa tiến đến liền thấy được cao cao tại thượng vực chủ hơi nước Kiên. Bốn người cùng kêu lên chào hỏi, tham kiến vực chủ đại nhân. Bốn vị không cần đa lễ, hôm nay triệu kiến các ngươi là có chuyện muốn các ngươi bốn vị tông chủ giúp. 13 hóa thành hơi nước Kiên lười biếng bộ dáng trung ngữ khí cao cao tại thượng, chính là cùng ngày thường hơi nước Kiên không có gì hai dạng. Mà đối với tứ đại tông chủ tới nói, bọn họ trong mắt hơi nước Kiên cũng đích xác vẫn là hơi nước Kiên, hơn nữa bên người đứng một người hơi nước Kiên phụ tá đắc lực, kỳ thật là lão thất biến thành hơi thở đều cùng giống nhau như đúc. Tứ đại tông chủ không có bất luận cái gì hoài nghi cái này hơi nước Kiên là giả. Hơi thở từ từ tất cả đều giống nhau, căn bản nhìn không ra cái gì không đối tới. Thần Ma Vương Triều Thần Ma Võ Ngũ Quân Bằng mở miệng nói, vực chủ đại nhân triệu kiến chúng ta chuyện gì, cứ việc phân phó. Đúng vậy, thỉnh vực chủ nói rõ, mặt khác ba vị cũng phù hợp. Ở hơi nước Kiên bực này thánh đạo trước mặt, bọn họ này đó hợp đạo đối mặt thời điểm vẫn là có áp lực, hơn nữa hơi nước Kiên dĩ vãng hành sự đều là rất là bá đạo, đại gia nhưng đều là không dám có cái gì làm trái. Nghe được hơi nước Kiên nói là muốn bọn họ hỗ trợ, vẫn là có điểm không thói quen. Ha ha, kia bổn thánh cứ việc nói thẳng, là như thế này, bổn thánh yêu cầu các ngươi trong tay về canh cốc sách cổ trừu. Hiện giờ Thánh Ma Tông sách cổ trừu đã ở bổn thánh thủ chúng, liền kém các ngươi tứ tông, không biết cái này vội ngươi chờ chính là có thể giúp bổn thánh không? 13 biến thành hơi nước Kiên mang theo nhàn nhạt uy áp, nhưng lời nói đến cuối cùng lại là có như vậy một tia uy hát iota ở bên trong, không nhiều không ít gãi đúng chỗ ngứa, làm tứ tông tông chủ, vừa vặn có thể cảm thụ đại đến từ hơi nước Kiên một tia uy hát iota, nhưng lại cũng không tới khiến cho bốn người phản cảm nông nỗi, ngược lại là có điểm áp lực. Tứ tông tông chủ vừa nghe là canh cốc sách cổ trừu, trong lúc nhất thời đều trầm mặc đi xuống. Này ngoạn ý kỳ thật đều là ở 30 vạn năm trước, bọn họ 6 thế lực lớn tiến vào Bắc Địa cổ di chỉ cùng nhau phát hiện, hơn nữa mỗi nhà được một phần. Cũng đều biết là canh khe đồ, nhưng cũng chính là một phần bản đồ mà thôi, càng biết liền tính là canh khe đồ, khá vậy không phải cái gì thiện mà, đó là yêu cầu đi cổ hồng hoang địa phương. Cho nên năm đó mọi người đều chỉ là có cái miệng ước định. Tương lai 6 thế lực lớn cùng nhau liên hợp đi tìm canh cốc. Nhưng mãi cho đến hiện tại cũng chưa đi qua, mấy nhà đều biết cổ hồng hoang nơi hiểm ác, cũng liền vẫn luôn ai cũng chưa mở miệng qua đi tìm canh cốc. Vốn tưởng rằng chuyện này liền đi qua, không nghĩ tới hôm nay vực chủ hơi nước Kiên tự mình nhắc tới, hơn nữa cư nhiên là trực tiếp hướng bọn họ sở muốn từng người trong tay sách cổ trừu. Điểm này bốn người lại là không nghĩ tới. Cũng đều liếc nhau, chẳng lẽ hơi nước Kiên phát hiện cái gì? Hoặc là nói ở canh cốc có cái gì bảo vật xuất hiện, hiện tại lại là muốn độc chiếm. Trong lúc nhất thời bốn người đều có chút trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói chuyện. 13 biến thành hơi nước Kiên, ánh mắt tinh quang lập lòe ra vẻ uy nghiêm nói, như thế nào? Bốn vị tông chủ là không muốn hỗ trợ. Giờ phút này nói chuyện lại là đã mang lên 10 phần uy hát yêu ta chỉ ý. Không, không phải, chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ. Lại là Vạn Ma Triều Tông tông chủ ậm ừ mở miệng. Có cái gì không rõ, hỏi. 13 biến thành hơi nước Kiên ngữ khí khó chịu nói. Vạn Ma Triều Tông tông chủ lớn mật lá gan nói, vực chủ chính là quên mất, năm đó ta chờ 6 ra lấy vực chủ cầm đầu, ở Bắc Địa di tích được đến 6 phân sách cổ trừu sau, ngài chính miệng nói qua, nếu là ngày nào đó đi tìm kiếm canh cốc, 6 ra sẽ tự cùng nhau đi trước, lại là không biết lời này còn tính toán. Không tôi. Đây là năm đó vực chủ đại nhân chính miệng theo như lời, còn nói quá, bất luận kẻ nào không được một mình đi trước, cổ hồng hoang không phải cái gì thiện mà, muốn đi chính là 6 gia cùng nhau đi trước, đến lúc đó cũng hảo có cái làm theo, Bắc Địa cùng vinh hoa chung tổn hại. Tiểu thần Ma Tông Thu Nam trực tiếp mở miệng. Năm đó việc, Thánh Ma Tông Tím Cầm trưởng lão cũng ở đây, có phải hay không a Tím Cầm trưởng lão? Thần Ma Vương Triều Thần Ma Vương cũng phù hợp lên. Cái này ngồi ở thượng thủ 13 muội biến thành hơi nước Kiên chính là sắc mặt cứng đờ, chuyện này nàng cũng không biết a. Mà Tím Cầm Thần Ma cũng mới nhớ tới đích xác có việc này, là hơi nước Kiên chính miệng nói qua,
nàng ở năm đó cũng đi Bắc Địa di tích, nhưng là năm đó nàng sư huynh sư đệ tổn thất thảm trọng, là thực thương tâm, trở về chuyện này nàng cũng liền dần dần quên đi. Hôm nay không nghĩ tới tứ đại tông chủ còn nhớ rõ. Mà Dương Tinh Phó cái này nhân tài mới xuất hiện càng không biết chuyện này. Trước mắt muốn trực tiếp mệnh lệnh tứ đại tông chủ giao ra sách cổ chiếu tới, ai ngờ đến bọn họ sáu gia sẽ có cái này ước định. Hơi nước Kiên Thân là vực chủ, nếu là không thừa nhận chuyện này, mạnh mẽ hạ lệnh bốn người hiện tại liền giao ra sách cổ chiếu tới, sợ là tứ tông chủ sẽ giao ra đây, khá vậy sẽ hoài nghi 13 biến thành hơi nước Kiên thân phận. Trong thời gian ngắn Dương Tinh Phó còn không muốn cùng này đó thế lực trở mặt. Mà Dương Nghị Vân cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Trời cao đế ngượng ngùng, đích xác có lần này sự, ta nhưng thật ra cấp quên mất. Tím Cầm Thần Ma vội vàng truyền âm cấp Dương Nghị Vân. Dương Tinh Phó cũng truyền âm cấp Dương Nghị Vân nói, phụ thân xem ra hoặc là mạnh mẽ động thủ hoặc là mệnh lệnh bọn họ trực tiếp giao ra sách cổ trừ, hoặc là liền phải mang theo bọn họ cùng đi canh cốc, ngài hảo như thế nào cho phải. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, thôi, dẫn bọn hắn hảo cùng đi đi, trước mắt tình huống hoan không thích hợp nháo đại, làm 13 nói cho bọn họ cùng đi tìm kiếm canh cốc đi. Như thế không thể tốt hơn, nếu là này đó tông chủ đi canh cốc ra điểm cái gì ngoài ý muốn, đối toàn bộ Bắc Địa ma thần ma vực ngày sau thống trị đảo cũng là chuyện tốt. Dương Tinh Phó tính toán nói. Kế tiếp 13 đắc đạo Dương Nghị Vân mệnh lệnh sau, ngồi ở thượng đầu ho khan nói, việc này bổn thánh tự nhiên sẽ không quên. Đây cũng là hôm nay triệu tập ngươi chờ tiến đến nguyên nhân, gần nhất triệu tập ngươi chờ hội tụ một đường, bổn thánh trước tiên quan sát một phen bản đồ, cũng hảo làm chuẩn bị, thứ hai chính là nói cho các ngươi cùng nhau đi trước cổ hồng hoang canh cốc đi một chuyến. Lý do tuy rằng gượng ép, nhưng là viên lại đây. Một khi đã như vậy, ta chờ liền đem sách cổ trục giao cho vực chủ đó là. Bốn vị tông chủ vừa nghe, cũng không có ý kiến gì, đối với trong truyền thuyết canh cốc, bọn họ nói không hiếu kỳ đó là giả. Đều là hợp đạo 5 tầng tu vi cảnh giới, đều nghĩ có thể tìm kiếm cơ hội chứng đạo, mà trong truyền thuyết canh cốc ở bốn người trong lòng chính là một cái cơ hội. Đặc biệt là hơi nước Kiên cái này thánh đạo cường giả dắt đầu nói, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Kế tiếp bốn phân sách cổ chiều đến 13 muội trong tay, đương nhiên cũng liền đến Dương Nghị Vân trong tay. Nhưng là lời nói đổi lời nói tới rồi này phân thượng, Dương Nghị Vân truyền âm cấp 13 muội, trực tiếp hạ lệnh. Vậy trực tiếp xuất phát đi trước cổ hồng hoang tìm kiếm canh cốc nơi. Đối Dương Nghị Vân tới nói, có lẽ nhiều điểm nhân thủ tại bên người, cũng chưa chắc là hư là, dù sao cũng là cổ hồng hoang, hơn nữa Bắc Địa bản thân cùng cổ hồng hoang giáp giới, này đó Bắc Địa thần linh so sánh với đối cổ hồng hoang là có điều hiểu biết. Chỉ thiếu so với hắn muốn hiểu biết, mang theo bọn họ cùng nhau, đảo cũng đúng. Duy nhất lo lắng chính là, nhi tử Dương Tinh Phó cũng cần thiết muốn cùng nhau. Nếu có thể hắn là không nghĩ mang Dương Tinh Phó, nhưng là không có biện pháp Dương Tinh Phó hiện giờ là Thánh Ma Tông Tông Chủ, không đi không được, chọc người hoài nghi, hơn nữa tiểu tử này cũng một hai phải đi theo đi. Không lựa chọn, ở 13 muội biến thành hơi nước Kiên ra lệnh một tiếng sau, đoàn người trực tiếp liền từ Thánh Ma Tông xuất phát, tiếp tục hướng về Bắc Địa cực Bắc mà đi, tiến vào cổ hồng hoang. Lần này một hàng hắn bên người còn lại là, nhị tử Dương Tinh Phó, Tím Cầm Thần Ma. Hơn nữa 13 biến thành hơi nước Kiên, cùng Thánh Yêu Linh Lão Thất. Đến nỗi Thánh Ma Tông mặt khác trưởng lão liền để lại. Thân phận đều không thích hợp, người nhiều cũng không phải chuyện tốt. Tứ Đại Tông Tông Chủ, Đại Thần Ma Tông Tông Chủ Mã Ngàn Diệp, Tiểu Thần Ma Tông Tông Chủ Thu Nam, Thần Ma Vương Triều Thần Ma Vương Ngũ Quân bằng cùng Vạn Ma Triều Tông Tông Chủ, thêm lên 8 người. Trừ bỏ Tím Cầm Thần Ma cùng Thánh Yêu Linh Lão Thất biến thành hơi nước Kiên tùy tùng. Đương nhiên còn có cái Dương Nghị Vân ở ngoài, những người khác đều là một tông chi chủ, đặc biệt là 13 biến thành hơi nước Kiên càng là thánh đạo vực chủ. Mà Dương Nghị Vân thân phận, xuất phát trước bị 13 một câu liền biến thành tùy tùng. Tứ đại tông chủ đảo cũng không có gì hoài nghi, toàn bộ hơi nước thánh tông cường giả có rất nhiều, bọn họ chưa thấy qua cũng không kỳ quái, lại nói hơi nước Kiên là vực chủ bên người nhiều hai cái tùy tùng cùng bình thường. Chỉ là xuất phát trước Vạn Ma Triều Tông tông chủ hỏi một câu. Vực chủ chúng ta không cần ở nhiều mang điểm người sao. 13 biến thành hơi nước Kiên nhàn nhạt mở miệng trở về một câu, người nhiều chuyện xấu. Trực tiếp liền cấp phủ quyết, kỳ thật là Dương Nghị Vân ý tứ. Như thế 8 người trực tiếp liền lên đường. Trực tiếp hướng về phương Bắc đi, bay vọt 18 vạn dặm, Dương Nghị Vân thấy được một đạo kéo dài qua phía chân trời cầu vồng. Tím Cầm Thần Ma nói, xuyên qua hồng hoang cái chắn, đó là cổ hồng hoang.
Nàng lời này chính là đối Dương Nghị Vân nói. Hồng hoang cái chán, đó là cái gì? Dương Nghị Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cũng nói không rõ, rất sớm liền tồn tại, như là nào đó thiên nhiên kết giới, nhưng lại không phải kết giới, nói là chướng khí đi, cũng không phải chướng khí, dù sao thực quỷ dị, nội loại liền tính là tỉnh nói thần thức cũng nhìn không thấu, bất quá bên trong có thiên địa cương lôi, phi thường nguy hiểm. Bất đồng với chúng ta bình thành biết thiên lôi, giả hồng hoang cái chắn trung thiên cương chi lôi, không chỉ có đối thân thể nguy hại đại, càng là có thể công kích đến nguyên thần, liền tính là ta trở tiến vào cũng tự ở thật lớn nguy hiểm. Một cái không cẩn thận bị phách thượng một kích, cũng muốn bị thương. Nhưng là có quy củ có thể tìm ra, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vẫn là không thành vấn đề. Tím cầm thần ma nói. Các ngươi trước kia đã tới. Dương Nghị Vân hỏi. Tím cầm thần ma nói, đang ở thần giới bên cạnh với cổ hồng hoang giáp giới nơi, chúng ta tự nhiên là đã tới. Đối cổ hồng hoang ngươi hiểu biết nhiều ít. Dương Nghị Vân hỏi. Tím cầm thần ma biết Dương Nghị Vân ý tứ. Trực tiếp mở miệng nói, nghe đồn cổ hồng hoang kỳ thật ở sớm nhất thời điểm, cũng là thần giới, chẳng qua không biết cái gì nguyên nhân, sau lại liền không hề thích hợp thần giới thần linh sinh tồn, hơn nữa mạc danh xuất hiện hồng hoang cái chắn, như là đem cổ hồng hoang nơi cấp vứt bỏ giống nhau. Chúng ta hiện tại nơi thần giới, kỳ thật là rất nhỏ một bộ phận, chỉ là thích hợp thần giới sinh linh sinh tồn, mà cổ hồng hoang còn lại là không giống nhau, không có người biết hồng hoang cái chắn ở ngoài địa phương có bao nhiêu đại. Nhưng là nơi nào thật là không thích hợp thần giới sinh linh sinh tồn. Chúng ta bắc địa này đó thế lực đối với cổ hồng hoang tò mò tự nhiên là bởi vì mà duyên quan hệ có điều tìm tòi nghiên cứu, cơ hồ là mỗi cách mấy vạn năm đều sẽ tổ chức nhân thủ đi một lần cổ hồng hoang rèn luyện. Đối với hồng hoang cái chắn sau lưng cổ hồng hoang nơi hiểu biết, đích xác nói lên so các ngươi trung tâm thần giới muốn nhiều một ít. Nhưng cũng là tương đối mà thôi, bởi vì cổ hồng hoang đích xác quá mức hiểm ác, liền tính là chúng ta đi rèn luyện. Kỳ thật sở đến quá địa phương cũng là hữu hạn, bởi vì căn bản là đi không được quá xa địa phương. Cổ hồng hoang căn bản liền không có thiên địa thần nguyên năng lượng tồn tại, có chỉ là vô cùng bạo ngược hồng hoang chi lực, căn bản không có biện pháp hấp thu luyện hóa, nếu là bị bạo ngược hồng hoang chi lực cấp ăn mòn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói lên bạo ngược hồng hoang chi lực, tím cầm thần ma là nghĩ lại mà sợ biểu tình, hiển nhiên nàng tự mình tận lực quá. Dương Nghị Vân ngược lại là hiếu kỳ nói. Giữa trời đất này bất luận cái gì lực lượng, bao gồm ma khí ở bên trong, đều xem như trong thiên địa ra đời năng lượng, lý luận đi lên nói, đều là có thể hấp thu vì mình dùng, ít nhất yêu cầu pháp môn cùng sinh linh vật dẫn, hồng hoang chi lực bạo ngược, chẳng lẽ thật không thể hấp thu chút nào. Tím cầm thần ma cười khổ nói, trời cao đế ngươi là không có tự mình trải qua, không biết hồng hoang chi lực đáng sợ, nếu là ngươi tự mình trải qua quá liền sẽ biết, hồng hoang chi lực căn bản là không có biện pháp hấp thu. Thậm chí có thể nói cổ hồng hoang chi lực, là hoàn toàn cùng trong tam giới bất luận cái gì lực lượng đều là nước lửa việc. Một khi hấp thu, chính là dựng xào thấy bóng thế như nước với lửa, lập tức sẽ bạo ngược, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì lập tức nổ tan xác mà chết, nguyên thần tiêu tán, phi thường đáng sợ. Rất nhiều năm trước ta lần đầu tiên đi theo trưởng bối tiến vào cổ hồng hoang lực lượng, tâm tồn tò mò chi tâm, liền hấp thu một sợi hồng hoang chi lực, trực tiếp chính là thần thể bắt đầu hỏng mất. Nếu không phải sư môn tám đại trưởng bối liên thủ, hao tổn tu vi đại giới mạnh mẽ đem ta trong cơ thể một sợi hồng hoang chi lực bước ra tới, ta đã sớm ở năm đó nổ tan xác mà chết, nguyên thần đều sẽ không lưu lại tiêu vong. Liền này, cũng là làm ta thời điểm đại ngã một cái cảnh giới, tu luyện 10 vạn năm bế quan mới hoãn quá mức tới. Có quá nhiều cùng ta giống nhau không tin tà cường đại thần linh đi thử đồ hấp thu hồng hoang chi lực mà ngã xuống, trăm triệu không thể có bất luận cái gì tò mò mới là a. Tím cầm thần ma vẻ mặt nghĩ mà sợ đối Dương Nghị Vân nói. Ý tứ là ngươi đừng không tin tà đi tìm đường chết. Xong rồi còn bổ sung đổi một câu, tự cổ chí kim, tự mình có tu đạo gần nhất, còn chưa bao giờ có nghe nói qua người nào có thể hấp thu hồng hoang chi lực mà sống xuống dưới quá. Dương Nghị Vân lúc này mới trong lòng khiếp sợ, ngay từ đầu hắn thật đúng là nghĩ tiến vào cổ hồng hoang sau đi nếm thử một chút, nhưng hiện tại nhìn đến tím cầm thần ma vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Liền biết hắn cái này ý tưởng cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu không ai có thể hấp thu, bên kia là thật không thể, từ xưa đến nay có quá nhiều ngày mới hạng người, nếu là hồng hoang chi lực nhưng dùng, tất nhiên sẽ có ghi lại tồn tại. Nhưng là đến nay không có, chỉ có thể thuyết minh, hồng hoang chi lực thật là vô cùng nguy hiểm không thể hấp thu lây dính lực lượng. Kia nếu là không hấp thu liền không có việc gì đi. Dương Nghị Vân hỏi.
không hấp thu nhập thể tự nhiên sẽ không có việc gì. Tím cầm thần ma trả lời. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi, kia nếu là thánh đạo cường giả đâu? Nếu thánh đạo cường giả đi hấp thu có thể hay không còn có? Này, tím cầm thần ma lùi lại một chút cười khổ nói, ta không phải thánh đạo tự nhiên không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, liền tính là thánh đạo cường giả hẳn là cũng không dùng được hồng hoang chi lực, bởi vì hồng hoang chi lực căn bản là cùng chúng ta sở tiếp xúc thiên địa năng lượng bất đồng, hoàn toàn là hai người bất đồng thuộc tính lực lượng. Cái này ta cũng nói không rõ, chờ ngươi tiến vào cổ hồng hoang sau, ngươi đi cảm thụ một chút liền biết là chuyện như thế nào. Ít nhất ta cảm giác thánh đạo một tầng cường giả là không dám, nhiều nhất chỉ có thể nói có thể ngăn cản hoặc là có năng lực hóa giải tiến vào trong cơ thể hồng hoang chi lực, lại hoặc là nói càng thêm cao giai thánh đạo cường giả có thể thong dong ở cổ hồng hoang sinh tồn đi. Dương Nghị Vân gật đầu nói, trừ bỏ hồng hoang chi lực nguy hiểm, cổ hồng hoang còn có cái gì yêu cầu chú ý? Hoặc là nói cổ hồng hoang có hay không cái gì sinh linh tồn tại. Tím cầm thần ma gật đầu nói, có, tỉ như ác liệt hoàn cảnh, có đôi khi có lẽ là một trận nhìn như tầm thường đại quát lên đều có thể muốn mệnh, lại hoặc là nhìn như tầm thường bùn đất sẽ cắn nuốt người, còn có quang, không giống bình thường nhìn như trông rất đẹp mắt quang mang xuất hiện, chờ người đi xem thời điểm, là có thể đoạt nhân tính mệnh, cùng loại tự nhiên hoàn cảnh nhiều đếm không xuể, phòng không thể phòng. Đến nỗi cổ hồng hoang sinh linh, thật là có. Tuy rằng rất ít, nhưng là đều có thể muốn mệnh, bởi vì là cổ hồng hoang, là nhất nguyên thủy thế giới trạng thái, thế giới hoàn cảnh, có rất nhiều vạn vật đều là ra đời cổ xưa mới bắt đầu hình thái, thường thường khả năng sẽ xuất hiện một con móng tay cái giống nhau tiểu sâu đều có thể muốn mệnh, lại có lẽ là diện mạo diễm lệ đáng yêu đóa hoa sẽ ở nháy mắt nhiều nhân tính mệnh, thậm chí là nghe được không thể hiểu được thanh âm, sẽ làm người nguyên thần xuất khiếu. Chết không minh bạch, cũng sẽ giống như hằng cổ tồn tại giống nhau che trời đại thụ. Cũng hoặc là nào đó cổ xưa động vật, hô hấp chi gian cắn nuốt hết thảy. Tóm lại ở cổ hồng hoang, nhiều nhất chính là nguy hiểm. Tím cầm thần ma nói. Dương Nghị Vân nghe cũng là kinh hồn táng đảm, đích xác vượt qua hắn tưởng tượng. Tiếp theo hắn nghĩ đến một cái khác vấn đề, liền tiếp tục hỏi, nếu cổ hồng hoang như thế nguy hiểm, vì sao các ngươi mỗi cái mấy vạn năm còn muốn đi rèn luyện? Tím cầm thần ma nói, thế gian vạn vật đều là tương đối, có thật lớn nguy hiểm. Biến sẽ tồn tại bằng nhau kỳ ngộ. Cổ hồng hoang tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là các loại bảo vật ra đời thiên đường, chỉ cần có cơ duyên biết được một vài, đó là đối tu đạo chi lộ thật lớn trợ giúp. Cổ hồng hoang nguyên nhân chính là vì không có thần linh sinh tồn, cũng trở thành tu luyện tài nguyên phong phú nơi, người ngẫm lại không có người thăm, thần dược trí bảo từ thiên nhiên bảo vật dựng dục tự nhiên cũng là tỷ lệ đại, chỉ là rất khó đạt được mà thôi, một khi biết được một vài, chính là rất tốt chỗ. Hơn nữa nghe đồn cổ hồng hoang là thiên bỏ nơi, nhưng ở thật lâu trước kia, nếu cũng là thần giới một bộ phận, vậy nói mệnh, ở thật lâu trước kia cổ hồng hoang là có cổ thần linh tồn tại sinh hoạt, như vậy cũng đã nói lên có cổ xưa thần tộc di tích tồn tại, có cổ thần tộc trí bảo tồn tại. Trên thực tế cũng chứng minh là đích xác là như thế, chúng ta Bắc Địa này đó thế lực sở dĩ biết rõ nguy hiểm còn đi cổ hồng hoang chính là như thế, bởi vì chúng ta phát hiện quá có cổ xưa thần tộc di tích ở cổ hồng hoang chung. Tỷ như canh cốc chính là một trong số đó. Dương Nghị Vân đối tím cầm thần ma những lời này là tán thành, đồng thời cũng chứng thực hắn sở hiểu biết cổ hồng hoang việc, đây là tím cầm thần ma không hiểu biết. Đích xác ở thật lâu trước kia, cổ hồng hoang chính là thần giới một bộ phận, đây là thiên đạo vô tình, mỗi một lần vô lượng kiếp sau, thần giới tao ngộ một lần đại kiếp nạn lễ rửa tội, một ít địa phương bị hủy diệt phá sẽ, do đó không hề thích hợp thần linh tu luyện sinh tồn, đạo tổ hồng quân vì thiên đạo vận chuyển. Tự nhiên liền phải vứt bỏ này đó địa phương. Như thế liền có hồng hoang cái chắn, có cổ hồng hoang nơi. Hai người nhỏ giọng giao lưu chung, đại gia đến hồng hoang cái chắn phía trước, tím cầm thần ma đình chỉ cùng Dương Nghị Vân nói chuyện, đối 13 nói, phực chủ đại nhân, hồng hoang cái chắn ước chừng có 10 vạn dặm mới có thể truyền qua đi, nội có thiên cương chi lôi, yêu cầu cẩn thận mà đi, nhưng hai người một tổ, lẫn nhau ứng đối. Không tồi, đây là biện pháp tốt nhất. Thiên cương chi lôi không giống bình thường, thẳng vào nguyên thần, xuyên qua hồng hoang cái chắn, cũng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Nếu như thế đại gia liền hai người vì một tổ tiến vào hồng hoang cái chắn đi. Sở hữu thống nhất ý kiến. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, tím cầm thần ma cư nhiên lựa chọn cùng hắn cùng nhau. Tứ đại tông chủ, tím cầm thần ma, 13 biến thành hơi nước kiên, thánh yêu linh lão thất hộ thân hơi nước kiên tùy tùng. Dương Tinh Phó, hơn nữa Dương Nghị Vân tổng cộng 9 người đội ngũ.
Dương Nghị Vân giờ phút này thân phận là hơi nước Kiên tùy tùng chi nhất, nhưng là hai người một tổ thời điểm, bản thân chính là không đối xứng, không nghĩ tới Tím Cầm Thần Ma lại là muốn cùng hắn một tổ, cái này làm cho Dương Nghị Vân có điểm xấu hổ. Nhi tử Dương Tinh Phó lại là xấu xa một chút, đối hắn lão tử xấu xa cười. Sau đó liền nghe được 13 biến thành hơi nước Kiên mở miệng nói, Dương Tinh Phó ngươi cùng bản thân một tổ đi, mặt khác các ngươi hai cái đi theo Tím Cầm trưởng lão cùng nhau. 13 được đến Dương Tinh Phó bày mưu đặt kế, trực tiếp làm Dương Nghị Vân cùng lão thất cùng Tím Cầm Thần Ma một tổ, trực tiếp liền phân chia an bài. Như thế, 13 biến thành hơi nước Kiên cùng Dương Tinh Phó một tổ, Dương Nghị Vân cùng lão thất hai cái tùy tùng cùng Tím Cầm Thần Ma ba người một tổ, dư lại tứ tông chủ, nhưng thật ra dễ làm, lớn nhỏ Thần Ma tông tông chủ bản thân chính là Hoan Hỷ Oan Gia, đừng nhìn ngày thường nhìn không đối phó, nhưng ở chân chính đối mặt nguy hiểm thời điểm, lại là tuyệt đối lẫn nhau giúp đỡ một đôi. Cuối cùng một tổ không đến tuyển, Thần Ma Vương Triều cùng Vạn Ma Triều Tông hai vị một tổ. Phân tổ xong, 13 cùng Dương Tinh Phó trực tiếp đi đầu bay qua vào hồng hoang cái chắn trong vòng. Tứ đại tông chủ theo sát sau đó mà đi. Cuối cùng Tím Cầm Thần Ma nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, trời cao đế chúng ta cũng đi thôi, tiến vào hồng hoang cái chắn sau, mở ra pháp lực phòng ngự liền hảo. Ân, đi thôi, Dương Nghị Vân gật đầu. Hắn đảo cũng không nghĩ nhiều, thánh yêu linh lão thất biến thành lão giả giờ phút này giống như là bóng dáng giống nhau đi theo ở Dương Nghị Vân cùng Tím Cầm Thần Ma phía sau. Thực mau bọn họ tiến vào hồng hoang cái chắn. Quả nhiên cùng Tím Cầm Thần Ma giảng thuật giống nhau, không phải cầu vồng cũng không phải chân chính chướng khí, nội loại càng như là hỗn độn sương mù, cũng sử dụng không được thần thức, tầm nhìn không vượt qua 3 mét. Cũng may chỉ cần nhanh chóng thẳng hành liền hảo, 10 vạn dặm hồng hoang cái chắn. Nếu là không có thiên cương chi lôi tồn tại đối bọn họ cái này cấp bậc thần linh tới nói, thật cũng không phải cái gì quá xa khoảng cách. Trọng điểm là thiên cương chi lôi là không có quy luật dấu hiệu, cho nên một bên phi hành còn muốn tùy thời cảnh giác bị thiên cương chi lôi công kích, tốc độ thiếu muốn chậm một chút. Ầm vang, răng rắc, đi vào Dương Nghị Vân liền nghe được cuồn cuộn tiếng sấm thanh, thực hiện chung cũng có thể nhìn đến từng đạo tia chớp như quần ma loạn vũ ở phía trước lập lòe. Hắn trong lòng còn có điểm lo lắng nhi tử Dương Tinh Phó cùng 13. Tím Cầm Thần Ma tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, cười cười nói, trời cao đế đảo cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần làm tốt phòng ngự, chính là tránh không khỏi thiên cương chi lôi công kích, có hợp đạo tu vi thần linh là có thể kháng xuống dưới. Nghe Tím Cầm Thần Ma như vậy vừa nói, Dương Nghị Vân chỉ có thể gật đầu. Tiến vào hồng hoang cái chắn bực này hỗn độn một mảnh hoàn cảnh, thần thức không thể sử dụng, tầm nhìn quá thấp. Hắn cũng nhìn không tới phía trước nhi tử Dương Tinh Phó đám người tình huống, cũng là không có biện pháp ra tay tương trợ. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện bọn họ thuận lợi. Chúng ta cũng nhanh hơn điểm tốc độ đi, Dương Nghị Vân đối Tím Cầm Thần Ma cùng Thánh Yêu Linh Lão Thất nói. Hảo! Là Thiên Đế! Không hề nghi ngờ, ba người chung là Dương Mẫu Nhân là chủ. Oanh! Răng rắc! Tiểu Tâm! Dương Nghị Vân ở phía trước nhất, mới vừa nói chuyện hết sức. Bên tai một tiếng sấm vang lên, trong tầm mắt chỉ cảm thấy một đạo chói mắt bạch quang sáng lên. Đều không có bất luận cái gì phản ứng, liền cảm giác trên người chấn động. Lại là bị lôi cấp bổ. Chỉ cảm thấy thân như búa tạ một kích. Nhưng là cũng may đã sớm mở ra pháp lực phòng ngự, ở thừa nhận trong phạm vi. Đích xác như Tím Cầm Thần Ma lời nói, bực này thiên cương chi lôi có hợp đạo tu vi đều là có thể thừa nhận trụ. Đáng sợ chính là không có phòng ngự nói. Thiên lôi chi lực thẳng vào thân thể, công kích nguyên thần mới là nguy hiểm nhất, cho nên chỉ cần làm tốt trước tiên phòng ngự liền không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là ngẫm lại, muốn thẳng xuyên 10 vạn dặm, này dọc theo đường đi đều có thiên lôi công kích, tiêu hao pháp lực cùng tâm lực đều là khổng lồ, không có thực lực hạng người thật đúng là rất khó từ hồng hoang cái chắn chung bay ra đi. Cũng may hôm nay tiến đến đều không phải kẻ yếu, tu vi yếu nhất nhi tử Dương Tinh Phó đều là hợp đạo 4 tầng tu vi. Hơn nữa hắn thức tỉnh rồi ma thần ký ức, hẳn là có bảo mệnh thủ đoạn. Ngẫm lại Dương Nghị Vân cũng không hề lo lắng. Ầm vang. Dọc theo đường đi có thể nói đều là bị thiên cương chi lôi oanh tạc. Có đôi khi sẽ là ngắn ngủn 10 tức thời gian phải bị sét đánh hơn 100 lần, nhưng có đôi khi lại là một canh giờ tường an không có việc gì. Nơi này thiên lôi thật là không có bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra, có thể làm chỉ có ngạnh khiêng qua đi. Như thế dưới tình huống. Mọi người tốc độ đến cuối cùng đều đạt tới cực hạn mà đi. Dựa theo Tím Cầm Thần Ma tính ra yêu cầu 4 ngày thời gian bọn họ mới có thể bay ra hồng hoang cái chắn. Trên thực tế 3 ngày lúc sau,
bọn họ liền bay ra hồng hoang cái chắn. Đến được xưng là thiên bỏ nơi cổ hồng hoang. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí. Tinh Nhi không có việc gì đi. Dương Mỗ Nhân truyền âm hỏi một tiếng lập tức khoanh chân mà ngồi điều dưỡng nhi tử. Phụ thân yên tâm chỉ là tiêu hao quá lớn, không có việc gì. Dương Tinh Phó trả lời. Chỉnh thể xem như thuận lợi mọi người đều không bị thương, chính là tiêu hao quá lớn. Ra tới sau tập thể điều trị khôi phục pháp lực, đương nhiên đều là dùng đan dược, cổ hồng hoang thiên địa chi gian nhưng không có thần nguyên lực, chỉ có cuồng bạo hồng hoang chi lực, căn bản không dám hấp thu. Dương Nghị Vân lại là bất lão nước suối vận chuyển một vòng, mãn huyết lại đây. Giờ phút này hắn đánh giá trong mắt thế giới, hoặc là nói là cổ hồng hoang thế giới. Đích xác cùng thần giới không giống nhau. Phía chân trời là hỗn độn chi sắc, không rõ cũng không ám. Đại địa nhìn lại nhưng thật ra sơn xuyên giống nhau. Nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, thiên địa chi gian khí chàng bất đồng thần giới. Cho hắn cảm giác thực áp lực, có loại đang ở một cái trọng lực 10 phần thế giới giống nhau cảm giác. Rất dày nặng cổ xưa tang thương thả lại có một loại tĩnh mịch bi thương hơi thở. Mặt khác đó là tím cầm thần ma theo như lời hồng hoang chi lực, thật là tràn ngập bạo ngược cảm giác, làm người bực bội bất an. Như thế Dương Nghị Vân liền biết nơi này thiên địa hồng hoang chi lực không động đậy đến, nếu là tùy tiện đi hấp thu, đích xác khả năng sẽ ra vấn đề lớn. Vốn đang trong lòng không phục, nghĩ chính mình càn khôn đạo chủng công cường đại không có gì lực lượng là hắn hấp thu luyện hóa không được, trong lòng tưởng chính là tiến vào cổ hồng hoang sau nếm thử hấp thu luyện hóa một phen. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân từ bỏ cái này ý tưởng. Thiên địa chi gian tồn tại hồng hoang chi lực cho hắn cảm giác không chỉ có là tràn ngập bạo ngược, còn có bá đạo vô cùng cùng bậc, tựa hồ so với thuần túy thiên địa chi khí càng muốn cao thượng một tầng. Nếu là bình thường dưới tình huống, lực lượng nào đó so thiên địa chi khí càng tốt đối tu luyện giả tới nói ngược lại là chuyện tốt, nhưng nơi này hồng hoang chi lực chung không chỉ có là cao giai còn có cuồng bạo, một loại nguyên thủy mãnh thú giống nhau bạo ngược, làm nhân tâm kinh. Loại này lực lượng Dương Nghị Vân tự nhiên là không dám đi nếm thử. Lúc này bọn họ phía sau 3 mét là hồng hoang cái chắn, vị trí nơi còn lại là một chỗ đồi núi đỉnh núi. Hoang vắng thế giới, không hề mục tiêu đáng nói. Nhưng cũng may lần này tiến đến là có mục tiêu có thể tìm ra. 6 chương sách cổ trừ hợp ở bên nhau liền có thể tìm được canh cốc, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỉ ra hiện. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người khôi phục lại đây. Dương Nghị Vân ý bảo 13 lấy ra 6 chương sách cổ trừ. 13 biến thành hơi nước kiên duỗi ra tay 6 chương sách cổ trừ xác nhập ở cùng nhau. Ngay sau đó lại là quang mang lóng lánh trung hợp thành một chương hoàn chỉnh bản đồ. Hơn nữa một đạo kim quang hiện lên mà ra, trực tiếp bay vọt hướng về phía phương xa mà đi. Tìm được rồi, kim quang sở chỉ chỗ đó là canh cốc nơi. 13 biến thành hơi nước kiên nói. Lúc này Dương Nghị Vân nội tâm nhiều ít có chút kích động, kim quang sở chỉ đó là canh cốc, vậy vô cùng có khả năng là tạp mao điểu cố hương, tạp mao điểu có thể hay không ở canh cốc. Dương Nghị Vân có chút kích động, nói thật hắn thật là có điểm tưởng niệm tạp mao điểu, giờ phút này nhịn không được nói. Vậy đừng thất thần, tức khắc xuất phát đi. Hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát. 13 biến thành hơi nước kiên cũng là bản năng trả lời. Nhưng là cái này, lại là làm thần ma vương triều 4 gia tông chủ đều có chút kinh ngạc. Bởi vì Dương Nghị Vân thân phận là hơi nước kiên một người tùy tùng, nhưng giờ phút này Dương Nghị Vân mở miệng giống như là ra lệnh, mà 13 cái này hơi nước kiên hóa thân, còn lại là cư nhiên theo bản năng lĩnh mệnh. Không hợp lý a. Vạn ma triều tông tông chủ trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, làm càn, ngươi một cái tùy tùng cái gì thân phận, đối vực chủ ra lệnh. Đối ta chờ ra lệnh. Giữa sân trong lúc nhất thời yên tĩnh. Này tứ đại tông chủ đều là ngốc tử, đều là hợp đạo 5 tầng về một cường giả, một đường mà đến đây khác bản thân liền có điểm nghi hoặc hơi nước kiên, hiện tại càng là như thế. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nhìn vạn ma triều tông tông chủ ngay sau đó ánh mắt nhìn quét qua mọi người. Chậm rãi mở miệng nói, xem ra muốn ngả bài. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian, thần quang chợt lóe, lại là tại hạ một khắc khôi phục chính mình vốn dĩ khuôn mặt, từ một cái tao lão nhân biến thành một đầu tóc bạc thanh niên bộ dáng. Ngươi là... Vạn ma triều tông tông chủ nhìn Dương Nghị Vân lắp bắp nói chuyện, hiển nhiên hắn nhận ra Dương Nghị Vân tới. Không có biện pháp, từ Dương Nghị Vân cùng đế tôn một trận chiến lúc sau, toàn bộ thần giới thế lực đều chú ý tới hắn. Thần linh thủ đoạn một cái hình ảnh là có thể truyền khắp thế giới,
Vạn Ma Triều Tông tông chủ tự nhiên là gặp qua Dương Nghị Vân ảnh hưởng, thậm chí có thể nói rất có khắc sâu ảnh hưởng. Hơn nữa Dương Nghị Vân lập đạo thống việc, càng là ảnh hưởng cực đại, tưởng không đi chú ý Dương Nghị Vân đều khó. Lại là không nghĩ tới hơi nước Kiên Tùy Tùng biến thành Dương Nghị Vân. Này rốt cuộc là, sao lại thế này? Mặt khác ba vị tông chủ cũng đều nhìn về phía Dương Nghị Vân. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, hiển nhiên mọi người đều nhận thức Dương Nghị Vân. Dương Mỗ Nhân lúc này cũng không sợ bại lộ thân phận, dù sao đều tiến vào cổ hồng hoang, chỉ bằng cái này tứ đại tông chủ cũng phiên không được thiên. Thánh đạo một tầng hơi nước Kiên đều bị hắn cấp xử lý, huống chi là bốn cái hợp đạo năm tầng. Ha hả cười nói, tự giới thiệu một chút, bổn tọa Dương Nghị Vân, so sánh với chư vị là nghe qua, kỳ thật cũng không nghĩ gạt chư vị, chẳng qua là ta người này ngại phiền toái, này bất tài sẽ có này vừa ra sao. Dương Nghị Vân nói nơi này tạm dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn người, tiếp tục mở miệng nói, bổn tọa tiến đến vì chính là tầm thường canh cốc nơi, nghe nói người chờ từng người đều có quan hệ với canh cốc bản đồ. Nói nơi này thời điểm, Dương Nghị Vân không đang nói đi xuống. Mà tứ đại tông chủ cũng đều minh bạch lại đây. Cảm tình Dương Nghị Vân chính là tưởng được đến trong tay bọn họ bản đồ. Chính là lại có không đúng a, như thế nào Dương Nghị Vân cùng vực chủ hơi nước Kiên như thế nào liền hỗn đến cùng đi. Hơn nữa thoạt nhìn Thánh Ma Tông cũng ở trong đó, hoặc là nói có phải hay không hơi nước Thánh Tông cùng Thánh Ma Tông, hơn nữa Dương Nghị Vân tam phương đã sớm là nhất thể. Nhưng là, bọn họ đâu? So sánh với hơi nước Thánh Tông. Bọn họ đều so không được, vì sao còn muốn cho bọn họ tiến đến? Hiện tại ngẫm lại sớm biết rằng dứt khoát lưu loát giao ra sách cổ trừu, bọn họ tứ phương không tham dự tiến vào thì tốt rồi. Trước mắt tình huống lại là thoạt nhìn không ổn, chẳng lẽ Dương Nghị Vân phải đối bọn họ tứ phương bất lợi? Ngay sau đó tứ đại tông chủ động tác nhất trí nhìn về phía 13 biến thành hơi nước Kiên, bọn họ bốn người nói đến cùng đều là ngươi hơi nước Kiên cấp dưới, ngươi tổng không thể hố chúng ta đi. Nhưng mà ngay sau đó Dương Nghị Vân nói ra một câu, một chút khiến cho bọn họ bốn người trong lòng lạnh nửa thanh. Chỉ nghe Dương Nghị Vân đối vực chủ hơi nước Kiên cười nói, 13 người cùng lão thất đều khôi phục đi, không cần thiết lại đi diễn kịch. Chờ Dương Nghị Vân nói xong, làm tứ đại tông chủ đại ngã đôi mắt một màn đã xảy ra. Là, thiên đế. Ở tứ đại tông chủ trong mắt, chi gian hơi nước Kiên cùng bên người một khác dân tùy tùng, đối với Dương Nghị Vân cung kính theo tiếng. Nói chuyện chi gian toàn thân thần quang chợt lóe, hơi nước Kiên hóa thành một nữ tử, mà bên người tùy tùng chỉ là hóa thành một đạo thần quang vào tím cầm thần ma trong thân thể. Này, này, tứ đại tông chủ trừng lớn đôi mắt. Vực chủ hơi nước Kiên biến thành một nữ tử. Này hiển nhiên là, Dương Nghị Vân ha hả cười, ngữ không kinh người chết không thôi nói, bốn vị hơi nước Kiên đã bị bổn tọa chém giết, vị này chính là ta dưới tòa thánh linh 13. Không có bất luận cái gì che lấp Dương Nghị Vân nói ra. Hắn cảm thấy không cần thiết lại đi cố làm ra vẻ, rất mệt, hắn không nghĩ lại đi diễn kịch. Không chỉ có là bốn gã hợp đạo năm tầng sao. Phiên không được thiên. Hơn nữa bốn người thoạt nhìn đã sinh ra nghi ngờ, sớm hay muộn đều sẽ cảm giác ra không đúng. Cùng với như thế, không bằng toàn bộ ngả bài, kế tiếp hắn tin tưởng bốn người sẽ có một cái thông minh lựa chọn. Dương Nghị Vân một câu hơi nước Kiên bị chính mình chém giết. Một chút làm tứ đại tông chủ sắc mặt đại biến, nội tâm đại chấn. Hiện tại, trong lòng nghi hoặc giải khai. Vì cái gì hơi nước Kiên đường đường vực chủ yếu ở Thánh Ma Tông triệu kiến bọn họ, hơn nữa muốn sách cổ trừu từ từ. Thì ra là thế. Xem ra hơi nước Kiên thật là đã sớm bị Dương Nghị Vân cấp xử lý. Dương Nghị Vân ngươi thật to gan, có biết hay không vực chủ hơi nước Kiên sau lưng là âm dương đạo thống, ngươi chạy tới ta Bắc Địa Dương Oai. Lại là không biết ta Bắc Địa ma thần ma vực sau lưng chính là chí cao vô thượng âm dương đạo thống, như thế nào gạt ta trở tiến vào cổ hồng hoang, ngươi? Ngươi ý muốn như thế nào? Vạn Ma Triều Tông tông chủ lại là mang theo sát ý ra tiếng. Ha ha, bổn tọa muốn sát ngươi chờ, đã sớm giết, hiện tại cùng các ngươi ngả bài, cũng không có phải vì khó ngươi chờ, bất quá, bổn tọa là cái ngại phiền toái người, còn ta Dương Tinh Phó còn muốn ở Bắc Địa đãi đi xuống, cho nên cũng không tính toán khó xử ngươi chờ. Nhưng cũng có một cái yêu cầu, chỉ cần các ngươi mà thể hiệu về sau Bắc Địa lấy con ta Dương Tinh Phó cầm đầu, ngươi chờ tưởng an không có việc gì. Dương Nghị Vân thực trắng ra đối bốn người nói ra điều kiện hoặc là nói là uy hát yêu ta. Cái gì? Dương Tinh Phó là con của hắn. Lại là một cái làm cho bọn họ nội tâm chấn động tin tức. Hiện giờ xem ra Dương Nghị Vân tay đã sớm duỗi tới rồi Bắc Địa,
nhân ra là có bị mà đến. Ngươi ở WHIO ta ngươi chờ, cho rằng ta chờ ta khuất phục sao, toàn bộ Bắc Địa ma thần ma vực đều là đối âm dương đạo thống địa bàn, ngươi giết hơi nước kiên, hiện tại lại tới WHIO ta ta chờ, ha ha, bổn tông khuyên ngươi đừng có nằm mộng, thật sự cho rằng âm dương đạo thống chỉ là nói không thành. Như cũ là vạn ma triều tông tông chủ mở miệng, hắn sở dĩ có nắm chắc là bởi vì hắn có một vị muội muội ở âm dương đạo thống, tự nhiên đối âm dương đạo thống thực lực phi này rõ ràng, tự nhận là Dương Nghị Vân bực này tân quật khởi đạo thống hoàn toàn là không có biện pháp cùng âm dương đạo thống đánh đồng. Nhưng là, kế tiếp Dương Nghị Vân cười. Ha ha, lấy âm dương đạo thống nguy hiểm bổn tọa. Bổn tọa chính là thần giới trung ương đạo thống đứng đầu, càng là vân môn thiên đình thiên đế, đừng nói một cái âm dương đạo thống. Chính là tứ đại đạo thống toàn tới lại có thể như thế nào, người nếu sốt ruột muốn chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Nói chuyện chi gian Dương Nghị Vân trong tay lục quang chợt lóe, đối với vạn ma triều tông tông chủ chính là thuận thế vung lên. A, à, vạn ma triều tông tông chủ, nghe được Dương Nghị Vân ngữ khí bất thiện thời điểm liền cảm giác không thích hợp, vội vàng làm ra phòng ngự. Ngay sau đó chỉ cảm thấy trong tầm mắt lục quang mà động, dị thường chói mắt. Chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng tới rồi trên người. Ngay lập tức chi gian liền cảm giác chính mình phòng ngự kết thúc, một trận đau đớn làm hắn kêu thảm thiết, cùng với mà đến chính là ý thức ám hắc. Ở Dương Nghị Vân ra tay nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người chỉ là thấy được một mạt màu xanh lục chói mắt, toàn bộ thiên địa đều biến thành một loại nhan sắc, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đặc biệt là dư lại lớn nhỏ thần ma tông tông chủ cùng thần ma vương triều thần ma vương Ngũ Quân bằng ba người. Ở lục quang chói mắt dưới nhắm mắt lại nháy mắt cảm nhận được thiên địa chi gian vô cùng tuyệt luân uy áp, làm cho bọn họ ba người nguyên thần đều run rẩy. Ngay sau đó chỉ nghe được vạn ma triều tông tông chủ hét thảm một tiếng. Giây tiếp theo cảm nhận được quang mang tan đi, lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, trong tầm mắt bên người vạn ma triều tông tông chủ vị trí chỉ còn lại có một bãi vết máu, sở phát ra hơi thở nói cho bọn họ, vạn ma triều tông tông chủ đã hóa thành một bãi vết máu, tiêu tán ở thiên địa. Ba người sắc mặt trắng bệch, nội tâm quay cuồng, bọn họ chỉ là thấy được Dương Nghị Vân trong tay một sợi lục quang dựng lên, căn bản là không có thấy rõ ràng Dương Nghị Vân là như thế nào chém giết rất vạn ma triều tông tông chủ. Thật là đáng sợ. Phía trước đồn đãi Dương Nghị Vân một kích bị thương nặng Cửu Lê lão tổ, chém giết thiên tộc đế tôn sự tích, còn có Khuếch Đại thành phần. Hiện tại xem ra, một chút đều không giả. Hơi nước kiên cũng bị Dương Nghị Vân chém giết, hiện giờ vạn ma triều tông tông chủ. Hợp đạo 5 tầng về một cường giả, cùng bọn họ ngang nhau cường giả, trực tiếp bị Dương Nghị Vân nháy mắt hạ gục. Như thế cường đại thực lực đương nhiên đáng sợ, càng đáng sợ chính là bọn họ đều không có thấy rõ ràng Dương Nghị Vân là như thế nào ra tay. Ba người mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ phút này Dương Nghị Vân ha hả cười, ba vị không cần lo lắng cái gì, ta nói rồi yêu cầu của ta rất đơn giản, sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi thể Bắc Địa sau này lấy con ta vi tôn liền thành, đương nhiên vị này. Hắn làm ta chán ghét, bởi vì ta không thích bị người uy hát yêu ta, cho nên ta xử lý hắn. Dương Mỗ Nhân nói là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe vào lớn nhỏ thần ma tông cùng thần ma vương vương triều ba người trong tai, lại là tràn ngập 10 phần uy hát yêu ta. Trên thực tế Dương Mỗ Nhân là thật không nghĩ chém giết 4 người, chỉ là vạn ma triều tông tông chủ đích xác dùng âm dương đạo thống uy hát yêu ta hắn, kia hắn liền thuận thế mà làm, giết gà dọa khỉ đi. Ta chờ ngày sau chắc chắn sẽ lấy thánh ma tông Dương tông chủ cầm đầu. Như thế nào lựa chọn rất đơn giản chuyện này, dư lại này ba vị tông chủ nhưng cùng âm dương đạo thống không có trực tiếp liên hệ. Hình thức so người cường dưới tình huống, ba người tự nhiên không đến tuyển. Cũng sẽ không đi khiêu khích Dương Nghị Vân. Lúc này ngoan ngoãn hợp tác, dựa theo Dương Nghị Vân yêu cầu làm liền hảo. Về sau lại nói về sau chuyện này đi. Ba người thề lúc sau. Tương đương hoàn toàn buộc chặt ở Dương Tinh Phó cùng nhau, Dương Mỗ Nhân rốt cuộc vừa lòng mà cười. Cuối cùng là không cần lại đi diễn kịch, tâm mệt sống hắn nhưng không nghĩ ở làm. Kế tiếp đại gia cuối cùng là ninh thành một sợi dây thừng, có thể yên tâm tìm canh cốc đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 220.